Hắn cuối cùng nhớ ra trước đó Đằng Quang nói chuyện cổ quái, trong lúc bất chợt trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới, hắn lại nghĩ tới hành vi lúc trước của Lý Vân Tiêu, nhớ kỹ hắn mắng mình, còn giống như nhớ 3 lần hay là 4 lần. Liễu Phỉ Yên cau mày nói. Ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì. Huyền Hoa ngượng ngùng nói rằng, không khỏi lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Trung ương kiếm hải kia, Long Thiên Miểu rốt cục không nén được tức giận, mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, ta biết mang đi phi nghê cho ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng người trưởng thành, chính là không ngừng đến thừa thụ thế giới này a. Lý Vân Tiêu nổi giận mắng. Con mẹ ngươi chớ có ba xạo, mặc cho ngươi ngoài miệng nói nở hoa, ngày hôm nay nếu là cố ý theo ta không qua được, ta xác định vững chắc cùng với ngươi đồng quy vu tận. Trên 6 cánh tay của hắn quyết ấn nổi lên, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nhất thời không ngừng lăn lộn, bên trong nhộn nhạo ra từng đạo tiếng khí minh, khắp bầu trời đều là kiếm ý kinh khủng kích động. Sắc mặt của Long Thiên Miểu đại biến, trên từng thanh kiếm kích động ra khí uẩn chi lực, để trái tim hắn mạnh mẽ trầm xuống. Những thứ này đều là cửu giai huyền khí thứ thiệt, hơn nữa phẩm chất cực cao. Nếu là tự bạo 80 kiện, mình còn có nắm chặt chống đỡ một trận, nhưng nếu là thoáng chút nổ lên 36 kiếm, coi như là thần cảnh cường giả sợ rằng cũng đương chàng ngã xuống. Hắn vội vàng nói, chớ xung động việc mang đi phi nghê, có thể tạm hoãn. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu dừng lại, nói, ngươi không phải mới vừa nói đây là ý chí của cả Long gia thượng tầng sao? Cái này không quá dễ thay đổi đi. Trong mắt Long Thiên Miểu phun ra lửa giận tới, chính mình đường đường bảy đại tông chủ, dĩ nhiên đã bị một gã thiếu niên uy hiếp, hơn nữa còn là trước mặt vô số cường giả, nếu là truyền ra ngoài, bộ mặt của mình làm gì còn. Nhưng cảm thụ được hàn khí của Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bên người này, cũng chỉ có thể nén giận. Chính mình thân phận gì, đối phương lại là thân phận gì. Bị một thiếu niên giống như tên điên lôi kéo đồng quy vu tận, mới là chuyện cười thật lớn đây. Hắn cắn răng nói. Long gia ý chí không thể sửa, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cần thời gian nhất định. Chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, vị tất không có cơ hội. Lý Vân Tiêu nói. Thì ra là thế, chỉ cần Long Đại Tiên Sinh hôm nay ở trước mặt đông đảo cường giả, Thanh Minh không hề can thiệp hôn nhân của Phi Nghê, ta cũng liền thu hồi kiếm trận này, mọi người coi như chuyện gì chưa từng phát sinh qua, vẫn như cũ làm hảo bằng hữu. Long Thiên Miểu tức giận cả người run rẩy, trong lòng một vạn dê đầu đàn chạy trồm qua, làm con mẹ ngươi hảo bằng hữu. Nhưng hắn dù sao phải duy trì phong độ, không thể cùng với Lý Vân Tiêu trực tiếp phá vỡ mắng to, chỉ phải cắn răng nói. Hôn nhân của Phi Nghê, bản tọa không hề ngang ngược can thiệp, cái này có thể đại biểu ý chí của một mình bản tọa. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười nói. Làm phiền Long Đại Tiên Sinh, được rồi. Hắn chớp mắt nói. Sẽ không ta đem chỗ kiếm này thu hồi, Long Đại Tiên Sinh liền trực tiếp xuất thủ giết ta đi. Long Thiên Miểu tức giận sắp nổ tung, lạnh giọng nói. Đương nhiên sẽ không. Lý Vân Tiêu lại nói. Có thể đem ta đánh gần chết hay không? Long Thiên Miểu giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, người chớ quá mức, lại dám 2-3 lần uy hiếp bản tọa. Lý Vân Tiêu nói. Long Đại Tiên Sinh đừng nóng giận, người trưởng thành, chính là không ngừng học được khống chế tâm tình của mình a. Long Thiên Miểu. Ha ha. Huyền Hoa thoáng chút nhịn không được, cười vang lên. Long Thiên Miểu tức giận cả người run rẩy, sau chuyện này, chính mình sợ là muốn thanh uy đại giảm rồi. Liễu Phỉ Yên cũng là khẽ cười nói. Lý Vân Tiêu nói không sai, người cười cái gì? Người phải học được khống chế tâm tình, mới là một người trưởng thành, sai lầm rồi sao? Không sai, không sai, ha ha ha. Huyền Hoa phình bụng cười to nói. Ta chỉ là đột nhiên nghe được lời lẽ chí lý như vậy, nhất thời hỉ cực, lúc này mới cao hứng nở nụ cười. Liễu Phỉ Yên cười nói. Ngươi nha, chút tâm tình ấy đều không khống chế được, thủy chung là một nam nhân không trưởng thành. Ha ha ha, đúng đúng, Yên Yên nói đúng. Huyền Hoa cười hì hì một trận, bốn phía người đều là lộ ra hội ý mỉm cười, Long Thiên Miểu mặt của Lỗ Âm trầm thích xuất nước đây. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên hạ bá chủ, một đời hào kiệt chính là nhân vật, rất nhanh đã ngất lịm đến đây, mình thật là tức giận hơi quá. Hơn nữa còn là bị một gã thiếu niên kích thích thành cái dạng này. Thật có chút không thể tin nổi. Trong lòng hắn ngoại trừ cổ quái ra, càng nhiều khiếp sợ hơn, chậm rãi nói rằng.
Lý Vân Tiêu, là ta khinh thường ngươi, thoáng cái vô ý rơi vào trong trận này của ngươi, bị ngươi lấy cái chết áp chế. Nhưng bản tọa há là hạng người ham sống sợ chết, có thể đáp ứng không mang đi phi nghê, đồng thời không giết ngươi cũng đã là giới hạn của ta, về phần có giáo huấn ngươi hay không, phải xem tâm tình của bản tọa. Lý Vân Tiêu nói, Long Đại Tiên Sinh tâm tình tựa hồ thật không tốt đấy, vậy hay là cùng chết đi, và lại kéo bảy đại tông chủ cùng nhau xuống địa ngục, lão tử kiếm lời rồi. Ngươi, Long Thiên Miểu phát hiện thiếu niên này hoàn toàn chính là một tên vô lại, căn bản nói không thông, nhưng chiêu này cũng đích xác rất hữu hiệu, làm cho ngươi phải đi vào khuôn khổ. Coi như mình khẳng mạo hiểm thử một lần, ở huyền khí tự bạo trung thoát được tính mệnh, phía dưới phi nghê cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây đối với Long Gia mà nói, cũng thì không cách nào thừa nhận tổn thất, thì là giết một vạn một Lý Vân Tiêu cũng bổ không trở lại. Được, Long Thiên Miểu lạnh giọng nói. Được, hôm nay rốt cuộc bản tọa thua rồi, chỉ cần ngươi không hề chọc ta, liền sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư một chút, liền cười đùa nói. Lấy thân phận địa vị của Long Đại Tiên Sinh, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn ném một cái mũ cháo qua, đem Long Thiên Miểu bao chụp, để hắn triệt để vô pháp đổi ý lời nói, lúc này mới sáu tay bấm tay niệm thần chú, khắp bầu trời kiếm khí vừa thu lại. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung tung bay lượn, thoáng chút đều bay vào Thiên Quang kiếm hạp. Long Thiên Miểu hai mắt băng hàn như nước, nguyên lực ở bốn phía nắm tay kích động, không ngừng có tiếng không khí vỡ ra. Vi Thanh cũng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn đứng khá xa, nhưng nếu như vừa rồi 36 kiếm thực sự nổ tung lên, cũng tất nhiên sẽ vạ lây đi vào. Hắn đột nhiên cảm thấy Lý Vân Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Có 36 kiếm nơi tay, sẽ cùng với nắm giữ con bài chưa lật chống lại siêu phàm nhập thánh cường giả, mặc dù là đồng quy vu tận, nhưng ít ra trước khi chết có thể báo thù rửa hận, coi như là thủ đoạn vô cùng ác độc. Lý Vân Tiêu cảm thụ được minh mông sát khí của Long Thiên Miểu, không khỏi con ngươi chợt co rút lại, bỗng nhiên cảnh giác, lạnh giọng nói. Long Đại Tiên Sinh, lúc này muốn vi phạm hứa hẹn sao? Trong mắt của Long Thiên Miểu lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Bản tọa không đối với ngươi xuất thủ, cũng không đại biểu người khác sẽ không đối với ngươi xuất thủ a. Hắn ngũ chỉ một chảo, nhất thời một đạo thanh quang ở lòng bàn tay hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cây thiết côn. Thiết côn dài chừng ba thước, hiện ra màu xám bạc, nhìn như phổ thông không có gì lạ, lại khiến người có một loại cảm giác lạnh như băng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, trong mắt của hắn chớp động thất thải ánh sáng, chỉ một cái liền nhìn thấu thiết côn. Lại là một thanh trường kiếm rộng hai ngón tay, không biết Long Thiên Miểu vì sao phải đem nó giấu ở trong côn. Vi Thanh nhướng mày, nói. Long Đại Tiên Sinh, ngươi muốn để cho bọn họ tất cả đi ra sao? Long Thiên Miểu nói. Không giết Lý Vân Tiêu làm sao tiết mối hận trong lòng của ta. Huống hồ ta cũng rất muốn thấy uy lực của bọn họ đấy. Trường côn ở trong tay vừa chuyển, tản mát ra tiếng khí uẩn ong ong, từng đạo quang vựng ở chung quanh hắn nổi lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu hoảng hốt, cả người chấn động, khó có thể tin nhìn quang vượng này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Long Thiên Miểu tại sao lại cùng với Vi Thanh đi lại với nhau. Mọi người cũng tràn đầy không thể tin nổi, lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Chỉ thấy bên trong quang vượng này, đi từ từ ra bóng người, tổng cộng 6 người, tất cả đều là mặt không biểu tình, thần sắc dại ra. Ở trên thân thể của bọn họ, đồng dạng đánh dãy số, từ 1 tới 6. La Thanh Vân cũng là con ngươi chợt co rút lại, bắn ra từng đạo hàn quang. Vừa rồi hắn liền cảm nhận được lực lượng của Long Thiên Miểu, đó là không yếu hơn long huyết chi lực của hắn, cũng là long uy của có thể nắm trong tay quỷ tu la. A! À, Phi Nghê đột nhiên kinh hô một tiếng, phảng phất nhìn thấy cái gì thập phần đáng sợ, thất thanh thét to. Trương Tam, Lý Tứ. Xa xa kỳ quỷ cũng là cả người đại chấn, thoáng chút sắc mặt tái nhợt đứng lên. Trên trán tràn đầy mồ hôi hột cuồn cuộn mà rơi. Phi Nghê cả người run rẩy, khó có thể ức chế bi thương bừng lên, cơ hồ là mang theo nức nỡ nói. Tông chủ đại nhân, ngài. Long Thiên Miểu sắc mặt yên lặng, nói. Đây là con đường do bọn hắn tự lựa chọn, thất bại đó là cái hậu quả này, thân là đồng bạn, người hẳn là tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Phi Nghê nhìn không được lấy tay che miệng, hạ thấp tiếng khóc. Phi Thanh nói. Thành công năm cỗ sao, chậc chậc, coi như là không tệ.
Long Thiên Miểu nói. Xác suất thành công vẫn là quá thấp. Phi Thanh cười to nói. Ha ha, Long Đại Tiên Sinh, ngươi liền thấy đủ chứ. Năm cỗ quỷ tu la thực lực không nói đến, chỉ là ngươi thành công đem huyết dịch để thăng tới thập giai, cũng đã là đứng đầu bảy đại tông chủ, đủ để lực áp thập đại vũ đế. Long Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động, vung tay lên hạ, năm tên quỷ tu la nhất thời hướng phía Lý Vân Tiêu vào tới. Phi Thanh vội hỏi. Trên người người này bí mật nhiều lắm, chớ có đơn giản gạt bỏ, ta phải mang hắn về thánh vực. Long Thiên Miểu sắc mặt phát lạnh, hừ nói. Chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, không giết hắn làm sao dẹp loạn lửa giận của ta. Phi Thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, ta đưa hắn mang về thánh vực, chờ vô dụng sau đó lại giao cho ngươi xử lý là được. Long Thiên Miểu suy nghĩ một chút, liền trường côn vung lên, nói. Phế đi hắn là được, lưu lại một mạng. Năm tên quỷ tu la thân thể khẽ run lên, tựa hồ hiểu ý, giữ tợn giống to hơn đi. Lý Vân Tiêu cả kinh, năm tên quỷ tu la uy hiếp, so với Long Thiên Miểu còn mạnh hơn. Trước hết một người tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, một quyền đã đánh đi ra, quyền phong đánh ra một mảnh quang vựng, đem tứ phương chân áp. Phi Nghê run giọng hét lớn. Trương Tam, dừng tay a Trương Tam. Nhưng tên quỷ tu la này đâu nghe thấy, trên mặt ngoại trừ vẻ dữ tợn và hung lệ ra, không nữa bất luận tình cảm ba động nào nữa. Không gian bị chấn áp, Lý Vân Tiêu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đồng dạng cánh tay mở ra, hữu quyền đánh đi tới, nhất thời như là đánh vào trên thiết bản, quyền tiêm truyền lên tới đau nhức. Phanh! Một đạo kim quang kích động ra, ở trên cánh tay của Lý Vân Tiêu bốc lên, giống như là cuộn sóng đẩy ra. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, tay trái bắt đi tới, hai tay cầm long, kéo lấy quả đấm của Trương Tam kéo về phía trước, đồng thời một cước hướng hạ bàn của đối phương đá vào. Trương Tam bản năng giơ chân lên tới, thân thể lập tức bị Lý Vân Tiêu khẽ động, một cổ xoay lực từ cánh tay truyền đến, cả người trực tiếp lăng không tung bay. Lý Vân Tiêu giữ hai tay trận gió lưu chuyển, đem Trương Tam vòng vo hơn 10 vòng, mạnh mẽ hướng bốn gã quỷ tu la khác ném văng ra ngoài. Bốn gã quỷ tu la cũng không rảnh tiếp đỡ đồng bạn, chỉ là thân ảnh lóe lên liền tránh khỏi, đồng thời lấn thân mà lên đánh đến đây. Lý Vân Tiêu nào dám cùng với bốn gã quỷ tu la đánh, sau khi bỏ qua Trương Tam đồng thời, liền chợt lui về phía sau, lôi quang trên không trung lóe lên, chui ra cự ly trăm trượng. Nhưng bốn gã quỷ tu la đã sớm đem hắn tập trung, không gian xoay động, trực tiếp xuất hiện ở chung quanh hắn, đồng thời xuất thủ công kích. Vèo! Một đạo tên lăng không phóng tới, mang theo đuôi tên thật dài màu đỏ, đem bầu trời tách ra, toàn bộ phong vân biến sắc. Đứng mũi chịu sào hai gã quỷ tu la bỗng nhiên cảnh giác, cũng không có hoảng loạn và kinh khủng, chỉ là đồng thời hét lớn một tiếng, hai người đều tự bấm tay niệm thần chú, đồng thời đánh ra. Song trưởng trên không trung dĩ nhiên tả hữu góc bù, dung thành một đạo quang kính. Phanh! Mũi tên bay vụt xuống, trực tiếp xuyên thấu mặt kính, tiễn lực cường đại nổ lên, lập tức đem hai gã quỷ tu la đẩy lui. Lý Vân Tiêu nhất thời áp lực chợt giảm, thân thể trong nháy mắt hóa lôi, bắn ra vô số đạo tàn ảnh hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Còn dư lại hai gã quỷ tu la ngẩn ra, tựa hồ không thể công nhận chân giả, một người trong đó quả đấm cầm kiếm, trực tiếp hướng phía trong lôi quang đâm tới. Kiếm mang đam vào một đạo lôi cầu, vô số ký hiệu dâng lên, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Sấm sét lực kinh khủng thoáng chút đem hai gã quỷ tu la cuốn phăng vào, nhưng thân thể bọn hắn chấn động, liền từ dung hợp thối lui, chỉ là trên thân thể không ngừng có điện quang lưu động, có vẻ hơi chật vật. Trên bầu trời lôi quang tụ họp một chút, thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, gương mặt băng lãnh và cảnh giác. Mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn tựa hồ phát hiện một nhược điểm của quỷ tu la. Đó là những quỷ này tu la tuy rằng bảo lưu lại năng lực chiến đấu, đồng thời càng thêm hung hãn, thế nhưng chỉ số thông minh thượng thoáng khiếm khuyết, đối với ảo thuật và thân pháp các loại thần thông không lắm mẫn cảm. Nếu là mình đoán không lầm nói, như vậy chống lại một lát, chưa chắc không có phần thắng. Long Thiên Miểu sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm xa xa, lạnh giọng quát dẹp đường. Huyền Hoa. Huyền Hoa cười nhạt một tiếng, nói. Long Đại Tiên Sinh, hồi lâu không gặp, chậc chậc, chưa từng thấy qua ngươi, nghĩ không ra lớn lên thô lỗ như thế, thất kính thất kính. Long Thiên Miểu lạnh lùng nói. Huyền Hoa, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích.
Huyền Hoa ngượng ngùng nói. Nếu ta nói là cung không cẩn thận run lên, tự mình cướp cỏ, ngươi có tin không? Long Thiên Miểu lạnh giọng nói. Được, bản tọa liền trước hết là giết ngươi. Trên người hắn khí thế mạnh mẽ bạo phát, bốn phía một mảnh lĩnh vực chi lực đặc biệt mở ra, hạo hạo đáng đáng, vô thượng long uy cuốn bay thiên địa. Huyền Hoa đứng mũi chịu sào, thân thể lùi lại mấy bước về phía sau, nắm toái tinh cung, cảnh giác. Liễu Phỉ Yên dùng quyền đầu kéo cằm, trầm tư nói. Long đại tiên sinh chưa bao giờ lấy diện mục gặp người, hôm nay lại là hoàn toàn triển lộ ra, mà đến chưa từng thấy qua Long đại tiên sinh xuất thủ, hôm nay cũng là đại mở tay ra chân, thực sự khiến kẻ khác cảm thấy kỳ quái. Hừm, bản tọa cũng không lấy diện mục gặp người, là bởi vì không muốn dính vào chuyện đời. Bản tọa từ lâu không ra tay, là bởi vì không có người đáng để cho ta xuất thủ. Long Thiên Miểu từng bước hướng phía hai người đi đến, lạnh giọng nói. Nhưng ngày hôm nay, ta liền muốn dính vào chuyện đời, ra tay giết mấy người muốn giết. Long đại tiên sinh, ta tùy ngươi đồng loạt ra tay. Thân ảnh của Diêu Kim Lương khẽ động, quỷ lăng giảo cầm trong tay, thoáng chút giải phong ra, mặt trên bắn lên từng mảnh ngân sắc vảy cá, chớp động lãnh mang. Trong mắt hắn tràn đầy cừu hận và sát khí, nhìn chằm chằm Huyền Hoa, nổi lên một tia huyết sắc. Liễu Phỉ Yên nói, Phi Thanh đại nhân, trước đó người nói huynh đệ xích mích không để người ngoài biết, hiện tại người của yêu tộc còn nhìn chằm chằm ở một bên, người sẽ nội đấu rồi sao? Đám người thương đều là bỗng nhiên cảnh giác, thoáng cái lộ ra vẻ sắc bén, vạn phần cảnh giác. Ánh mắt của Vi Thanh ngưng tụ, nói, Phỉ tên nói không sai, Long đại tiên sinh, vẫn là trước hết đem mấy tên yêu tộc này trấn áp. Về phần Lý Vân Tiêu, chỉ cần giao ra đạo quả, đồng thời theo ta quay về thánh vực, bản tọa sẽ bảo đảm hắn bình an. Con người của Long Thiên Miểu co rụt lại, hiển nhiên đối với quyết định này phi thường bất mãn, nhưng cũng chỉ là hừ một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Liễu Phỉ Yên than thở. Đạo quả mảnh nhỏ ta có thể khai đạo hắn, nhưng bản thân của hắn ta còn muốn mang về hóa thần hải đấy, Vi Thanh đại nhân có thể dàn xếp xuống không? Vi Thanh quả quyết nói. Không thể. Liễu Phỉ Yên kinh ngạc nói. Gì, chính là một gã Lý Vân Tiêu, có thể lọt vào mắt xanh của Vi Thanh đại nhân như vậy. Ta thế nào không nhìn ra hắn có mị lực gì chứ? Vi Thanh hừ lạnh nói. Liễu Phỉ Yên, ngươi không cần ở trước mặt ta nhiều lời. Hôm nay có ba chuyện bản tọa nhất định phải làm, một là thu hồi toàn bộ mảnh nhỏ của đạo quả, hai là trấn áp đám yêu tộc này, ba là đem Lý Vân Tiêu mang về, một chuyện cũng không thể ít. Liễu Phỉ Yên ánh mắt chớp động, ngâm khẽ nói. Hai chuyện trước ta không phản đối, thế nhưng Lý Vân Tiêu phải theo ta quay về hóa thần hải, đây cũng là chuyện Phỉ Yên nhất định phải làm. Vi Thanh cả giận nói. Liễu Phỉ Yên, ý tứ của ngươi đó là nhất định phải cùng ta là địch. Liễu Phỉ Yên khẽ cười nói. Nếu là đại nhân cải biến điều thứ ba, chúng ta sẽ không có xung đột. Vi Thanh lạnh lùng nói. Vậy không cần bàn lại, hai gã phong hào vũ đế, ở trước mặt bổn tọa còn không lật nổi sóng gió. Long đại tiên sinh, Diêu Kim Lương, hai người này sẽ giao phó cho nhị vị. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Yên tâm ta phải giết Huyền Hoa Liễu Phỉ Yên sẽ để cho Long đại tiên sinh đi. Hắn từ lâu ôm một bụng lửa giận, quỷ lăng giảo tranh nhiên triển khai, liền hóa thành quang ảnh chém qua đến. Huyền Hoa cười ha ha, ứng thân trở ra, toái tinh cung đột nhiên hóa đao, ngăn cản ở trước người. Phanh, quỷ lăng vắt bỗng nhiên kích xuống. Ẩn chứa Diêu Kim Lương vô biên lửa giận, chấn đến cánh tay của Huyền Hoa tê dại, cả người bị đánh bay ra ngoài. Liễu Phỉ Yên nhướng mày, đột nhiên một cổ lãnh ý và hạo hãn chi uy đem nàng tập trung. Long Thiên Miểu trầm giọng nói. Phỉ Yên, ngươi không phải địch thủ của ta, không bằng thúc thủ chịu trói, đợi ở một bên. Liễu Phỉ Yên cười, trường kiếm vung lên, đưa ngang trước người. Từng đạo kiếm ảnh đẩy ra, hóa thành nhiều đóa hồng liên. Không trung tạo nên thanh ba, giống như liên trung tiên tử, chân thành mà đến. Long Thiên Miểu thở dài, nói. Mà thôi, người nếu đã khăng khăng cố chấp, bản tỏa cũng sẽ không cần thương hương tiếc ngọc. Hắn nâng tay lên thiết côn, giơ lên thật cao, làm một tư thế muốn đánh. Một cổ long uy ở quanh thân kích động, càng ngày càng mạnh, trên thiết côn giản dị tự nhiên, bắt đầu có ký hiệu dần hiện ra tới, lăng không bay lượn. Dưới chân của Liễu Phỉ Yên dừng lại trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng,
hắn biết thực lực của Long Thiên Miểu, nguyên bản ở trên Phong Hào Vũ Đế, hơn nữa hiện tại có chân Long chi huyết, coi như là hai gã Phong Hào Vũ Đế liên thủ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên cao Đoan Mộc Hữu Ngọc vẫn quan vọng không nói, nói: "Hữu Ngọc công tử, xin hãy trợ ta bắt đám yêu tộc này." Đoan Mộc Hữu Ngọc nói: "Phi Thanh, người đánh bản tính thật giỏi, thậm chí ngay cả ta cũng muốn lôi kéo vào, bản công tử vì sao phải giúp ngươi? Ta rời khỏi tranh đoạt đạo quả, đã là cho ngươi mặt mũi." Phi Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Đích xác rất cho bản tọa mặt mũi, nhưng đám yêu tộc này mang siêu phẩm huyền khí hồn thiên nghi, nếu là theo đuổi rời đi, sợ là hậu hoạn vô cùng, ngươi sẽ thờ ơ sao?" Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm giọng nói: "Đám yêu tộc này đích xác phải trấn áp, Phi Thanh, bản công tử liền cam nguyện bị ngươi lợi dụng một lần." Phi Thanh nghiêm mặt nói: "Công tử Ngọc cớ gì nói vậy? Đây chính là đại sự liên quan đến lưỡng tộc thịnh suy, Liễu Phỉ Yên và Huyền Hoa không hiểu chuyện, lẽ nào công tử cũng không hiểu sự sao?" Đoan Mộc Hữu Ngọc lạnh lùng nói: "Lấy năng lực của ta, nhiều lắm giúp ngươi áp chế một người." Phi Thanh cười nói: "Cũng đủ." Hắn trầm giọng vừa quát, nói: "La Thanh Vân, cùng với công tử Ngọc liên thủ, đem đám yêu tộc này đều chém giết." "Dạ." La Thanh Vân lên tiếng, mang theo 8 gã quỷ tu la thoáng chút bay đi, đem đám người thương bao quanh vây quanh. Lê Khẩn Trương vội hỏi: "Quỷ Vương đại nhân?" Trong mắt của Quỷ Vương lóe lên màu sắc trang nhã, cười gần nói: "Cửu Lê bộ tộc cô gái nhỏ nha, ta hứa hẹn với người là giết sạch những người này, liền có thể giải trừ khế ước hai bên. Điểm ấy ta tự nhiên sẽ làm được, nhưng ta cũng không nói phải bảo vệ mạng nhỏ của các ngươi nha." Hắn vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm một cái đôi môi, trong miệng phát sinh thanh âm tạp tạp, khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy. "Quỷ Vương ngươi." Lê một chút khẩn trương đứng lên, quỷ vật này không biết là tâm tư gì, căn bản chỉ huy bất động. Một gã Phong Hào Vũ Đế và 8 gã quỷ tu la, khí thế tận trời thoáng chút đưa bọn họ tập trung, sắc mặt ai nấy trở nên ngưng trọng. Phi Thanh cũng là có chút kiêng kỵ nhìn quỷ kia vương một cái, 8 gã quỷ tu la cũng không thể giết hắn, sợ là cần 3 gã siêu phàm nhập thánh cường giả xuất thủ, mới có thể chống lại. May mà thứ này tuy là triệu hoán ra, nhưng bản thân tính cách rất mạnh, cũng không nghe người ta chỉ huy. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên đại địa, không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có hắn diệu pháp linh nhãn có thể thấy trên đại địa 33 công tào hư ảnh, trong thời gian ngắn ngủi, hư ảnh này trở nên càng lúc ngưng thực hơn, khí tức trên người cũng cường đại hơn. Lúc này trên đại địa tích xúc năng lượng, đủ để đem Kỳ Thắng Phong triệt để trấn áp thậm chí giết chết, nhưng quỷ vương lại vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Lẽ nào hắn muốn đem 33 công tào đều triệu hoán đến đây? Lý Vân Tiêu bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ. Nhưng trước mắt nhìn thấy sự thực, lại càng ngày càng giống như có chuyện như vậy. Đoan Mộc Hữu Ngọc đối với La Thanh Vân nói: "Ta đối phó tên đại yêu thương này, còn dư lại mấy người do ngươi xuất thủ." La Thanh Vân chiến thương vung lên, trầm giọng nói: "Được." 8 gã quỷ tu la nhất thời khí thế ngập trời, hướng trên người yêu tộc áp đến. Đoan Mộc Hữu Ngọc càng là hàn xích ở trong tay, đem thương tập trung. Sắc mặt của hắn cũng là phi thường ngưng trọng. Cũng không phải là đối phương cường đại bao nhiêu. Thương ở sau khi trọng thời khắc này thực lực căn bản không đủ để nói. Mà là chính mình thủy chung vô pháp suy tính ra cái loại lực lượng này, khiến cho hắn một loại cảm giác cực độ tâm thần không yên, biết rõ phải có đại sự phát sinh, làm thế nào cũng không nắm bắt được, cái loại này đối với tương lai gần đến sinh ra một loại chờ mong và kiêng kỵ. Phi Thanh một bộ dáng vận trù duy ác, lúc này chỉ còn Lê, Dực, Tiên, Mông 4 gã đại yêu và đại tế tự từ, có 8 gã quỷ tu la đủ để đưa bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Khả năng duy nhất xuất hiện chuyện xấu đó là quỷ vương kia, chỉ ít thứ này tạm thời tựa hồ không có dự định xuất thủ, đợi thế cục ổn định lại, cho dù hắn muốn ra tay cũng đã chậm. Sau khi cân nhắc, ánh mắt của Vi Thanh nhìn phía xa xa, trở nên băng lạnh. Trên bầu trời xa xa, chính là Khâu Mục Kiệt, một mực thờ ơ lạnh nhạt, hắn cảm thụ được hàn ý của Vi Thanh. Kiệt ngạo hừ một tiếng, tựa hồ cực độ bất mãn và không phục. Phi Thanh lạnh lùng một tiếng, nói: "Tử Sú Tịch, La Tinh." Lưỡng đạo nhân ảnh thoáng chút xuất hiện trên không trung, chính là hai người. Tử Sú Tịch cười khổ nói:
đại nhân trong tay có lực lượng cường đại như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta xuất thủ bán mạng sao? Phi Thanh nói, hiện tại thời kỳ phi thường, mặc dù ngươi là trưởng một ti, cũng phải nghe theo bản tọa điều khiển. Tử Sú Tịch than thở. Hiểu. Trong mắt Phi Thanh lóe lên sát khí, nói. Hai người ngươi đem Khâu Mục Kiệt giết, đem đầu hắn tới gặp ta. Được. Hai người đều là đáp, thoáng chút hướng phía Khâu Mục Kiệt bay đi. Khâu Mục Kiệt cả người chấn động, giận dữ nói. Phi Thanh, người cái tên vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu này, lão phu một ngày nào đó phải giết ngươi. La Tinh lạnh lùng nói. Một ngày nào đó, đợi ngươi sống đến ngày đó rồi hãy nói. Trong tay hắn nguyên lực vận chuyển, mạnh mẽ đánh tới. Tử Sú Tịch cũng là mặt không biểu tình, tuy rằng trong lòng hắn đối với ân oán của hai người có suy đoán, cũng bất mãn Phi Thanh tùy ý điều phối hắn, nhưng thời khắc này xác thực là thời kỳ phi thường. Ở đây không có ai mà không phải là đỉnh phong cường giả, bất kể là yêu tộc hay là hóa thần hải, hoặc giả Khâu Mục Kiệt, Lý Vân Tiêu, số mạng của mỗi một người đều muốn trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục tương lai của thiên vũ giới. Nếu là hôm nay không thể đem những lực lượng này đều trấn áp nói, thánh vực tương lai phải đối mặt với thế cục sẽ phức tạp hơn, áp lực cũng lớn hơn. Trách nhiệm quá lớn, hắn không dám chống lại lệnh của Vi Thanh, chỉ có thể mặt âm trầm xuất thủ. Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, trên người lực lượng cuồn cuộn không ngừng cuồng bạo dựng lên, trực tiếp xông tận trời, hình thành một cổ gió lốc, hướng hai người cuốn bay đi. Hắn trung cực thân thể chỉ cần có nguyên thạch bổ sung, sẽ vĩnh viễn không suy kiệt. Chân chính tử chiến đứng lên, chưa chắc sẽ bại bởi hai người. Phi Thanh khóe miệng hiện ra cười nhạt, hắn cũng minh bạch trạng thái của Khâu Mục Kiệt, nhưng cũng không ngại. Thế cục hôm nay then chốt còn ở thắng bại giữa đám siêu phàm nhập thánh cường giả này, trấn áp yêu tộc và hóa thần hải mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên bị áp chế xuống, giết đám cửu tinh đỉnh phong cường giả này đều bất quá là nhấc tay trong lúc đó. Hắn đối với Khâu Mục Kiệt nổi giận chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng châm chọc, liền đưa mắt nhìn sang Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử, người cũng là người thông minh, lúc này sẽ đối kháng ta sao? Chỉ cần giao ra mảnh nhỏ đạo quả, lại theo ta quay về thánh vực, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Lý Vân Tiêu hắc thanh nói. Phi Thanh, quỷ vương kia tựa hồ đang kêu gọi thứ gì đó lợi hại, ngươi nếu không phải trước hết giết chết hắn mà nói, đợi lát nữa thì phiền toái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quỷ vương ngồi ở trên đại địa, trong lúc bất chợt trong con người bắn ra tàn khốc, tựa hồ bị xem thấu tâm tư, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hiện lên một mảnh sát khí. Phi Thanh nói, bản tọa trong lòng hiểu rõ, chỉ cần ngươi lúc này quy thuận ta, ta liền có dư lực giết hắn. Lý Vân Tiêu thở dài nói, ta mặc dù cùng với Lý Giật một đạo xuất từ Thiên Thủy Quốc, nhưng đáng tiếc, bản lĩnh quỷ liếm của hắn. Ta tuyệt không biết. Phi Thanh lạnh nhạt nói. Đáp án của ngươi ở trong dự liệu của ta, để ba gã quỷ tu la này đối phó một mình ngươi, coi như là vinh hạnh lớn lao rồi. Trên người ba gã quỷ tu la dâng lên sát khí, hướng phía Lý Vân Tiêu ép tới. Lý Vân Tiêu thoáng chút thối lui trăm trượng, cười khổ nói. Ba gã quỷ tu la, Phi Thanh đại nhân thật đúng là để mắt ta. Phi Thanh nói. Bản tọa luôn luôn rất để mắt ngươi. Ta vốn muốn đem tâm hướng trăng sáng, bất đắc dĩ trăng sáng chiếu mương máng. Lý Vân Tiêu nói. Ta nghĩ cùng với Khâu Mục Kiệt đổi đối thủ một cái được chưa? Phi Thanh nói. Không được. Hắn một tay vung xuống, ba gã quỷ tu la nhất thời gầm hét lên, lực lượng trên người nổ lên, phóng lên cao, tựa như Khâu Mục Kiệt hình thành ba cổ gió lốc. Cổ khí thế cương mãnh trên không trung không ngừng kích động, chấn lên khí lãng vô biên hướng về phía trước đẩy ra. Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, hóa ra pháp tướng kim thân, mỗi cái tay mau chóng nắm huyền khí. Đột nhiên lưỡng đạo quang mang bay vụt mà đến, bóng người chớp động, lưỡng đạo kiếm khí lăng không tới, một đạo quét ngang trời cao, một đạo chém thẳng màn trời, mục tiêu tương đồng, đều là ba gã quỷ tu la. Ầm ầm, lưỡng đạo kiếm khí đưa ngang một cái dựng lên, trực tiếp chém vào bên trong cơn lốc do ba gã quỷ tu la chấn ra, đột nhiên nổ tung. Nổ thành một mảnh kiếm quang gai mắt nhắm bốn phương tám hướng kích tán. Nhất thời lực lượng hỗn loạn đứng lên, ba gã quỷ tu la phát sinh từng trận tiếng gầm gừ, từ bên trong tia sáng kia lao ra, đồng thời đều là tay cầm binh khí. Chủ nhân của lưỡng đạo kiếm khí lăng không tới,
phân biệt rơi vào bên cạnh Lý Vân Tiêu. Một người trong đó chính là Bắc Quyến Cổn Nam, Phiêu Giật cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói. Cùng lên, tên còn lại là sắc mặt thanh lãnh, mày kiếm giơ lên, hai tròng mắt lộ ra tàn khốc. Toàn thân quần áo bạch y bay bay, vẻ mặt ngưng trọng và cảnh giác. Trong mắt của Lý Vân Tiêu sáng ngời, vui vẻ nói. Trần Thiến Vũ, người nọ gật đầu nói. Viên Cao Hàn đại nhân phái ta tới trợ giúp ngươi, chỉ là không nghĩ tới. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bên trong sân, trên mặt tuôn ra vẻ khổ sáp, nói. Chỉ là không nghĩ tới, tới tất cả đều là đại nhân vật kinh thiên động địa, ta sợ cũng giúp không được ngươi cái gì. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần tự coi nhẹ mình, có ngươi ở đây đã rất xuất lực. Ba người chúng ta một người đối phó một, không nên đấu cứng, không có thực lực siêu phàm nhập thánh, rất khó triệt để giết chết những đám quỷ tu la này, chế trụ là được. Hai người đều là đáp nhẹ một tiếng, kiếm thế linh xảo triển khai, phân biệt hướng phía quỷ tu la chém tới, đem ba người cùng đánh tách xa nhau. Lý Vân Tiêu cũng thoáng chút hóa ra vô số tàn ảnh, một kiếm chém về phía một tên quỷ tu la trong đó, đưa hắn dẫn tới, bắt đầu lợi dụng nhược điểm linh trí của bọn họ không hoàn toàn, chiến đấu. Vi Thanh sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. Trần Thiến Vũ ngươi can đảm dám đối kháng với bản tọa. Trần Thiến Vũ vừa mới tiếp xúc quỷ tu la, lập tức bị đối phương hung ác chi thế ngăn chặn, dáng vẻ bệ vệ ngập trời như là sóng biển vậy đập xuống, trực tiếp đưa kiếm khí quanh thân hắn nổ nát. Trong lòng hắn giận dữ, trong tay một kiếm khoái tự nhất kiếm, chém ra vô số cái khe màu đen, như là mưa phùn dày đặc, xé rách đi. Quỷ tu la cầm trong tay chiến thương, xoay tròn, thương thế quét ngang một mảnh, chấn lên tiếng chém kích bang bang bang. Sau đó trong miệng phát sinh gào thét trầm thấp, trường thương đưa ngang trước người, đánh ra vô số quyết ấn bên trong, thương mang như là pháo hoa nhắm ra bốn phía nổ lên, hoàn toàn đem kiếm thế ngăn chặn. Trần Thiến Vũ hoảng hốt, chỉ thấy quỷ tu la đã đột phá mà đến, một thương đâm thẳng chỗ yếu hại của mình, Chu Thiên thương thế áp chế, dĩ nhiên chạy cũng không thể chạy. Hắn khiếp sợ dị thường, mạnh mẽ trường kiếm bay lượn, ở trước người một chém, nhất thời hóa ra một đạo quang quyển. Phanh! Quang quyển trong nháy mắt đã bị quỷ tu la đánh tan, mũi thương điểm ở trên thân kiếm, chấn đến hắn liên tiếp lui về phía sau, ở ngoài trăm trượng đem người dừng lại được. Nội tâm hắn dâng lên kinh hãi ngập trời, chính mình tuy rằng vừa đột phá đến cửu tinh đỉnh phong không lâu, nhưng đích thật là đỉnh phong cường giả thứ thiệt, lại bị một gã người không ra người, quỷ không phải quỷ áp chế đánh, trong lòng khó chịu không nói ra được. Nhưng nghe được Phi Thanh vừa quát, càng trong cơn giận dữ, quát dẹp đường. Ta chỉ nghe theo Viên Cao Hàn đại nhân điều phối, mấy người còn lại ai cũng đừng nghĩ ra lệnh cho ta. Phi Thanh vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Nếu là ngươi hôm nay lại dám ra một kiếm nữa, liền đại biểu Viên Cao Hàn chống lại ý chí của bản tọa, ta sau khi trở về tất sẽ tìm hắn tính sổ. Trần Thiến Vũ cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay một chút hóa thành hàng vạn hàng nghìn, mạnh mẽ chém qua đến, quát dẹp đường. Tổng cộng là 360 kiếm, nhớ rõ ràng. Kiếm ảnh rậm rạp chằng chịt một chút đem quỷ tu la bao lại, toàn bộ không gian bị cắn nát thành vô số mảnh nhỏ, đều nổ lên. Phi Thanh tức đến sắc mặt tái xanh, giận dữ hét. Xiết 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 đem Trần Thiến Vũ giết không chừa mảnh giáp. Giống. Nhưng quỷ tu la này rít gào một tiếng, liền kiến vô số kiếm quang dường như pháo hoa tan biến, thương mang nổ bắn ra, lần thứ hai xông lên. Trần Thiến Vũ hoảng hốt, lần thứ hai liền lùi lại trăm trượng. Nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Thật vất vả đột phá đáo cửu tinh đỉnh phong, nguyên tưởng rằng có thể hoành hành thiên hạ, thành tựu bất hủ danh tiếng. Nghĩ không ra mới xuất quan, thoáng chút cũng không còn uy phong qua, đã bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa người ở tại tràng, liếc nhìn lại, ai nấy đều so với hắn lợi hại hơn, để hắn không khỏi nghĩ muốn hộc máu. Đang lúc phiền muộn, thanh âm của Lý Vân Tiêu truyền đến, nói. Không nên cứng rắn địch, đám quỷ tu la này hung mãnh có thừa, chỉ số thông minh không đủ, tận lực chiến đấu. Trong lòng hắn dùng mình, nhất thời bình ổn tâm tính, đem kiếm khí thu hồi, bắt đầu tránh né trốn đi. Kỳ thực nào chỉ là hắn phiền muộn, mỗi một người chống lại quỷ tu la không khỏi là đè nén muốn ói máu. Bắc Quyến Cổn Nam và Lý Vân Tiêu còn tốt, một thái độ làm người ổn trọng, bình tĩnh ứng chiến, một nhìn như không thấy, không để tâm tới. Đám yêu tộc này,
bị La Thanh Vân và tám gã quỷ tu la áp chế phát cuồng đứng lên. Tiên và Mông từ lâu trọng thương buồn thiêu, hai mắt đỏ bừng, toàn bằng một ngoan kính xét ở. Một bên giống to hơn một bên thổ huyết. Nhưng người ngoan đối phương ác hơn, đối chiến bọn họ hai gã quỷ tu la cũng là gào thét liên tục, trong tay chiêu thức càng ngày càng hung ác, hoàn toàn là đấu pháp liều mạng, vài cái đã đem ngoan kình của đối phương đánh bể, đạt được cục diện hoàn toàn áp chế. Tình huống của Lê và Dực đỡ hơn chút, nhưng là bị động dị thường, lấy né tránh là chính. Tự thân là đại tế ti, siêu phàm nhập thánh cường giả, đồng dạng bị bốn gã quỷ tu la gắt gao chế trụ, ngân xà khắp bầu trời vũ động, căn bản không phân thân ra được, hơn nữa cũng là càng đánh càng yếu, khí thế không ngừng bị đè xuống. Lê trong lòng khẩn trương, nàng cũng phát hiện đối phương dũng mãnh có thừa, chỉ số thông minh không đủ, bằng vào bước tiến của mình đủ để chu toàn. Nhưng có một vấn đề chí mạng đó là, tốc độ tiêu hao nguyên lực của mình viễn siêu quỷ tu la. Đối phương có thể không ngừng ở trong chiến đấu nuốt nguyên đan, duy trì một tốc độ tiêu hao cực chậm. Nàng lớn tiếng kêu lên. Quỷ vương, người không ra tay nữa, ta liền trực tiếp thi triển khế ước chi lực, đem ngươi cho đòi đi trở về. Con ngươi của quỷ vương co rụt lại, lạnh lùng nói. Cửu Lê, cho đòi ta trở về nói, các ngươi lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lê nói. Ngươi thủy chung không ra tay. Lưu ngươi ở thiên vũ giới này có ích lợi gì? Quỷ vương hừ một tiếng, nói. Ta hiện tại không phân thân ra được, các ngươi không địch nổi liền thối lui đến bên cạnh ta tới. Lê vừa nghe, nhất thời lớn tiếng nói. Đừng cố chống đỡ, đi. Nàng trước đánh văng ra quỷ tu la đối diện, vài bước qua, xúc địa thành thốn, liền thối lui đến phía sau quỷ vương. Tên quỷ tu la kia đuổi theo, trên đầu mọc ra hai cái đầu. Một cái trong đó mạnh mẽ phun ra một đạo lôi điện, đánh tới. Phanh! Lôi quang ở chỗ cách quỷ vương mấy trượng nổ lên, một đạo thanh sắc kết giới đột nhiên hiện lên, lóe lên rồi biến mất. Trên mặt của quỷ vương lộ ra châm chọc, cười lạnh nói. Tám con quái vật giống như các ngươi đều không làm gì được ta, ngươi thì tính là cái thá gì? Hắn quả đấm bấm tay niệm thần chú, mạnh đi xuống phương vỗ. Trên đại chuyển bàn nhất thời kích khởi một đạo lục mang, mạnh bắn tới. Quỷ tu la giận dữ, một cái đầu khác lắc vài cái, phun ra một đạo hôi sắc chi khí, cùng với xanh biếc khí va đụng vào nhau, bỗng nhiên nổ lên. Phanh! Lục quang hiển nhiên càng tốt hơn, chấn đến cái đầu kia của quỷ tu la phun ra một búng máu tươi, toàn bộ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt của Vi Thanh ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, lăng không hư độ xuống. Từng bước một hướng phía quỷ vương đi đến, hai gã quỷ tu la đi theo sau đó. Quỷ vương sao, bản tọa lại muốn nhìn xem, người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vi Thanh mấy bước đi xuống, vung tay lên, quyển trục nắm trong tay, vài đạo kim mang kích bắn đi. Phanh, kim quang đánh vào đại chuyển bàn tạo ra kết giới, chấn đến không ngừng tan vỡ, lại tiêu tán mà không mất, thoáng chút hóa thành kim long, cưỡng chế xuống, bài trừ khắp bầu trời linh áp. Tựa như khai chi tán diệp. Vi Thanh thoáng qua liền tới, trong tay giang sơn như tranh vẽ mở ra, nhất thời phóng nhãn non sông, thần châu tú lệ, dị cảnh hùng vĩ côi phách đánh vào trên kết giới. Ầm ầm, thanh quang nhất thời một chút sụp đổ, kim long thoáng qua xuống, hóa thành một đạo kim quang sắc bén, chém về phía quỷ vương. Hừm, quỷ vương hừ lạnh một tiếng, một tay nắm thành hổ hình, mơ hồ có hổ gầm sơn lâm. Dưới một chảo liền đem đạo kim mang kia chôn vùi. Thân ảnh của Vi Thanh đồng thời hạ xuống, giẫm trên đại chuyển bàn, một bước mà lên, tay phải nắm bức họa, tay phải hai ngón tay khép lại, lăng không điểm tới. Quỷ vương ngồi xếp bằng ở trên chuyển bàn, chỉ có thể thả người ngửa ra sau, tránh thoát lực lượng một chỉ, đồng thời mạnh đá ra một cước, kích bắn về phía yết hầu của Vi Thanh. Lực lượng một cước kia đá không khí không ngừng bại lộ, không gian hơi bị hoảng hốt. Tựa như phiêu diêu bất định, đẽo gọt không được. Vi Thanh biến sắc, thân ảnh đồng thời trở nên hoảng hốt. Phanh! Thân ảnh hoảng hốt bị một cước đá bể, hóa thành quang mang tản ra. Cũng trong lúc đó, trên đại chuyển bàn kim quang lóe lên, hóa ra một bàn tay, lăng không bấm tay niệm thần chú, nhất thời mấy đạo kim long oanh kích xuống. Bang 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 bang! Quỷ vương không ngừng né tránh, kim long này đều đánh vào trên đại chuyển bàn. Tứ phương không gian hơi bị rung động, trên chuyển bàn khí tức cũng biến thành có chút hỗn loạn. Con người của quỷ vương ngưng tụ, lóe ra sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng,
hai tay không ngừng ở trước người bức tranh quyển, rốt cục ngưng tụ thành một đạo quang vựng, mạnh vãng bầu trời đẩy đi. Quang vựng thoáng chút khuếch tán ra, khắp bầu trời chấn động bất ổn, thân ảnh của Vi Thanh thoáng cái hiển lộ ra, sắc mặt thanh lãnh, tranh cuộn mở ra, đánh rơi xuống. Ầm ầm, lưỡng cổ lực lượng chạm vào nhau, thân thể Vi Thanh hơi bị rung động, bị bước lui ra, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hắn hét lớn lên, phía sau ba gã quỷ tu la vẫn không nhúc nhích cũng mạnh mẽ rít gào mà đến. Hai tên là Long Thiên Miểu mang tới, một tên là Đại Chiến Yêu Lê, mới vừa rồi bị quỷ vương đẩy lùi. Ở dưới ý chí của La Thanh Vân và Long Thiên Miểu, toàn bộ quỷ tu la đều là nghe lệnh Vi Thanh. Ầm ầm, ba gã quỷ tu la vừa ra tay, giang sơn như tranh vẽ áp lực nhất thời chợt giảm xuống, thanh sắc quang vượng thoáng chút bị ngăn chặn, không ngừng giảm xuống. Quỷ vương sắc mặt đại biến, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú đánh vào bốn phía. 33 công tào chưa ngưng thực thoáng chút hóa ra hư ảnh, đều từ bốn phía đại chuyển bàn ngồi xếp bằng, cũng là quyết ấn bay lên, một cổ hảo hãn chi lực lan tràn ra. Cái gì? Trong lòng Vi Thanh hoảng hốt, khi hắn cùng với ba gã quỷ tu la liên thủ, đều đang không thể áp chế quỷ vương này. Thanh sắc quang vượng lực phảng phất vô cùng vô tận, không chỉ có như vậy, còn đang không ngừng kéo lên. Từ xu hướng suy tàn trở nên thế lực ngang nhau, trở nên càng tốt hơn. Vi Thanh bỗng nhiên quát to. Kỳ Thắng Phong. Bị đại chuyển bàn áp chế thật lâu Kỳ Thắng Phong, vẫn luôn đang nhắm mắt điều tức, lúc này chợt mở hai mắt ra, bắn ra từng đạo hàn tinh, nói. Hiểu rõ. Hắn thả người bay lên không, mấy đạo quyết ấn đánh vào bên trong Ngự Thiên Bảo Lật, Ngọc Như Ý nhất thời hóa thành tàu cao tốc, mạnh mẽ hướng phía trên đại chuyển bàn đánh tới. Ầm ầm. Hai kiện huyền khí trực tiếp đụng nhau, chấn đến linh áp kinh thiên, toàn bộ bầu trời hóa thành hai màu, ở trong huyền khí đè ép ra một cái khe màu đen cực sâu, không ngừng cắn nuốt linh khí khắp bầu trời, tựa hồ muốn đem vạn vật đều hút vào trong đó. Đáng chết! Quỷ vương lớn tiếng quát lên, bên trong con người bắn ra lục quang vô biên, hai tay giơ lên trời. Tam sinh luân hồi! Vô số ký hiệu quỷ dị từ trong tay hắn bay ra, đại chuyển bàn đột nhiên xoay tròn. Vô số quỷ ảnh lượn vòng đi ra, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt rơi vào một mảnh quang ảnh. Đây là... Vi Thanh và Kỳ Thắng Phong cũng là kinh hãi, trên đại chuyển bàn lực lượng quỷ dị tràn đầy thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp đấu chuyển tinh di, thay đổi thiên địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới hoàn toàn biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại đại chuyển bàn, ở dưới chân mọi người không ngừng xoay tròn. Trên đại chuyển bàn có khắc vô số ký hiệu tối nghĩa khó hiểu. Còn có vô số trận tuyến, ngang dọc trải qua, xỏ xuyên qua thiên địa. Ở bốn phía đại chuyển bàn, 33 công tào đang đứng, sắc mặt như quỷ, hai tay bấm tay niệm thần chú, mỗi người tư thế không đồng nhất, tẫn thái cực nghiên. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Xa xa đám người vây xem thoáng cái kinh hô lên, bọn họ cũng đều bị cuốn vào trên đại chuyển bàn này, bỗng nhiên ngất lịm. Chẳng lẽ lại là huyễn thuật? Chết tiệt a, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, lại nữa rồi. Các loại tiếng giống to hơn và mắng chửi liên tiếp. Đây là... Đằng Quang bỗng nhiên hoảng hốt đứng lên, trên mặt mũi một mảnh kinh khủng. Tất cả mọi người không khỏi ngừng tay phân tranh, tất cả đều cảnh giác. Trong mắt của Lý Vân Tiêu Đồng Quang chớp động, thất thải luân chuyển, hoảng sợ phát hiện nơi đây cũng không phải ảo cảnh gì, mà là đại chuyển bàn diễn sinh ra thế giới. Lẽ nào vật kia cũng là siêu phẩm huyền khí? Nội tâm hắn trở nên mê muội. Lúc này quỷ vương đã đột nhiên tiêu thất, không biết tung tích, chỉ có 33 công tào đều khuôn mặt như quỷ, dữ tợn đáng sợ. Vi Thanh trầm giọng quát dẹp đường. Tất cả mọi người câm miệng. Hắn quát một tiếng, mọi người toàn bộ đều yên tĩnh lại. Có thể sống đến bây giờ, sẽ không ai thực lực tầm thường, đều có chỉ số thông minh cực cao. Tự nhiên minh bạch tình cảnh hôm nay, trước hết cần lãnh tĩnh. Vi Thanh hừ lạnh nói. Mọi người không cần hoảng loạn, hai đại thánh địa, bảy đại tông chủ, thập đại vũ đế đều có người ở đây, mọi người đồng lòng với nhau, cho dù quỷ vương kia là thần cảnh cường giả, cũng phải hôi phi yên diệt. Hắn nói lời này chưa chắc tin cậy, nhưng đúng như là cùng chấn định tề vậy, để tất cả mọi người bình tĩnh hơn không ít. Vài tên yêu tộc bay nhanh xuống, đều rơi vào bên cạnh Lê. Cả người mang thương, thở hồng hộc. Trên bầu trời chỉ còn lại có Thương và Đoan Mộc Hữu Ngọc, Huyền Hoa và Diêu Kim Lương hai bên vẫn đang chiến đấu, tựa hồ đánh ra lửa giận vô biên,
bất luận thiên địa biến hóa ra sao, đều không dừng lại được. Liễu Phỉ Yên lúc này cả người là máu, từ trên bầu trời hạ xuống, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên đại chuyển bàn, quả đấm bấm tay niệm thần chú, nắm chặt thời gian khôi phục khí lực. Long Thiên Miểu vẻ mặt tái xanh, tuy rằng cũng tiêu hao không ít nguyên lực, nhưng vẫn áp chế Liễu Phỉ Yên đánh trận, vẫn như cũ khí tức kéo dài, thong thả mà lâu dài. Phi Thanh, chuyện gì xảy ra? Long Thiên Miểu trực tiếp đi lên trước tới, thất kinh hỏi. Phi Thanh cũng là sắc mặt băng hàn, nhìn lại các nơi, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của quỷ vương, nghe trên bầu trời không ngừng truyền tới tiếng nổ vang, một trận tâm phiền ý loạn. Hắn quát lớn. Đều ngừng tay công tử Ngọc, Diêu Kim Lương, trở về đi. Bầu trời mạnh mẽ tuôn ra vài đạo quang mang, hai bên người đột nhiên tách nhau ra, đều là từ bầu trời mà hạ xuống. Bốn người đều là sắc mặt trắng bệch, trên người mang máu. Duy nhất nhiều đó là Đoan Mộc Hữu Ngọc, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng còn có thể bảo trì dáng vẻ ung dung. Đoan Mộc Thương thoáng chút bay tới, nói. Ca, ngươi không sao chứ? Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, nhìn ngó xung quanh nói. Chuyển bàn quỷ dị này, liền là lực lượng trở ngại trong kết quả mà chúng ta suy tính sao? Đoan Mộc Thương ngưng thanh nói. Không biết. Trước mắt những lực lượng này quá mạnh mẽ, trừ phi liên thủ thi triển thiên thần giám, bằng không căn bản không tính ra được manh mối. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm ngón tay quên đi vài cái, cau mày nói. Tựa hồ có chút không đúng, mặc kệ, chậm rãi đợi thế cục phát triển đi. Trong đám người, Ninh Khả Vân thấp giọng nói. Cha, người cũng biết đây là có chuyện gì. Ninh Khả Vi nói. Đây cũng là ở trong không gian do huyền khí kia diễn hóa ra. Vật ấy mặc dù cũng không phải thánh khí lại kém không xa. Quỷ vương có thứ này, cha cuộc đời chưa từng nghe thấy, thiên hạ to lớn, khó có thể đánh giá, bảy đại tông chủ gì đó, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Ninh Khả Vân nhướng mày, nói. Cha không cần tự coi nhẹ mình, siêu phàm nhập thánh đã là đỉnh phong của phiến bầu trời này, mặc dù quỷ vương này nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, cũng phải bị quy tắc lực áp chế, không có gì đặc biệt cả. Ừ. Ninh Khả Vi đồng ý nói. Trong phương thiên địa này, tối cao chỉ có cửu giai quy tắc, cho dù quỷ vương này thật là thần cảnh, cũng sẽ bị áp chế đến siêu phàm nhập thánh, bằng không đó là đối nghịch với thiên đạo quy tắc. Thương cũng là vết thương đầy người rơi vào phía trước đám yêu, trầm giọng nói. Đây là có chuyện gì? Lê sắc mặt của có chút trắng bệch, nói. Ở đây chắc là không gian trong huyền khí của quỷ vương. Huyền khí không gian. Thương lấy làm kinh hãi, nói. Thánh khí. Lê gật đầu nói. Tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh luân hồi đại chuyển bàn. Lý Vân Tiêu cả người run lên, tuy rằng hắn chưa từng nghe qua đại chuyển bàn này, nhưng nghe cái tên kia, dĩ nhiên cùng với tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục của hắn giống nhau như đúc. Ai, quả nhiên là vật ấy. Đăng Quang đột nhiên thở dài. Ánh mắt của mọi người thoáng chút hội tụ ở trên người hắn. Phi Thanh lóe lên một cái liền đi tới trước người hắn, nói. Ngươi nhận được lai lịch của vật ấy. Nói nhanh lên. Ánh mắt của Đằng Quang lộ ra vẻ cổ quái, nói. Có thể chết ở dưới món huyền khí này, coi như là chết có ý nghĩa, không sai không sai. Phi Thanh cả giận nói. Câm miệng ai giống như ngươi muốn chết, mau nói cho ta biết lai lịch của huyền khí này. Đằng Quang lúc này mới chậm rãi nói. Giữa thiên địa này. Có một loại quy tắc mặc dù thuộc thiên đạo, lại vượt qua thiên vũ giới gông cùng xiềng xiếc, không tồn tại bên trong tam giới, không ở trong ngũ hành. Tất cả mọi người trong lòng run lên, có loại dự cảm xấu sinh ra. Phi Thanh trầm giọng nói. Nói điểm chính. Đăng Quang nói. Đây cũng là luân hồi chi lực. Dưới thiên đạo, diễn sinh ra rất nhiều sức mạnh to lớn chi trận, thiên địa làm một trận, luân hồi cũng là một trận, đều ở trên thiên đạo diễn biến, lại ảnh hưởng lẫn nhau. Thiên địa vạn vật, đều chạy không khỏi luân hồi. Sắc mặt của Vi Thanh thoáng chút tái xanh lên, lạnh giọng nói. Ý của ngươi là, nơi này là trong thiên địa luân hồi. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, nhất thời hỗn loạn cả lên, những thứ này đều là sức mạnh to lớn trong truyền thuyết mới tồn tại, giống như thiên đạo trước giờ không thể nghe thấy, làm sao sẽ xuất hiện ở trước mắt mình. Không ít người đều là mạnh mẽ dụi mắt, gõ đầu. Hy vọng là ảo giác, sớm một chút tỉnh lại. Đăng Quang ngượng ngùng nói. Ngươi hồ đồ nghĩ gì thế? Trừ phi là bản thân thiên đạo, bằng không ai có thể tiến luân hồi.
Kiện huyền khí này ta đã thấy tư liệu ghi chép, chính là thời kỳ viễn cổ, có vô thượng uy năng tồn tại, trực tiếp mượn dùng luân hồi lực luyện chế mà thành. Kỳ thực cũng chính là một kiện huyền khí mà thôi, chỉ bất quá ẩn chứa một tia luân hồi quy tắc mà thôi. Phi Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Như vậy phẩm chất huyền khí, cũng là trong phạm vi thánh khí. Đằng Quang cau mày nói. Cái này không quá dễ định nghĩa. Chúng ta nói thánh khí, đều là sáp nhập vào thập phương thần cảnh quy tắc sở tạo. Luân hồi đại chuyển bàn này mặc dù không có thập phương quy tắc ở bên trong, cũng không kém gì thập phương quy tắc luân hồi chi lực. Nếu muốn phân chia mà nói, tự nhiên là thánh khí rồi, thậm chí còn ở trên thánh khí bình thường. Long Thiên Miểu nói, sợ hãi bắt đầu từ không biết, hiện tại nếu đã biết ranh giới cuối cùng của hắn, dĩ nhiên là không sợ. Hơn nữa còn là đồ vật trong sử sách có ghi chép qua, như vậy cũng là đã từng tồn tại ở thiên vũ giới. Đăng Quang gật đầu nói, ta là sống không luyến tiếc, chết thì chết, các ngươi nếu là còn muốn sống, tốt nhất hiểu rõ một chút, luân hồi quy tắc không bị thiên vũ giới giới lực áp chế. Quỷ vương tày ựa hồ đã trường tồn thật lâu. Hoặc giả là thần cảnh cường giả chân chính. Kiệt 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 kiệt. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười to của quỷ vương, lục hỏa dài dạc ở bốn phía phiêu đãng đứng lên, dần dần hội tụ thành một cái khô lâu to lớn, chính là bộ dáng của quỷ vương kia. Hắn há cái miệng lớn đỏ như máu, liếm môi một cái, tấm tắc khen. Nghĩ không ra ngoại trừ Cửu Lê gia, còn có người có thể nhận ra luân hồi đại chuyển bàn này. Trong mắt hắn lục quang lóe lên. Nhìn phía Lý Vân Tiêu, nói. Càng không nghĩ tới là, hôm nay thiên vũ giới, vẫn còn có người có thể luyện được tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục thần thông nghịch thiên bực này. Lý Vân Tiêu bị lục quang chi nhãn của hắn nhìn chằm chằm, nhất thời toàn thân run rẩy một chút, tựa như rơi vào vết nứt. Đó là một loại lạnh ý đến từ linh hồn, nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Lê Cả Kinh nói. Quỷ vương, người đây là ý gì? Có ý tứ. Quỷ vương cười quái dị một tiếng, nói. Tự nhiên là thực hiện cam kết cùng với ngươi, đem những người này đều giết chết a. Lê nói. Vậy cũng không cần đem chúng ta cũng kéo vào đi. Quỷ vương hắc thanh cười nói. Ta xem trên người vài tên đồng bạn này của ngươi lực lượng cũng không tệ, hơn nữa đều thân mang không ít thứ tốt, không bằng tất cả cho ta ăn đi, ha 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 ha. Lê giận dữ, quát dẹp đường. Quỷ vương. Ngươi nếu đánh chủ ý với chúng ta hiện tại liền đem ngươi triệu hồi. Nàng nắm lên chống trận, mặt trên dâng lên một mảnh văn tự, trên không trung chớp động liên tục. Quỷ vương cười to nói. Ha ha ha, triệu hồi ta, ngươi không cảm thấy đã chậm rồi sao? Hắn lạnh lùng nói. Tuy rằng lực lượng của luân hồi đại chuyển bàn không bị thiên vũ giới giới lực áp chế, thế nhưng bên trong thiên vũ giới mất đi thập phương quy tắc, bản vương tự thân lực lượng vẫn bị chế trụ. Như vậy liền không thể đem toàn bộ luân hồi đại chuyển bàn phủ xuống thiên vũ giới, do đó ta cần thời gian. Lê sắc mặt đại biến, bỗng nhiên từng đạo quyết ấn đánh vào chống trận, văn tự này ở trước mặt từng cái thoáng hiện tiêu tan, bốn phía quỷ vương thoáng chút hiện ra quỷ dị lực, dường như tinh vân quanh quẩn không tiêu tan. Hừm, quỷ vương nặng nề hừ một tiếng, trong tròng mắt lục hỏa lóe lên, cổ dị lực kia nhất thời phanh một tiếng tiêu tán. Trong chống trận truyền đến tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ văn tự trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Lê kinh hãi, trong mắt một mảnh vẻ khó tin. Kiệt 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 kiệt. Quỷ vương đắc ý cười ha hả, nói. Triệu hồi mất đi hiệu lực nguyên nhân ở chỗ lực lượng của ngươi vô pháp đem khế ước chi lực phát huy đến mức tận cùng. Lực lượng của luân hồi đại chuyển bàn không bị thiên vũ giới áp chế, mà bản vương ở dưới đại chuyển bàn này có thể hoàn toàn phát huy ra 100% lực lượng. Cộng thêm bản thân chuyển bàn, các ngươi ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, tiếng cười quái dị của quỷ vương giống như là một khối trọng thạch đặt ở ngực, để mỗi người trầm muộn hô hấp không khoái. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói. 100% sao, ta xem đại chuyển bàn này chưa chắc là hoàn chỉnh thân a. Con ngươi của quỷ vương chợt co rút lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nói. Không hổ là diệu pháp linh mục. Vừa mới tiếp xúc một chút, đích xác không thể đem luân hồi đại chuyển bàn hoàn toàn phủ xuống đến đây, nhưng chỗ này có ít nhất 60% lực lượng bản thể, đủ để diệt sạch toàn bộ các ngươi. Đợi chúng ta ăn sạch các ngươi, lại đem huyền khí này hoàn chỉnh phủ xuống, từ nay về sau thiên hạ vô địch. Phi Thanh cười lạnh nói. Chuyện cười nói nhiều như vậy, tuyệt không buồn cười,
thật là lạnh nha. Kỳ Thắng Phong cũng là cười nhạo nói. Coi như là thánh khí hoàn chỉnh, hơn nữa thần cảnh cường giả chân chính, cũng không dám nói có thể diệt sát toàn bộ chúng ta. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, dị sinh vật chỉ số thông minh vĩnh viễn là cực kỳ đáng thương. Chết tiệt! Quỷ Vương giận tím mặt, cái đầu to lớn run rẩy một cái, đại chuyển bàn đột nhiên xoay tròn. Từng đạo quang vựng không ngừng từ dưới chân mọi người mọc lên, sau đó lăng không tản ra. Mỗi người đều là cả người chấn động, một cổ lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp ngăn chặn nguyên lực bên trong cơ thể của bọn họ. Cái gì, lực lượng này? Tất cả mọi người đều thất kinh, lúc này vận chuyển nguyên lực càng trắc trở gấp trăm lần. Võ giả dưới Cửu Thiên Vũ Đế càng trực tiếp bị áp chế giống như phàm nhân, không có chút lực lượng nào. Hừm, giả thân giả quỷ. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Mặc dù là luân hồi chi lực, hay là thiên đạo quy tắc, nếu đều là quy tắc, chớ nói chuyện gì diệt sạch chúng ta. Trên người hắn dâng lên ma diễm ngập trời, hai tay bấm tay niệm thần chú hóa ra ba đầu sáu tay, cổ trần đại kiếm bỗng nhiên hướng phía trên bầu trời chém tới. Ầm ầm. Vô số ngọc phi long chạy trồm bay lên, hoàn toàn không bị luân hồi lực ảnh hưởng. Cái gì? Quỷ Vương trợn to con ngươi, lộ ra kinh hãi. Ầm ầm. Hư ảnh to lớn của Quỷ Vương một chút đã bị nổ nát, hóa thành sao bay khắp bầu trời. Kỳ Thắng Phong vừa thu lại đại kiếm, cười lạnh nói. Giả thân giả quỷ hậu, thực lực trái lại không bằng trước, ta phi. Trên đại chuyển bàn vài đạo quang mang hội tụ đến, thoáng chút hóa ra thân ảnh của Quỷ Vương, mặt âm trầm nói. Ta quên mất, người tu luyện là ma nguyên lực, đích xác vô pháp áp chế. Ta đây thì sao? Long Thiên Miểu thanh âm lạnh như băng vang lên, bỗng nhiên bầu trời nổi lên một đạo thiết côn to lớn, hung hăng đập rơi xuống. Trong lòng Quỷ Vương cả kinh, thiết côn dưới vô cùng uy áp, trực tiếp đưa hắn chân áp, hoảng sợ mạnh mẽ giơ tay lên để che chắn đi tới. Phanh! Thiết côn trực tiếp đập vào trên cổ tay hắn, ca ca tiếng nghiền nát vang lên, trên cánh tay lân phiến đều xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Cự lực hạo hãn càng chấn tới cánh tay hắn tê dại, cả người liên tiếp lui về phía sau. Chân long chi uy đây là long uy hạo hãn. Trong lòng Quỷ Vương kinh hãi, khuôn mặt thoáng chút trở nên tái xanh. Long Thiên Miểu nói, chân long chi uy ngươi lại không cách nào áp chế, ngươi có thể áp chế cái gì? Hắn côn ảnh vung lên, năm tên quỷ tu la một chút vọt lên, mạnh mẽ phi tập chạy đến. Năm người đều là xuất gia thần thông, mạnh mẽ đánh đến. Quỷ Vương biến sắc, hai tay hợp ở trước người, một đạo kính quang phòng ngự hiện lên. Ầm ầm, năm người công kích thoáng chút bị cản lại, chấn ra lực lượng hung hãn mênh mông, tán ra hướng bốn phía, thoáng chút tiêu tan. Long Thiên Miểu cau mày nói, lực lượng của quỷ tu la xác thực bị áp chế một ít, nhưng cũng không nhiều. Phi Thanh nói, nói như thế, dựa vào ngươi và La Thanh Vân hai người, liền đủ để đối phó hắn. Long Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng, nói, bản tọa một người đã đủ, không cần quỷ tu la xuất thủ. Hắn dẫn theo thiết côn, từng bước về phía trước. Long Thiên Miểu chưa bao giờ ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực, nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn, cùng với Liễu Phỉ Yên đánh một trận xem như lần đầu tiên công nhiên xuất thủ. Liền trực tiếp đem Phong Hào Vũ Đế đánh thổ huyết ngụm lớn, chính mình lại vẫn giống như không có việc gì. Loại lực lượng này, đủ để ngồi vững đứng đầu bảy đại tông chủ. Đây cũng là tín nhiệm Vi Thanh trước đó phát hiện thế cục không đúng, trực tiếp đưa tin cho hắn, để hắn nhảy qua giới mà đến, hiệp trợ trấn áp hết thảy. Sắc mặt của Quỷ Vương âm trầm xuống, mặc dù đã không có cái loại kiêu ngạo cuồng vọng trước đó, nhưng vẫn là thái độ lãnh ngạo, lạnh giọng nói. Thập giai long huyết đích xác có điểm phiền phức, nhưng bản vương còn không có sợ hãi, trừ phi ngươi thực sự hóa thành chân linh, vậy bản vương còn có thể có chút kiêng kỵ. Ngươi hung hăng càn quấy đã làm sát của ý của ta lộ ra ngoài rồi. Giọng nói của Quỷ Vương truyền xuống, đại thủ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời giáng thẳng xuống. Trong đại thủ này mang theo vô số trận vân rậm rạp chằng chịt, trận vân tỏa ra từng gợn sóng sóng tầng tầng lớp lớp, không ngừng đẩy ra. Bị vẻ ngoài của nó ảnh hưởng cũng chỉ có thể trách ngươi vô dụng. Long Thiên Miểu hét lớn một câu, hắn đột nhiên ném côn sắt trong tay xuống đất, đột nhiên luân hồi đại chuyển bản bàn mang theo long uy trên người của hắn bắn ra chung quanh. Long khí màu xanh không ngừng xoay quanh người hắn, những nơi đi qua đều yêu hóa, trên làn da trơn bóng đã phủ đầy lân phiến sáng ngời,
trên trán hở ra hai bên, lòng giác màu bích lục từ từ mọc ra như măng, linh khí bức người. Hai tay của hắn hóa thành long chảo, hào quang sáng quắc, năm ngón tay sắc bén như đoa, sau lưng lại mọc ra cái đuôi này quấn gọn quanh hông của hắn. Thân thể triệt để hóa thành long hình nửa yêu, lúc này tiếng long ngâm cửu thiên vang vọng bao phủ thiên địa. Long ngâm mang theo uy thế kinh thiên động địa bay thẳng trời cao, long hình càng ngưng tụ, dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía đại thủ. Ầm ầm. Tuy đại thủ tỏa ra từng tầng gợn sóng đáng sợ, đột nhiên uy thế của đại thủ biến mất, ngược lại còn bị ngăn cản bay trở về, không ngừng lao vào bầu trời. Oanh! Chỉ trong mấy hô hấp, long uy triệt để nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Phía trên luân hồi đại chuyển bàn chính là long hình, nó như tiêu thất trong thiên địa, biến mất trước mặt mọi người. Một kích kinh hồn như vậy, khí thế cuồn cuộn như biển cả, đó là một loại lực lượng người nào cũng có thể cảm giác được. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, có kính sợ, có sợ hãi, có lo lắng, nhưng nhiều nhất chính là vui vẻ, có Long Thiên Miểu ở đây, mọi người liền cảm thấy vô cùng an toàn. Ánh mắt Liễu Phỉ Yên hiện tại mang theo vẻ khiếp sợ, trước khi hắn long hóa thì nàng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại toàn thân của hắn tỏa ra lực lượng kinh người, trong nội tâm đã không còn mang theo chút tâm tư khiêu chiến nào nữa. Cái gì? Giọng nói kinh ngạc của Quỷ Vương không ngừng vang lên trên trời cao. Hào quang bích lục lóe lên, chân thân của hắn xuất hiện với gương mặt đầy kinh ngạc. Long Thiên Miểu lạnh lùng nói. Nếu chỉ có chút thực lực này, người chỉ làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Quỷ Vương hiện tại giận dữ toàn thân phát run, lạnh giọng nói. Người đúng là rất mạnh, tăng thêm chân long chi huyết, luân hồi chi lực đúng là khó áp chế ngươi hoàn toàn. Cát! Long Thiên Miểu khinh thường, mỉa mai nói. Ý của ngươi là sợ hãi chứ gì? Hừ, Quỷ Vương lúc này hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo khí thế hung ác. Luân hồi chi lực không thể áp chế ngươi, không có nghĩa là bổn vương không có chút biện pháp nào với ngươi. Hai tay của hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, cả luân hồi đại chuyển bàn không ngừng xoay tròn, 33 công tảo bốn phía đã bị cảm ứng, đồng thời ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang màu xanh bay thẳng lên trời, chúng hình thành phù văn trên cao, sau đó tiếp tục dán lên người Quỷ Vương. Sau đó chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong thân thể của hắn. Aaaa! Quỷ Vương giống to một tiếng, hai mắt mở to nhìn trời. Hắn khi hấp thu những hào quang màu xanh kia, thân hình của hắn bành trướng với tốc độ mãnh liệt, trong khoảnh khắc biến lớn hơn nửa vòng. Chấn động từ thân thể của hắn khuếch tán ra bốn phía, tiếng nổ tung rầm 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 không ngừng vang lên. Người có thể hóa long, bổn tọa cũng có lực lượng của mình. Quỷ Vương hét to một câu, hắn lăng không đánh ra một quyền, thân ảnh của hắn bắn ra hào quang màu xanh, lực lượng một quyền kia giáng xuống đối thủ. Hừ! Long Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn đầy vẻ khinh thường, nhưng mà nội tâm của hắn không dám có chút xem thường đối thủ. Nguyên lực tăng lên, côn sắt chấn động keng một tiếng, nó mang theo quyền uy đánh xuống. Côn sắt bao phủ bởi vô số phù văn và hào quang, vung lên đánh mạnh xuống. Ầm ầm! Hai đạo thân ảnh không ngừng lao vào nhau, lực lượng mạnh mẽ không ngừng bắn ra bốn phía. Hào quang màu xanh không ngừng bộc phát mạnh mẽ, long uy gào thét dữ dội. Hai lực lượng này ăn mòn với nhau, không ngừng tan rã, không ngừng bao phủ lẫn nhau, cả mặt đất đang run rẩy, bầu trời chấn động, không gian lắc lư. Hai lực lượng này bất phân thắng bại, luân hồi đại chuyển bàn không ngừng hấp thu lực lượng trong cơ thể Quỷ Vương, khí tức màu xanh càng ngày càng nhiều. Không ngừng bộc phát chiếm ưu thế. Bên người Long Thiên Miểu có hào quang màu xanh bao phủ, đó chính là lực lượng Long Uy, nhưng mà lực lượng này tiêu hao rất nhanh, sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Hừ, dám đấu với bổn vương, cho dù ngươi là chân Long cũng phải chết. Quỷ Vương cười lạnh, tay trái cũng ngừng tụ thành quyền, lập tức đánh xuống. Hai đấm không ngừng va chạm trên không trung, khí tức màu xanh tăng vọt. Dưới uy lực của một quyền này, lực lượng lập tức gia tăng mấy lần, áp xuống thật mạnh mẽ. Ầm ầm. Rốt cuộc Long Thiên Miểu gánh không được, đột nhiên phi thân lên cao. Lực lượng quyền kình mạnh mẽ, vô số phù văn chấn động bay lên cao, lăng không hóa thành trảm kích, bay đi. Rầm rầm rầm. Long Thiên Miểu vung mạnh côn sắt, đánh nát tất cả trảm kích. Quỷ Vương lóe lên xuất hiện ở phố trước, một bước xuyên thẳng qua, trực tiếp xuất hiện trước mặt Long Thiên Miểu, một quyền trực đảo Hoàng Long. Oanh!
không khí dưới sức ép một quyền này đã nổ tung, hai tay Long Thiên Miểu cầm chặt côn sắt, lăng không xoay tròn, hóa thành đồ án hình thái cực. Thái cực đã dẫn dắt một quyền này lệch hướng. Quỷ Vương cau mày, cảm thấy lực đạo của mình bị dẫn dắt đi nên sinh ra độ lệch, quyền kình lướt qua bên cạnh thân ảnh Long Thiên Miểu. Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng, biến quyền thành chảo, thuận thế chụp vào đan điền của đối phương. Đồng thời tay trái xuất quyền, không gian chấn động mạnh khuếch tán ra chung quanh. Long Thiên Miểu cả kinh, sau khi đối phương hấp thu lực lượng của 33 công tào đã vượt qua mình. Côn sắt của hắn trầm xuống, ngăn cản ở trước đan điền bản thân. Phanh! Móng vuốt sắc bén của Quỷ Vương trực tiếp nắm lấy cốt sắt, sau đó là quyền phong đánh tới. Hai người cận chiến với tốc độ cực nhanh, người đứng ngoài thực lực không đủ cũng chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh mà thôi, thậm chí có chỉ nhìn thấy hào quang chớp động, bóng người thế nào cũng không thấy rõ. Long Thiên Miểu bị ép, đành phải vứt bỏ côn sắt, hai cánh tay khoanh tròn trước người, năm ngón tay trái siết chặt, từng chiêu thức của hắn mang theo long ảnh. Trên bàn tay có long hình hiện ra, long chiến vu dã, long khiếu cửu thiên. Ầm ầm, quyền kình chấn động mạnh giữa hai người, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Sắc mặt võ giả ở xa xa đại biến, uy thế này làm bọn họ kinh sợ tránh lui, rút lui tới bên ngoài đại chuyển bàn, không gian bên ngoài đen kịt, ai cũng không dám đi ra ngoài. Ân, Long Thiên Miểu kêu một tiếng, dưới một quyền của đối phương, trực tiếp đánh bại long uy của hắn. Khí huyết trong cơ thể của hắn sôi lên, sau lưng hóa thành hư ảnh chân long, lần nữa trở về thân thể, lập tức áp chế quyền kình trở về. Kê quả ngạnh kháng không được, hắn phun một ngụm máu tươi, nhưng cho dù bị thương, hắn vẫn không bao giờ lùi bước. Quỷ Vương cũng cảm nhận được lực lượng bắn ngược từ cánh tay, thân hình của hắn chấn động mạnh, hắn nhíu mày suy nghĩ, nhe răng cười nói. Muốn dựa vào bán long thân ngạnh kháng sao? Ngây thơ! Hắn hét lớn một tiếng, hắn tiến lên phía trước một bước. Một đạo lực lượng từ trên thân thể của hắn bắn ra ngoài giống như sóng lớn đẩy ra, tầng tầng lớp lớp, một lớp sóng tiếp một lớp sóng. Sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, cảm giác quyền trái của mình sụp đổ, mặc dù là bán long thân cũng không cách nào ngăn cản lực lượng này ăn mòn, long lân trên cánh tay sụp đỏ, đau đớn khó nhịn truyền tới. A! À, hắn hét lớn một tiếng, gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, trong lúc mơ hồ, tay của hắn hoán thành một đầu rồng, sau đó vỗ mạnh vào côn sắt. Phanh! Đạo khí bị đẩy ra ngoài, côn sắt sinh ra vận luật mạnh mẽ, va chạm với đại ma bàng. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, ngạc nhiên nhìn qua côn sắt, không biết đó là huyền khí gì, nhìn như bình thường nhưng nó dường như có mang theo linh tinh. Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, động nhiên đồng tử co rút lại. Trong thất thải ma đồng của hắn, mơ hồ trông thấy bảo kiếm trong côn sắt bị kích hoạt, vô số kiếm phù tuôn ra, phát ra kiếm ý đầy trời, không chỉ quay tròn chung quanh thân thể hai người, chúng bắt đầu ngưng tụ trên không trung, hóa thành biển kiếm khí. Toàn thân Quỷ Vương run lên, tay trái cầm lấy côn sắt không ngừng run rẩy, dường như cảm nhận được vật này khủng bố. Không tốt! Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, quyền kình tuôn ra các nơi, đối phương bị đánh bay, hắn lập tức bay lên trời tránh đi xa xa. Long cong! Tiếng kiếm âm thanh thúy quanh quẩn trong tay của mọi người, sinh ra vô số u tai, dường như mất đi thính giác trong ngắn ngủi. Sau đó hàn quang lập lòe lóe lên, hàn quang đâm vào hai mắt bọn họ, làm bọn họ mất thị giác tạm thời. Kiếm ý kinh khủng kia chưa bị mọi người cảm giác được, lúc này trông thấy một đạo huyết quang bắn ra, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Quỷ Vương truyền vào tai mọi người. A! À, thân ảnh Quỷ Vương lồng lộng trên không trung, phát ra tiếng la thảm thiết. Hắn ngã xuống đất ngay sau đó, nện thẳng vào đại ma bàn của mình, trước ngực có vết kiếm lõm vào, vết kiếm chém từ vai phải kéo dài tới tận eo, thân thể của hắn như nứt ra. Ánh mắt Long Thiên Miểu ngưng tụ, lạnh lùng nói. Tốt, thân thể rất cứng rắn, nhưng xem ngươi có thể ngăn cản kiếm thứ hai của ta hay không. Kiếm trong tay của hắn sáng bóng như nước, gợn sóng sôi trào, chúng rung động giống như hóa thành sông dài, như ẩn chứa chân long trong đó. Đây là kiếm gì? Tâm thần mọi người chấn động mạnh, hoảng sợ nhìn qua, bọn họ nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương. Trong mắt Quỷ Vương còn mang theo một tia sợ hãi, cố chống thân thể lui ra phía sau. Lý Vân Tiêu càng thở sâu, trong mắt mang theo khó tin. Hắn chưa từng nhìn thấy thanh kiếm kia, nhưng trên khí tức hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc,
nhưng mà trong nội tâm không tin nổi cho nên không dám xác nhận. Long Thiên Miểu rút kiếm tiến lên, lạnh lùng nói. Có thể chết dưới kiếm này, cũng không uổng công ngươi tới thiên võ giới một lần. Quỷ Vương lùi lại vài bước, phát hiện mình không cách nào lui tiếp, hắn giận tím mặt, lạnh giọng nói. Là bổn vương chủ quan, ta vốn cho rằng trong thiên địa này đã không còn thập phương quy tắc, các ngươi có mạnh hơn nữa cũng chỉ siêu phàm nhập thánh mà thôi, không nghĩ tới lại có người có được lực lượng chân linh. Toàn thân mọi người chấn động kịch liệt, chân linh mạnh thế nào, không có ai biết, nhưng mà thập phương thần cảnh có tồn tại, chẳng lẽ nói Long Thiên Miểu đã có thần lực. Sắc mặt Phi Thanh kinh nghi bất định, trong mắt mang theo thần thái phức tạp. Đoan Mộc Hữu Ngọc khen. Lĩnh ngộ vượt qua võ đạo đỉnh phong, cộng thêm thập giai long huyết, có lẽ Long Thiên Miểu đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Quỷ Vương, người chết trong tay hắn cũng không tính là oan uổng. Hừ, không oan. Quỷ Vương âm lãnh nói. Các ngươi cũng biết, luân hồi đại chuyển bàn của ta có 6 thành lực lượng của thành phẩm, lực lượng áp chế bổn vương chỉ có thể tăng lên 6 thành, một khi vượt qua hạn chế này, ngay sau đó sẽ bị cắn trả. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày nói. Thì tính sao, ngươi định nói với mọi người, ngươi thua không cam lòng. Thua, ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ, bổn vương làm sao thua được chứ? Quỷ Vương hét lớn một tiếng, khí tức màu xanh trên người của hắn bạo phát ra. Hai tay vung lên, chúng hóa thành vô số phù văn, không ngừng đánh vào đại chuyển bàn. Cả vùng đất này bị luân hồi lực bao phủ, quỷ khí đầy trời, còn có vô số du hồn đang qua lại, hắn hít sâu một hơi, hút toàn bộ chúng vào trong miệng. Khí tức của Quỷ Vương tăng vọt lần nữa, thương thế trên ngực của hắn hiện tại đang khép lại nhanh chóng. Long Thiên Miểu, ngươi làm ta cảm nguyện khổ sở vì cắn trả, ta phải tăng thực lực lên đỉnh phong, ngươi có thể tự ngạo rồi. Ầm ầm. Qua mấy hô hấp sau, dường như đạt đến cực hạn, lực lượng khủng bố đã bộc phát dữ dội. Thiên địa rung mạnh, luân hồi đại chuyển bàn cũng run rẩy theo, chậm rãi khôi phục vững vàng. Nhưng luân hồi lực vô cùng cường đại thì bộc phát đầy trời, tất cả mọi người lập tức cảm thấy áp lực trên người tăng lên gấp đôi, ngay cả Vi Thanh là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng phải nhíu mày. Long Thiên Miểu cả kinh phi thân lên cao, trường kiếm vung lên trước người. Ngưng ra một đạo kiếm khí lăng lệ mạnh mẽ, chém thẳng tới trước. Sắc mặt Quỷ Vương đầy dữ tợn, thò tay lăng không một chảo, lập tức ngưng tự ra một thanh trảm mã đao, vầng sáng chấn động tầng tầng, lúc này đánh thẳng tới phía trước. Phanh! Uy lực một đao kia chém nát kiếm khí, đao kia khí thế khủng khiếp tàn phá tất cả những gì nó đi qua. Keng! Long Thiên Miểu hoành kiếm đón đỡ, hai đạo lực lượng trước và sau đánh tới như Thái Sơn áp đỉnh. Thân thể của hắn lui ra phía sau, ánh đao kiếm khí bắn ngược ra vô cùng xinh đẹp. Nhưng không có người nào thưởng thức cảnh đẹp này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cảm nhận được áp lực và lãnh ý dữ dội. Trên đao mang kia mang theo lực lượng luân hồi rất mạnh, không ngừng xé rách thân ảnh Long Thiên Miểu, Long Lân cũng bị xé rách không ít. Hắc hắc, thanh kiếm này của ngươi đúng là khó lường, nhưng đao này là một bộ phận của luân hồi đại chuyển bàn, cũng có được thế giới chi lực, ngươi làm sao ngăn cản đây? Quỷ Vương nhe răng cười mấy tiếng, chiến đao trong tay ấn xuống, tăng mạnh lực lượng lên thêm mấy lần. Rầm rầm rầm. Long Lân trên người Long Thiên Miểu nứt vỡ mấy khối, còn có long huyết bay ra ngoài, lăng không hóa thành huyết châu óng ánh, rơi vãi rơi trên mặt đất. Quả nhiên là thập phương thần huyết. Sắc mặt Quỷ Vương rùng mình, trong mắt mang theo tham lam vô tận, hắn rưỡi cái lưỡi đỏ lòm ra liếm môi, còn phát ra vài tiếng chậc chậc thèm thuồng. Ọt ọt. Long Thiên Miểu gian nan nuốt nước bọt, trên trán phủ kín mồ hôi, hắn bị thần thái của Quỷ Vương làm sợ hãi. Trong nội tâm của hắn vô cùng lo lắng, luân hồi đao kia có hào quang luân chuyển, dường như có thể liên tục rút lực lượng trong thiên địa, sau đó lại dùng lực lượng này áp chế kiếm quang của hắn. Không chỉ có như thế, mặc dù long uy của hắn không bị luân hồi đao áp chế, nhưng bị trùng kích mạnh mẽ như vậy, nó đang tùy thời biến mất, cả thân thể của hắn bắt đầu chống đỡ không nổi. Khặc 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 khặc, luân hồi đao của bổn tọa chưa từng chém giết qua chân linh nào cả, khặc khặc, tất nhiên là đại bổ, ha 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 ha. Quỷ Vương nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhìn không được đắc ý cười ha hả, tư thái dung túng. Muốn ăn ta, ngươi cứ tới đây. Trong nội tâm Long Thiên Miểu mang theo sợ hãi, lập tức kích phát tiềm năng cực lớn của BN thân, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể lan tỏa ra tới cực điểm. Trong mắt ánh mắt của hắn mang theo thần sắc ngoan lệ,
tay trái bấm niệm pháp quyết vỗ lên thân kiếm, quát. Bỏ niêm phong. Một đạo kiếm lực tản mát ra, hàn quang chiếu sáng vào nước, mơ hồ nhìn thấy hình rồng xuất hiện, sau đó là tiếng kiếm khí kêu vang trong thiên địa. Cái gì? Quỷ vương hoảng hốt, kiếm lực kia không ngờ đã chậm rãi ngăn cản luân hồi đao của hắn, lại còn có xu thế áp chế. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn lúc này vô cùng ngạc nhiên, bản thân hắn là thánh khí biến thành, lại dung nhập nhất thể với luân hồi đao, huyền khí gì có thể đánh bay đao này? Nhưng mà sự thật không phải hắn có thể suy nghĩ, kiếm khí xung thiên nở rộ ra như đóa hoa. Sắc mặt Long Thiên Miểu đầy vẻ ngưng trọng, bộ dáng cẩn thận, hoàn toàn không dám chủ quan dù chỉ là nửa phần. Thiên địa vô pháp tội. Hắn hét lớn một tiếng, ấn quyết trên tay trái không ngừng biến hóa mạnh mẽ. Phanh! Một lực lượng to lớn và mênh mông đẩy mạnh ra, ánh sáng màu xanh xuất hiện khe hở và lan tràn ra khắp thế giới, đột nhiên đánh bay quỷ vương ra bên ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người đều cả kinh, tuy ai cũng cảm nhận được kiếm khí kia rất mạnh, nhưng sao có thể đánh bay quỷ vương chứ? Mọi người lúc này vô cùng kinh hãi, Long Thiên Miểu không ngăn cản được kiếm lực kia, bị phản chấn đánh bay, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm tỏng tay của hắn rung động, các loại lực lượng đang kích động, dường như không cách nào khống chế nổi. Quỷ vương bay lên 10 trượng, thân ảnh đứng vững lại mới hoảng sợ nhìn cánh tay của mình. Lại bị kiếm ý kia gọt hơn phân nửa lân phiến, hắn nhớ tới cái gì đó, đột nhiên quát. Chân Long kiếm. Sắc mặt Long Thiên Miểu trầm xuống, vài đạo bí quyết ấn đánh vào cái kia trong thân kiếm, đem cái loại này kích động chi ý áp chế xuống, lúc này mới lạnh lùng nói. Đã nhận biết kiếm này, vậy có thể yên tâm đi chết được rồi. Hắn kiềm chế một chút, không hề đuổi theo quỷ vương, hai tay của hắn nắm lấy chuôi kiếm chọc vào luân hồi đại chuyển bàn. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn sinh ra, từng con thanh long lấy chân long kiếm làm trung tâm xuyên thẳng qua bầu trời, không gian sinh ra chấn động kịch liệt. Hắn muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp phá hủy đại chuyển bàn này, chuyện này làm quỷ vương vô chiêu khả thi, hắn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ, chờ mong không gian sụp xuống nhưng lại sợ suy giảm tới chính mình, cho nên vô cùng cảnh giác. Sắc mặt Lê tái nhợt, đôi môi khẽ run lên, dường như đang lẩm bẩm. Làm sao có thể, Long Thiên Miểu làm sao có thể cường đại như vậy, ngay cả luân hồi đại chuyển bàn cũng không làm gì được hắn. Thương ngưng trọng nói, kiếm trong tay của hắn là thiên địa vô pháp, chính là thần kiếm trong tay chân Long đại nhân năm đó đứng đầu vạn linh. Đột nhiên từ cả kinh, rung giọng nói, thần kiếm do thượng cổ chân Long truyền thừa sao? Trong giọng nói mang theo khó tin. Thương nói, đúng, nhưng nó không phải là thanh kiếm nguyên vẹn. Tục truyền chân long kiếm lúc lưu truyền ra, bị vô số cường giả tranh đoạt, cuối cùng phân liệt thành 4 thanh, phân biệt biến mất trong thiên võ giới, đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Lê nói, khó trách lợi hại như thế, dĩ nhiên là chân long kiếm tàn phiến. Thương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói không sai, dùng tu vị siêu phàm nhập thánh của hắn, tăng thêm thập giai long huyết, trong thiên hạ khó có đối thủ. Giờ phút này trong tay cầm chân long kiếm, thật sự là thiên hạ vô địch, trừ khi ta khôi phục toàn thịnh, hơn nữa đạt được mảnh vỡ đạo quả kia mới có khả năng đánh bại hắn. Vừa nghĩ tới điểm này, trong nội tâm đại hận, trong khi thiên địa đang rung động mạnh mẽ, hắn dùng ánh mắt cừu hận và oán độc nhìn qua phía Lý Dật, hận không thể ăn thịt hắn. Lý Dật đang run rẩy trước rung động này, đột nhiên toàn thân run lên, cảm giác được cái gì đó, vội vàng đưa mắt nhìn qua đám người thương bên kia. Thần thái cực kỳ cảnh giác. Lê nói, tuy thương đại nhân tổn thất một ít lực lượng và mảnh vỡ đạo quả, nhưng tổn thất lực lượng có thể khôi phục, mất đi mảnh vỡ đạo quả cũng không phải của chúng ta, đã nằm ngoài kế hoạch, cũng không có gì đáng tiếc. Trái lại trong thái hư ảo cảnh, đại nhân lĩnh ngộ vương tỏa thái hư trận đạo, hiệu quả cũng không kém gì so với mảnh vỡ đạo quả, chỉ cần dùng thời gian nhiều hơn mà thôi. Từ nói, Lê đại nhân nói có lý, trong thiên hạ ngày sau, có thể tranh phong với Long Thiên Miểu, chỉ có mình đại nhân mà thôi. Chỉ có ta sao? Ánh mắt Thương ngưng tụ, đưa mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bản thân mình có lực lượng vượt xa Lý Vân Tiêu, mỗi lần thậm chí muốn chém giết nhưng không thể, chuyện này không thể dùng vận khí giải thích rồi, chỉ có thể nói đây là người mang thiên mệnh, kẻ tầm thường không cách nào chặn giết được. Nếu như tương lai mình có thể bước vào thần cảnh,
địch nhân lớn nhất nhất định không phải là Long Thiên Miểu, mà là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nhìn qua kiếm ý tung hoành, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mắt đầy âm lãnh của Thương, đưa mắt nhìn qua, ngạc nhiên hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt rời đi, nhìn chằm chằm vào chân Long Kiếm, không chút nháy mắt. Vừa rồi hắn cảm thấy có vài điểm quen thuộc, loại kiếm ý này lúc ở trong Đông Hải, là hai thanh kiếm thời điểm Sa Vưu giao chiến với đầu rồng. Hắn là kiếm giả mạnh nhất thiên hạ ngày nay, hắn cảm nhận rõ từ khí tức cho tới kiếm ý của chúng giống nhau như đúc. Trên mặt Quỷ Vương mang theo vẻ khiếp sợ, giận dữ hét. Người đáng chết, đám làm ta bị thương liên tục, còn muốn hủy luân hồi đại chuyển bàn của ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Hắn phát điên lên, đột nhiên thân thể của hắn hóa lớn, hắn đánh một chưởng vào chuyển bàn. Lúc này thiên địa rung động mạnh mẽ, vô số phù văn quỷ dị bay lên, ngàn vạn phù văn bao phủ không gian. Thiên địa rung chuyển nhanh chóng, mỗi người đều đặt mình trong phù văn đầy trời, cảm giác không ổn hiện ra trong lòng của mọi người. Luân hồi đại chuyển bàn cũng chỉ có 6 phần lực lượng hàng lâm, bổn vương hiện tại liều mạng xúc động quy tắc giới lực, ta cũng muốn kích hoạt nó hoàn toàn, triệt để tiêu diệt các ngươi. Quỷ Vương tức giận tới mức tròng mắt như nứt ra, hắn giống to lên, không ngừng vận dụng các loại ấn quyết, một chiêu nhanh hơn một chiêu, sức mạnh to lớn hiện ra trong thiên địa, không ngừng luân chuyển trong không trung. Rầm rầm rầm, đột nhiên thanh long đang bao phủ cả vùng đất này bị xé toạc ra, long uy đầy trời từ từ tan biến. Cái gì? Long Thiên Miểu cả kinh, từ trên đại chuyển bàn hắn cảm nhận được lực lượng khó địch nổi xuất hiện, dường như có cự thú viễn cổ thức tỉnh. Phanh! Thiên địa đột nhiên chấn động mạnh mẽ, thân ảnh của hắn lùi ra phía sau, hắn cảm giác ngực của mình bị cự chùy nện vào, hắn bay ra sau, miệng phun máu tươi. Không tốt! Tất cả mọi người cả kinh, Long Thiên Miểu cường hãn như thế cũng không địch lại, trực tiếp trọng thương té xuống đất, chân Long Kiếm cũng bay qua một bên. Nhưng mà linh khí chung quanh không giản, hàn quang ba động dữ dội. Ha 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 ha, ta sẽ cho đám tạp chủng các ngươi biết một chút về lực lượng của luân hồi đại chuyển bàn. Quỷ Vương cười to như điên, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, nhưng đó là do hắn hưng phấn tới cực điểm. Thiên địa không cách nào bị kiếm đánh ngược trở về, trong tiếng cười điên dại của Quỷ Vương, luân hồi chi lực càng ngày càng mạnh, sức mạnh to lớn áp xuống, áp chế mỗi người khó chịu cực độ. Giống như trên ngực bị tảng đá đè xuống, ngay cả hít thở cũng đã trở nên khó khăn. Một ít võ giả thực lực hơi yếu trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, miệng không ngừng phun bọt máu, có không ít trực tiếp nhắm mắt lại, cũng không biết đã bất tỉnh hay là trực tiếp chết đi. Long Thiên Miểu cũng nằm trên mặt đất, chân Long Kiếm vừa rồi bị đánh bay, kiếm lực cắn trả và luân hồi chi lực đánh vào trong cơ thể, mặc dù Long thân cực kỳ cường hãn, nhưng hắn cũng lâm vào trọng thương. Tuy Long Uy không bị luân hồi lực áp chế, nhưng mà lực lượng này trùng kích vào thân thể, dẫn động thương thế của hắn tăng lên không ít. Sắc mặt Long Thiên Miểu trắng bệch, hắn lấy ra một viên đan dược đỏ tươi, há miệng nuốt vào, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu hòa tan dược lực. Hắn không dám nhập định, vừa chữa thương vừa cảnh giác nhìn qua. Hừ, động tác chữa thương của Long Thiên Miểu lọt vào trong mắt của Quỷ Vương, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm tới. Chỉ cười lạnh khinh thường, thần thái không quan tâm tới. Vào lúc này đại chuyển bàn không ngừng xoay tròn, lực lượng mênh mông to lớn kia đã tăng lên tới cực độ, có vài tên võ giả trực tiếp nổ tung thân thể mà chết. Khởi! Quỷ Vương hét lớn một tiếng, thân thể xoay chuyển, đồng thời đánh ra mấy đạo ấn quyết, đánh vào trong thân thể các công tào. Từng đạo lưu quang phát ra từ thân thể 33 công tào, mỗi trên thân người có linh lực 10 phần. Tuy sắc mặt như quỷ nhưng đã trở nên linh động. Không tốt. Đột nhiên Lê kinh hãi, thất thanh nói. Mọi người cẩn thận, nhanh chóng liên thủ phá vỡ không gian. Tất cả mọi người nhíu mày, luân hồi chi lực áp chế lợi hại như thế, ai cũng biết không tốt, còn cần hắn nói hay sao? Hơn nữa nếu như có thể phá không bay đi, đã sớm phá không, cần ngươi nói cái gì chứ? Thần sắc của mọi người lúc này không dám khinh thường. Đột nhiên 33 công tào nhếch mắt nhìn qua, đôi mắt giống ngôi sao trong đêm, sáng ngời và thần bí. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người giật mình, lập tức cảnh giác nhìn quanh, chỉ thấy 33 công tào sau khi mở mắt lại đảo quanh bốn phía. Cái gì? Mọi người kinh hãi, một cảm giác không tốt lan tràn trên thân thể mọi người. Những công tào kia sắc mặt như quỷ, âm trầm đáng sợ, hơn nữa khí tức trên người không ngừng tăng lên. Dường như muốn ra tay giết người.
Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, cả kinh nói. Những thứ này toàn thân như ngọc, nhưng lại không có thân thể chính thức, mà là tồn tại giống linh thể, bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Vẻ mặt Lê đắng chát, tuyệt vọng nói. Xong đời, hắn thật sự thúc giục toàn bộ lực lượng của Luân Hồi Đại Chuyển Bàn, 33 công tào chính là huyền khí chi linh, uy lực vô cùng. Huyền khí chi linh, sao có nhiều như thế? Tất cả mọi người kinh hãi, huyền khí bình thường có thể có một khí linh đã khó lường rồi, cho dù đại chuyển bàn này là siêu phẩm huyền khí, cùng lắm cũng chỉ có một, vì sao có tới 33 khí linh? Lê nói, ta cũng không hiểu, nhưng ta đã nhìn thấy trong ghi chú của tiền bối, chính là 33, hơn nữa những công tào này đều là hồn phách của cường giả thần cảnh luyện chế mà thành. Lời này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, đầu óc mọi người kêu lên ong ong. Hồn phách cường giả thần cảnh luyện thành khí linh. 33. Tất cả mọi người ngây ngốc, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng há to mồm, hắn lập tức thất thần. Chỉ có Bắc Quyển Cổn Nam bình tĩnh nhất, hắn ung dung nói ra. Thời đại viễn cổ, cường giả thần cảnh nhiều như chó, còn nhiều hơn cả võ đế hiện tại, bắt 33 tên rút hồn luyện khí cũng chẳng có gì là kỳ quái. Chuyện này, mọi người đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại cũng có đạo lý, tuy đã nói thông. Nhưng nghĩ tới những thứ giống như quỷ trước mặt này dĩ nhiên là hồn phách cường giả thần cảnh luyện thành, nội tâm vẫn kinh hồn táng đảm. Thật không nghĩ tới tất cả đều là hồn phách thần cảnh, chậc chậc, đúng là đại thủ bút. Đột nhiên Đằng Quang mở miệng nói ra, trong mắt mang theo tán thưởng. Hắn đã sớm không có ý niệm sẽ còn sống, trước khi chết nhìn thấy một ít chuyện cổ quái nhiều một chút, lập tức cảm thấy thú vị, tinh thần tốt hơn mọi người rất nhiều, ánh mắt không ngừng dò xét 33 công tào. Dường như muốn nhìn thấy cái gì đó. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Nếu như người phệ hồn tông ở nơi này, chắc chắn sẽ nổi điên lên. Sắc mặt của mọi người cũng biến thành cổ quái, nhiều hồn phách thần cảnh như vậy, người phệ hồn tông không nổi giận mới là lạ. Nghĩ đến bộ dáng đám điên kia nổi giận, không biết sẽ tức cười thế nào, tuy nội tâm vẫn còn sợ hãi nhưng đã giảm đi rất nhiều. Bắc Quyển Cổn Nam nói. Tuy là hồn phách của thần cảnh. Nhưng có trời mới biết đã qua bao nhiêu năm tháng rồi, ta thấy tu vị của chúng còn chưa đạt tới siêu phàm nhập thánh, thậm chí có một ít còn kém võ đạo đỉnh phong. Ai, đúng thế. Trong mắt Đằng Quang mang theo vài phần thất vọng, dường như buông tha suy nghĩ khác, nói. Về phần tại sao lại có nhiều như vậy, để ta giải thích, Luân Hồi Đại Chuyển Bàn này thật ra là một kiện siêu phẩm trận khí, nó bắt trước Luân Hồi. Nhưng Luân Hồi quy tắc chi lực phiêu hốt bất định, khó có thể nắm bắt. Đừng nói là một kiện huyền khí, cho dù là ngàn vạn trận khó sợ rằng cũng khó thực hiện được. Lê chợt nói. Ta hiểu rồi, những công tào này là người bày trận. Cường giả lúc trước luyện chế siêu phẩm trận khí này thật sự không cách nào dựa vào bản thân huyền khí bản tạo ra luân hồi chi lực, cuối cùng vẫn phải bố trí 33 người để kê trận. Đằng Quang nói. Đúng là như thế, tộc của ngươi có sâu xa với quỷ vương, hơn nữa tổ tiên của ngươi cũng chiến thắng. Sau đó ký kết khế ước triệu hoán, vậy có ghi lại cách phá trận khí này hay không? Lê cười khổ nói. Đúng là có đề cập qua một ít pháp môn, nhưng hiện tại thiên địa biến hóa quá lớn, rất nhiều thập giai thần kỹ biến mất, mặc dù có cũng không có khả năng học được. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ta nhớ trong ghi chép của tổ tiên, tiểu chuẩn luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục, nó có thần thông luân hồi giống như đại chuyển bàn này. Mà diệu pháp linh mục tu luyện tới cực điểm có thể trực tiếp xuyên qua luân hồi, nhìn thấy quá khứ của người ta, thậm chí đoán được tương lai, cũng có luân hồi chi lực, có thể nhìn ra tất cả sơ hở của pháp tướng. Mọi người đều giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ánh mắt mang theo các loại thần sắc khác nhau, không ít là hâm mộ ghen ghét và thù hận. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Hắc hắc, tu luyện đến cực điểm, cũng không thể tìm hiểu thập phương quy tắc. Làm sao có thể đạt đến mức tận cùng? Diệu pháp linh mục này có 5 cảnh giới, bản thiếu gia hiện tại chỉ có thể đạt tới tầng 2 đỉnh phong, hơn nữa là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thành tựu này. Muốn bước vào tầng thứ 5, trừ phi thiên đạo biến hóa, ngàn vạn quy tắc xuất hiện trùng lập mới được. Hắn nói tuyệt không khoa trương, mục trinh không có đại cơ duyên, chỉ có thể áp dụng tự phế hai mắt, dùng phương thức cực đoan thay bằng thiên địa dị vật cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới đầu tiên. Hơn nữa là không có khả năng tinh tiến. Bản thân Lý Vân Tiêu là năng lực giả có đồng thuật rất mạnh, tăng thêm Nguyệt Đồng cũng là đồng thuật mạnh nhất bao nhiêu năm rồi, cả hai kết hợp, còn có máu Thủy Tiên Hải Hoàng,
lúc này mới tu luyện tới cảnh giới thứ hai, về phần cảnh giới cao hơn, hắn không dám nghĩ tiếp. Lê hơi thất vọng, nói. Không có chí cao diệu pháp linh mục, như vậy không thể nhìn thấu nhược điểm của nó rồi, trừ phi. Trừ phi. Đột nhiên sắc mặt của nàng đại hỉ, lập tức hưng phấn kêu lên. Ta nhớ tới còn có một biện pháp có thể khắc chế thứ này. Phanh. Đột nhiên thân thể Lê bay ra xa xa, miệng phun máu tươi, thân thể sắc mặt trắng bệch ngã xuống mặt đất. Vào lúc nàng ngã xuống, một gã công tào lạnh nhạt nhìn qua, một tay hóa trưởng, chính là nó ra tay, sắc mặt của nó tái nhợt dọa người. Lý Vân Tiêu biến sắc, lực lượng công tào này không có gì mạnh, chỉ đạt cửu tinh trung giai võ đế, nhưng có thể dùng một trưởng đánh bay Lê, hơn nữa còn đánh trọng thương. Lê trước đó có tổn thương trên người, nhưng nguyên nhân càng lớn là bị luân hồi chi lực áp chế, một nửa thực lực cũng không dùng ra được. Thời điểm tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, sắc mặt lập tức đại biến, mặt tím như gan heo, khó coi tới cực điểm. Cửu Lê, ngươi nói quá nhiều. Quỷ Vương đứng ở xa xa, trong mắt mang theo hàn quang bức người. Thân ảnh của hắn không lớn như lúc trước, dung mạo có một ít biến hóa, trên đầu có hai sừng như linh dương, thông thấu như ngọc, mặt ngoài thân thể bành trướng giống như mang theo áo giáp, nhưng lại tương liên với da thịt. Trong nội tâm mọi người dùng mình, chỉ không chú ý một chút, dường như Quỷ Vương đã trở nên cường đại hơn rồi. Ngay cả Long Thiên Miểu đang chữa thương điều tức không xa, sắc mặt càng ngưng trọng, âm trầm lợi hại. Lê, ngươi không sao chớ? Dực bay qua một chút, nhìn qua Lê đang té trên đất, hỏi thăm một câu. Sắc mặt của Lê tái nhợt, miệng đầy máu tươi, hé miệng thì thào mấy âm tiết, lại đứt quãng, hoàn toàn không nói được gì. Thương nói. Lê không cần nói đâu, hảo hảo trấn áp thương thế. Mặc dù không có con đường tiền nhân, chúng ta cũng có thể mở ra con đường mới chém giết Quỷ Vương này. Trong mắt của hắn mang theo hàn khí. Hắn sớm không vừa mắt Quỷ Vương hung hăng càn quấy rồi, đáng hận thương thế quá nặng, nếu như cưỡng ép thi triển hồn thiên nghi, sợ rằng không thể tan vỡ, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lộ ra thần thái nhàn nhã, ung dung nói. Đã bao lâu chưa dùng bộ dáng này? Bổn Vương cũng quên rồi, các ngươi đã bức ta tới mức độ như vậy, cũng đủ kiêu ngạo. Về phần chống lại ta, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Lê cố gắng hé miệng nói vài âm tiết, vẫn không nói nên lời, cuối cùng buông tha. Sực vội hỏi. Nghe Thương đại nhân nói, ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi, tất cả giao cho chúng ta. Hắn ôm lấy Lê, hai cánh mở ra, bay vào trong yêu tộc. Hắn xuất ra một ít đan dược cho nàng ăn, hắn bắt đầu hộ pháp. Cảm giác áp lực khó nói nên lời, còn có cảm giác tai vạ đến nơi, cảm giác này bao phủ trái tim mọi người, sắc mặt mỗi người âm trầm. Phi Thanh nói, Ngọc công tử, có thể suy tính ra cái gì không? Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, nói, dưới chân áp của luân hồi chi lực, không tính ra cái gì cả. Hừ, Phi Thanh hừ lạnh một tiếng, dường như cực kỳ bất mãn, còn có bộ dáng chuyện lớn tính toán không ra, việc nhỏ tính ra. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói, thuật bói toán các loại hạn chế quá nhiều, nếu như có thể tùy ý biết trước tương lai, cái kia chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch. Nhưng mà mọi người không cần lo lắng quá mức, ta trước đó đã suy tính qua, tuy kết quả cuối cùng không có đoán trước, nhưng tổng thể là kết quả hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm, ha 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 ha, thật sự là bản lĩnh quá nát, nếu ngươi bày quầy bói toán, bổn vương nhất định sẽ nện chiêu bài của ngươi. Quỷ Vương nhìn không được cười ha hả, bộ dáng rất càn quấy, hắn sắp cười ra nước mắt, hung dữ nói. Kết cục bổn vương nói cho các người biết, tất cả mọi người phải chết, không có kẻ nào còn sống cả. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ập vào mặt, sát khí đậm đặc như có như không, nội tâm của mọi người dùng mình, sắc mặt tái nhợt. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Amip, giờ phút này mới là trạng thái trung cực của ngươi sao? Tất cả mọi người chóng mặt. Trên mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy sắp cười to lên. Nhưng loại tình thế này không ai cười nổi. Cái gì, Amip? Quỷ Vương giận tím mặt, hai tay chỉ vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Thải hồng thạch và mảnh vỡ đạo quả mảnh vỡ đang nằm trong tay của ngươi, bổn vương nhớ rõ, đợi tí nữa lột ra ngươi sau. Cái gì, thải hồng thạch? Đột nhiên thân thể Kỳ Thắng Phong chấn động mạnh, kinh sợ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trầm giọng quát. Trong tay ngươi có thải hồng thạch.
Những người còn lại không có bao nhiêu người biết thải hồng thạch, nhưng giờ phút này mọi người vẫn suy đoán đôi chút. Chữ Khả Vi đứng trong đám người, nghe ba chữ thải hồng thạch thì thân ảnh chấn động, sau đó khôi phục bình tĩnh. Vi Thanh cũng nhướng mày, lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Tiêu, chỉ cảm thấy thiếu niên này có bí mật quá kinh người, nhưng trong đầu cũng có suy nghĩ, lập tức bình thường, trên mặt đầy u sầu. Mặc dù cường đại như hắn, giờ phút này lực lượng cũng bị áp chế 7-8 phần 10, chỉ còn 2-3 phần thực lực cũng chẳng dùng được gì, đừng nói đấu quỷ vương, cho dù là một ít công tào còn chẳng thắng được. Lý Vân Tiêu lườm Kỳ Thắng Phong, nói. Có thải hồng thạch, liên quan gì tới ngươi sao? Ngươi, vì sao không nói sớm có ta biết? Hai mắt Kỳ Thắng Phong như nổ tung, lửa giận bắn ra ngoài, nếu không phải nơi đây tình thế đặc bia, sợ rằng hắn đã sớm xông lên giết người đoạt thạch. Trong mắt Bạc Vũ Kình cũng mang theo vẻ khiếp sợ, sắc mặt âm trầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vì sao phải nói cho ngươi biết, ngươi là cái gì của ta? Ngươi, đáng chết a, lão phu thực hối hận lúc ấy không lột ra ngươi ra. Kỳ Thắng Phong kêu lên không dứt, tầm quan trọng của thải hồng thạch, hắn không cần nói cũng rõ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có bản lĩnh đi mà lột ra quỷ vương kìa, nếu không thìa hồng thạch trong tay của ta, hơn phân nửa là hắn đoạt đi. Vi Thanh cũng nói ra. Kỳ Thắng Phong đại nhân, giờ phút này mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, không nên hao tổn chiến lực của mình. Sau khi Long Thiên Miểu chiến bại, giờ phút này có thể không bị luân hồi chi lực áp chế, cũng chỉ có Kỳ Thắng Phong mà thôi, cho nên Vi Thanh hiện tại vô cùng xem trọng hắn. Hừ! Sắc mặt Kỳ Thắng Phong âm trầm bất mãn, hung ác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lúc này mới tạm thời bỏ qua. Cái gì, Kỳ Thắng Phong? Không ít người nghe cái tên này thì giật mình, nhao nhao nghị luận. Các ánh mắt nhìn từ xa xa mang theo kinh hãi. Chữ Khả Vân cả kinh nói. Dĩ nhiên là hắn, chuyện này, điều này sao có thể? Chữ Khả Vi nói. Khó trách. Ta nói hóa thần hải vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều nhân vật số má như thế, đây là sắp thiên hạ đại loạn sao? Nhưng mà thành hồng nguyệt luân phiên biến hóa, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Sắc mặt chữ Khả Vân trầm trọng, im lặng không nói. Thiên võ giới mấy chục năm qua xảy ra chuyện cũng không có nhiều bằng hôm nay. Thành hồng nguyệt biến đổi lớn, thái hư đạo quả, chân long chi huyết, quỷ tu la, yêu tộc hồn thiên nghi, nặc á chi chu, quỷ vương hiện thế, Kỳ Thắng Phong. Mỗi một chuyện đều là đại sự thiên hạ khiếp sợ, giờ phút này cùng phát sinh ra, thần kinh bị kích thích chết lặng. Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên sắc mặt ngưng trọng, lộ ra thần thái trầm trọng, một khi thân phận Kỳ Thắng Phong lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn phát hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn đã hiển lộ thực lực trước mặt mọi người, muốn lại che giấu thân phận của mình cũng không thể nào. Đồng tâm hiệp lực, khặc 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 khặc, hẳn là các ngươi định dẫy dụa sao? Quỷ vương cười rộ lên, duỗi đầu lưỡi đỏ như máu ra cuốn về phía trước, vung vẩy thêm vài lần, trong mắt mang theo sát ý, lạnh lùng nói. Trừ Cửu Lê ra, tất cả đều giết. Tuy hắn dùng toàn lực hàng lâm, nhưng mà vẫn liên hệ khế ước với Lê, nếu giết Lê, đây là tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nó sẽ thừa nhận cắn trả to lớn. Hai mắt 33 công tào sáng lên, lập tức ra tay, phóng thẳng vào đám người. Lúc này hào quang chớp động. Oanh! Trong đó một công tào đánh xuống, đám người co đầu rút cổ ở nơi hẻo lánh chết một đống lớn, huyết nhục bay tứ tung. A, chạy mau! Chạy đi đâu, trời ạ! Mặt đất lớn như thế, bên ngoài hư vô mờ mịt, rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chút võ giả cắn răng một cái, dù sao lưu lại cũng là chết, không bằng thử xem, nhảy vào trong hư vô kia, phanh một tiếng nổ thành huyết vụ mà chết, huyết nhục sau đó hóa thành hư vô. Vô số tiếng hít khí lạnh vang lên, những người chuẩn bị nhảy sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau. Đám người lúc này rất rối loạn, ở trên địa chuyển bàn này, tiếng chửi bậy vang lên không dứt. 33 công tào chính là cỗ máy giết người, tốc độ của chúng cực nhanh, mỗi một chiêu của chúng giáng xuống, chết tổn thương thảm trọng. Chữ Khả Vi trầm giọng nói. Ra tay! Đã thời điểm này, không thể đứng nhìn được nữa. Tuy hắn không thể tổn hại. Lại bị luân hồi chi lực áp chế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kim quang trong tay lóe lên. Phanh! Lưu quang bay ra chém bay một tên công tào, hào quang chấn động không thể phá vỡ. Sắc mặt công tào vẫn chất phác, nó tiến lên phía trước, giơ tay đánh xuống.
sắc mặt Chữ Khả Vi trầm xuống, chiến thương đảo quanh, kim quang bức người bảo hộ thân thể của hắn. Phanh! Công Tào xuất ra một trường, lưu quang bay múa, phù văn ẩn hiện. Chữ Khả Vi lùi lại vài bước, mũi chân dẫm mạnh xuống đất mới đứng vững trước trùng kích, nhe răng cười nói. Cũng gì hơn thế này, tiếp một chiêu của ta. Ông ông ông! Chiến thương tỏa ra kim quang vô tận, dưới áp chế của Công Tào, mấy đạo hàn quang chém tới. Phanh! Công Tào bị đánh lui vài bước, chiến thương của Chữ Khả Vi chuyển động, truy kích từ trên xuống, trực tiếp đâm vào ngực đối phương, đâm xuyên qua thân thể. Cái gì, đó là... Mọi người đều giật mình, bị dư âm chiến đấu ảnh hưởng nên lui ra xa, hơn nữa lần đầu tiên thấy có người kích thương Công Tào, lúc này các ánh mắt đều nhìn qua bên này. Ồ, ngư long hỗn tạp, không thể ngờ trong đám tạp chủng còn có kẻ như ngươi. Ánh mắt Quỷ Vương đầy kinh ngạc, sau đó lại mỉa mai. À, hắn là... Tất cả cao thủ đều chấn động, tuy Chữ Khả Vi mặc áo bào trắng, nhưng chiến thương của hắn màu máu, còn có khí thế kinh thiên, căn bản không có khả năng giấu giếm tai mắt mọi người. Phi Thanh lúc này tức giận sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc, người thật cứu sống hắn, người muốn đối nghịch với bổn tọa sao? Vào lúc này, trong thần thái giật mình kinh hãi của nhiều người, Chữ Khả Vi lúc trước bị hắn giết chết, đó là sự thật chắc chắn. Chẳng lẽ trên đời này có thuật khởi tử hồi sinh hay sao? Phi Thanh cũng khó có thể tiếp nhận, Chữ Khả Vi chính là người hắn giết chết, lúc ấy tuyệt đối là chết không thể nghi ngờ, làm sao có thể phục sinh? Nghĩ đến đây, trong hoàn cảnh hỗn loạn này, hắn thậm chí có chút ít ngây dại. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhìn thấy hắn thất thần, vội nói. Phi Thanh đại nhân, Chữ Khả Vi còn sống ít nhất có lợi cho chúng ta. Nên nghĩ biện pháp phá vỡ không gian huyền khí này đi. Chúng ta nên hợp lực ngăn cản 33 Công Tào chém giết mới tốt. Phi Thanh lúc này hồi phục tinh thần lại, lập tức phát hiện có hai Công Tào đang lao về phía hắn, một người một tay hóa trưởng, một người điểm ra một chỉ. Lực lượng của chúng cũng không tính là mạnh, chỉ là cửu tinh đỉnh phong bình thường, chỉ sợ là vừa nhập môn như Trấn Thiên Vũ. Nhưng thân ảnh hắn khẽ động, lực lượng mênh mông áp xuống, luân hồi chi lực xuyên qua các lỗ chân lông, 10 thành lực lượng cũng bị áp chế một nửa. Sắc mặt Phi Thanh đột biến, hắn tăng cao nguyên lực, giang sơn như họa mở ra trước mặt, hóa thành bình chướng ngăn cản trước người. Phanh! Một trường một chỉ đánh lên kim quang này, âm thanh trầm đục sinh ra, sau khi rung động vài cái liền lui trở về. Trong nội tâm Phi Thanh hoảng hốt, không chỉ mọi người bị luân hồi lực áp chế, ngay cả huyền khí cũng bị luân hồi đại chuyển bàn ngăn chặn. Giang sơn như họa bay trở về, hai gã Công Tào liên hủ chi lực đột nhiên oanh đến. Hắn bắt lấy quyển trục, hoành ngăn lại đi. Phanh! Chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thân thể bị đánh lui ra sau 10 trượng mới dừng lại, trên trán gân xanh lộ ra, mồ hôi lạnh rậm rạp. Phi Thanh cảm thấy nội tâm vô cùng biệt khuất, bị hai gã võ đế đỉnh phong áp chế. Những người còn lại ứng phó mệt mỏi, bị Công Tào đánh căn bản không có sức hoàn thủ, vài tên siêu phàm nhập thánh còn có thể chống lại, còn lại chỉ bị đánh, luân hồi đại chuyển bàn áp chế tất cả. Không ai thoát khỏi. Ngược lại Quỷ Tu La Thành lại là lực lượng kháng cự trung kiên, long huyết bán thành phẩm mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản luân hồi chi lực, nhưng bị áp chế nhỏ bé, tăng thêm bọn chúng có thân thể trung cực và bản tính không sợ chết, cho nên đánh ngang tay với Công Tào. Mọi người đừng trốn, trốn cũng không thoát, liên thủ với nhau mới tốt. Long Thiên Miểu hét lớn một tiếng, long uy chấn động cửu thiên, làm cho thiên địa run lên. Mọi người lập tức bị nhiệt huyết kích thích, dù sao trốn cũng là chết, không bằng giết sạch đám Công Tào này. Lập tức khí tức thô bạo và thù hận hiện ra trong đáy lòng mỗi người đều biểu lộ tư thái thấy chết không sờn, những người đang bỏ chạy cũng lao tới đám Công Tào. Long Thiên Miểu cũng lăng không đánh ra một chảo, cảm giác như thiên địa đang ẩn chứa trong một chảo này, một đám kiếm quang tách ra, lập tức chém vỡ một tên Công Tào. Hừ, trùng trăm chân chết vẫn còn cương. Bổn vương tự mình tiễn các ngươi quy thiên. Sắc mặt Quỷ Vương trầm xuống, thân thể lóe lên, lăng không chụp lấy luân hồi đao, chém thẳng xuống. Phanh! Long Thiên Miểu giơ kiếm nghênh tiếp, lập tức bị lực lượng to lớn đánh bay. Ở dưới luân hồi chi lực này, thân thể của hắn không ngừng có máu tươi chảy xuống, tay cầm kiếm cũng không ngừng run rẩy. Đuôi rồng quấn quanh hông của hắn cũng tách ra, từng đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, vung mạnh qua như trường tiên. Rung động sinh ra liên tục. Ha ha, đã tới mức vô kế khả thi rồi sao?
Quỷ vương cười lớn một tiếng, năm ngón tay lăng không đánh tới một chảo, một lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ trên bầu trời áp xuống, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nội tâm Long Thiên Miểu trong trầm xuống, đối phương biến thân lần này, lực lượng đã tăng lên cấp độ mới, hoàn toàn áp chế chính mình. Chẳng lẽ đây là lực lượng thần cảnh sao? Trong lòng của hắn sinh ra suy nghĩ đáng sợ này, chiến ý không ngừng tiêu tan. Hừ, đã phát giác được chênh lệch sao? Quỷ vương cảm thụ được khí tức trên người của hắn biến hóa, lại mỉa mai, lạnh giọng nói. Bức bổn vương thi triển ra toàn bộ át chủ bài, tất nhiên ta sẽ suy yếu trong thời gian ngắn, nhưng mà khoản sổ sách này phải dùng mạng các ngươi hoàn lại. Trong mắt của hắn tỏa ra hào quang phát lạnh, năm ngón tay sắc bén như lưỡi đao, lại chảo một cái, xùy một tiếng trực tiếp đâm vào đuôi rồng, máu tươi phun ra tung tóe. A! À, Long Thiên Miểu đau đớn toàn thân run rẩy. Rốt cuộc không gánh được luân hồi đao chảm kích, hắn bị đánh bay ra ngoài, một vết đao dài hiện ra trước ngực, có thể nhìn thấy xương trắng bên dưới. Sắc mặt quỷ vương phát lạnh, ánh đao lại hiện ra, chảm xuống một đao. Phanh! Một đạo nhân ảnh xông đến, đại kiếm chấn động, ngọc long bay múa, khí tức chấn động bao hàm âm dương, ngăn cản một đao chém xuống. Thân thể kỳ thắng phong có ma vân bao phủ, thi triển ba đầu sáu tay, thần thái dữ tợn. Hắn cắn răng ngăn cản luân hồi đao, một cánh tay cầm minh luân giơ lên chém xuống. Sau đó ngự thiên bảo bay ra. Long Thiên Miểu giờ phút này chính là trụ chống trời của mọi người, nếu hắn sụp đổ, đừng nói lực lượng chống lại, ngay cả tâm lý của mọi người cũng bị đả kích nặng nề. Hừ, ngươi cũng là cọng rơm hơi cứng, giết ngươi trước cũng được. Quỷ vương nhướng mày, hắn nhe răng cười, đao mang chém thẳng tới trước. Phốc, kỳ thắng phong toàn lực chống cự. Hắn phun ra một ngụm máu, ma vân không ngừng bao phủ thân thể, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản đao mang. Đúng là phải chết ở đây rồi. Nội tâm của mọi người phát lạnh, từ đầu đến cuối, bọn họ chưa bao giờ có suy nghĩ như thế này. Dù sao nhân vật mà cả thiên võ giới đều biết đang tụ tập ở đây, bảy đại tông chủ, thập đại võ đế, còn có người của hai đại thánh địa, nếu nói lực lượng mạnh mẽ như thế toàn quân bị diệt, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng khi Long Thiên Miểu bị phế, Kỳ Thắng Phong sắp chết, Phi Thanh cũng gánh không được hai gã công tào liên thủ, cao thủ khác không tiếp được một chiêu đã chết, ý niệm toàn quân bị diệt lan tràn trong đầu của mọi người. Sắc mặt Đoan Mộc Thương trắng bệch, nói. Ca, chẳng lẽ trước kia chúng ta tính toán sai, mọi người lại sẽ là như vậy kết cục. Thần thái Đoan Mộc Hữu Ngọc ngưng trọng, nói. Không nhìn thấy một tia hy vọng chạy trốn, cả đại chuyển bàn này là một hồi giết chóc. Khắp nơi là khí tức tử vong, sinh lộ ở nơi nào. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trên người xuất hiện kim quang, từng ngọc ký bay lên, lăng không hiện ra. Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Ca, ngươi. Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm giọng nói. Chờ ta thi triển thiên thần giám chi thuật đánh giá thiên cơ đã. Đoan Mộc Thương đang muốn ngăn cản, đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, quyền phong đánh tới. Ngọc ký kia bị áp xuống. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc đại biến, đồng thời hàn ngọc xích bay lên. Phanh! Ngọc xích đánh vào cánh tay công tào, chỉ vì áp lui vài phần, quyền kình của đối phương đánh tới bị ngọc xích chấn bay. Ngọc ký trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc sinh ra rất nhiều phù văn, đều nghiền nát. Sắc mặt của hắn đột biến, vẻ mặt đầy lửa giận. Đoan Mộc Thương nói, ca, đừng bói, kết cục như thế nào, đã không cần phải biết rõ, trước giết đám công tào nói sau. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc nặng nề, nói. Những vật này giết không chết, ngươi có chú ý hay không, hai công tử vừa rồi bị Long Thiên Miểu đánh chết đã sống lại lần nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đang liều mạng chém giết, cũng không lưu ý việc này, nghe Đoan Mộc Hữu Ngọc nói thế thì ánh mắt quét qua chung quanh, lúc này hít một hơi khí lạnh, quả nhiên vẫn là 33 công tào. Mẹ kiếp, làm sao mà đánh? Đừng nói là võ giả thực lực yếu kém. Cho dù là cửu tinh võ đế, siêu phàm nhập thánh cũng cảm thấy nội tâm mát lạnh. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Những thứ này sợ là vô cùng vô tận, chỉ cần luân hồi đại chuyển bàn vẫn còn, chúng sẽ vĩnh sinh bất tử. Xem ra mấu chốt đột phá vẫn là ơ quỷ vương, phải đánh chết hắn. Huyền Hoa cười khổ nói. Nói thật nhẹ nhàng, người nào không biết phải giết quỷ vương, ngươi thử đi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Ta thử thì thử. Hắn tay giơ lên, hào quang bốn màu hiện ra, đầu xuất thiên phong xuất hiện. Huyền Hoa sững sờ,
hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, không thể ngờ Lý Vân Tiêu lại thật sự ra tay, nhưng bằng vào chút lực lượng yếu ớt đó, sợ rằng chưa tới gần quỷ vương ba thước đã bị ngăn cản rồi. Thần dịch lực lưu chuyển, cũng không bị luân hồi chi lực áp chế, từng đạo hào quang chấn động bay ra. Mọi người đều cả kinh nhìn qua lực lượng mênh mông này, tuy cũng không biết nó cường đại thế nào, nhưng mà lại cảm giác được lực lượng thần thánh. Đây là lực lượng gì? Huyền Hoa cả kinh, trên mặt đầy dị sắc. Đồng tử Đoan Mộc Hữu Ngọc đột nhiên co lại, hoảng sợ nói. Thần dịch lực. Ầm ầm. Lời này vừa ra, người nơi này xôn xao, thần thái vô cùng kinh ngạc. Trên cửu thiên võ đế chỉ có thập phương thần cảnh mới có thể cô đọng thần dịch lực, đại biểu cho lực lượng chí cương trong thiên địa. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, là vì trong thiên địa cao nhất chỉ còn lại có cửu giai quy tắc, vạn vật đều dưới quy tắc. Mà giờ phút này luân hồi đã vượt ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành, đế khí hoàn toàn bị áp chế không ngẩng đầu nổi. Trên người tiểu tử này có bao nhiêu bí mật? Phi Thanh xanh mặt, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này có thể còn sống rời khỏi, nhất định phải mang Lý Vân Tiêu về thánh vực cắt miếng nghiên cứu. Một tên công tào đối diện sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ mở năm ngón tay sau đó xông lên, một phương không gian lập tức bị áp xúc. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngân quang lóe lên, một thân ảnh to lớn xuất hiện lao về phía công tào này. Phanh! Thân hình công tào chấn động, bay ngược trở về. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, nhìn qua ngân quang kia. Bò. Ngân quang kia có tiếng bò giống vang lên, dần dần hóa thành một đầu bò, trên thân thể tỏa ra phù văn, uy phong lẫm lẫm. Đoan Mộc Thương cả kinh, thất thanh nói. Thứ này đã bị ngươi thu phục. Ngày đó ở lưỡng giới sơn trong Huyền Vũ Tinh Cung, nàng là người trải qua, sau khi nhìn thấy đầu trâu này, ánh mắt của nàng kinh hỉ. Đầu trâu này là thần khôi. Dùng tài liệu thập giai và quy tắc thần cảnh chế tạo mà thành, mặc dù đã bị luân hồi chi lực áp chế cũng nhỏ nhất, từ cú xông tới của nó vừa rồi mà nhìn, ít nhất áp chế một công tào thì vấn đề không lớn. Đầu trâu này vừa hiện thân, liền đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, trong miệng phát ra tiếng ùm bò, không ngừng đạp bốn vó, từng gợn sóng xuất hiện dưới chân của nó. Liễu Phỉ Yên sững sờ một chút, nói. Đầu trâu như thế, lợi hại như vậy, những năm này hắn tìm mấy thứ gì đó, càng trở nên khó có thể phỏng đoán hơn trước. Huyền Hoa hừ lạnh nói. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bên cạnh hắn có không ít đồ cổ quái, người cũng cổ quái không kém. Liễu Phỉ Yên ung dung nói. Người trước kia cả ngày cũng ở bên cạnh hắn mà. Huyền Hoa. Đầu trâu này đánh lui một công tào, lập tức mấy đạo quang mang ngang trời đánh tới, những công tào này dường như tâm ý tương thông. Thoáng một phát liền tăng đến bốn gã, liên thủ hướng Lý Vân Tiêu phóng đi. Đầu bò này ngẩng đầu lên, bàn chân đạp mạnh, lập tức vô số ánh sáng màu xanh bay vụt răng khắp nơi, hóa thành lưới rậm rạp bao phủ bầu trời. Cái gì? Không chỉ có mọi người kinh hãi, ngay cả quỷ vương cũng giật mình, ngưng mắt nhìn qua lưới đầy trời kia, có một số đang bay về phía hắn, có cảm giác trói buộc hiện ra. Hừ! Quỷ vương cười lạnh một tiếng, nói. Làm trò cười cho người trong nghề. Trong mắt của hắn có hào quang hiện ra, trên đại chuyển bàn bắn ra vô số phù quang, trong khoảng khắc chém vỡ tấm lưới. Phốc! Kỳ Thắng Phong bị luân hồi đao của hắn áp chế đổ máu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán niệm. Hừ, kẻ yếu a, cũng chỉ có vận mệnh bị tàn sát. Ta có thể cảm nhận được đặc thù trên thân thể của ngươi, còn có lực lượng cực kỳ cổ quái. Ngoan ngoãn làm thịt cá đi, giúp ta no bụng không tốt hay sao? Quỷ vương duỗi cái lưới màu đỏ của nó ra, sau đó thẻ lưỡi ra liến Kỳ Thắng Phong. Mùi máu tanh và kích thích huyết khí nồng đậm, tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng làm cho Long Thiên Miểu đang dưỡng thương, toàn thân run rẩy không dứt, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, thầm nghĩ cho dù tự bạo chết đi cũng không muốn bị thứ này ăn tươi. Trời ạ! Sắc mặt Kỳ Thắng Phong lúc này biến thành trắng bệch, toàn thân rùng mình. Sau đó run rẩy kịch liệt, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn phát ra tiếng nổ phanh rất nhỏ, quần áo của hắn như vỡ ra, lực lượng quỷ dị kích phát khắp toàn thân. Đột nhiên con người của hắn trở nên đỏ bừng, cổ tay run lên, vô số phù văn sinh ra từ đại kiếm ngăn cản luân hồi đao. Cái gì, cổ lực lượng này? Quỷ vương kinh hãi, thất thanh nói. Ngươi vẫn còn che giấu lực lượng, làm sao có thể? Hừ!
Kỳ Thắng Phong lúc này hừ lạnh không nói gì, dường như vượt qua thời không, làm cho người không rét mà run. Trên đại kiếm có lực lượng mạnh mẽ kích phát ra vô số âm thanh vui sướng, không ít ngọc long bay ra, xoay tròn quanh đại kiếm, kiếm ý bắn thẳng ra ngoài. Long cong! Trên luân hồi đao có vô số phù văn bay ra, nó không ngừng khuếch tán ra, không ngừng áp chế đại kiếm. Sắc mặt Quỷ Vương phát lạnh, quát. Không phải ngươi, ngươi là ai? Trên người Kỳ Thắng Phong sinh ra biến hóa làm cho người ta chú ý tới, vẫn không rõ ràng lắm. Vốn nhân vật như vậy có thể sống tới bây giờ đã không cách nào tưởng tượng nổi, trên người hắn phát sinh biến hóa gì cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa bây giờ là lúc sắp chết, nếu có thể biến hóa sinh ra sinh cơ, đây là chuyện mọi người vui mừng muốn nhìn thấy. Chỉ có ánh mắt Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, Bạc Phú Kình là vô cùng chú ý, ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng co rụt lại, trái tim đang đập mạnh, cả kinh kêu to. A, à, Huyền Hoa cả kinh, vội vàng xoay đầu lại, nói. Sao thế? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn thẳng qua Kỳ Thắng Phong, trên mặt lấy làm kinh ngạc, trong lòng của hắn xuất hiện một suy đoán, chỉ là không thể xác nhận. Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Lý Vân Tiêu ung dung thở dài. Nội tâm Huyền Hoa nội tâm chấn động, quát. Sử nhân tác quái, quả nhiên là ngữ khí cũng giống nhau. Trong mắt của hắn bắn ra dị sắc, nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, trên mặt trừ kinh hỉ cực độ ra, còn có chờ mong vô tận. Trừ số ít mấy người ra, tất cả mọi người vẫn lộ ra thần thái hồ nghi, nhìn qua hai người bọn họ, suy đoán thân phận của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đến lúc nào rồi, còn ngạc nhiên, chờ còn sống ra ngoài rồi nói sau. Ha ha! Huyền Hoa cười ha hả, dường như tâm tình thập phần tốt, hắn lúc trước đã khẳng định thân phận Lý Vân Tiêu tới 9 phần, hiện tại biến thành 10 phần. Liễu Phỉ Yên cũng cười cười, giống như tiên tử trong tranh, vẻ mặt cao có cũng giãn ra một ít. Phi Thanh thì vô cùng thất kinh, Lý Vân Tiêu quật khởi trong mấy năm qua, làm sao quen biết hai phong hào võ đế, trong nội tâm của hắn ẩn ẩn có suy đoán, nhưng chỉ cảm giác hoang đường và khó tin. Huyền Hoa nói, ngươi vừa rồi rốt cuộc giật mình vì cái gì, có thể làm ngươi thất thố như vậy, đúng là chuyện khó gặp đấy. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại không phải là nơi nói chuyện, trợ giúp ta một tay. Thân ảnh của hắn lóe lên, chỉ thấy một đạo lôi quang hiện ra, biến mất trên trời cao. Trong nội tâm của tất cả mọi người dùng mình, có thể dưới luân hồi chi lực áp chế còn có thể thi triển độn thuật, quả nhiên là tu luyện thần dịch lực. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Quỷ Vương, trong tay nâng đầu xuất thiên phong kích phát tới tận cùng, phù văn cổ xưa bay múa đầy trời. Hắn lật tay phải vỗ xuống một cái. Ngọn núi đột nhiên sinh ra kim sắc quang mang, hơn nữa sơn thể không ngừng biến lớn, lăng không nện xuống. Sắc mặt Quỷ Vương kinh sợ không thôi, luân hồi đao trong tay áp chế Kỳ Thắng Phong đột nhiên bay ngược về, dường như có dấu hiệu sắp xoay người, trên xuống có ngọn núi bốn màu áp xuống, vừa nhìn thì thấy nó là huyền khí hạng nặng, chuyên môn dùng oanh kích. Đầu xuất thiên phong còn cách hắn vài chục trượng liền cảm nhận được uy áp kinh thiên, không gian trên người không ngừng nổ tung. Hừ! Hắn hừ lạnh như băng, uy lực của huyền khí này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng dưới luân hồi đại chuyển bàn này, trừ thánh khí không bị áp chế ra, ngay cả cổ trần kiếm uy lực vô cùng, sau khi kích phát ra cũng trở nên uể oải. Tuy Kỳ Thắng Phong làm hắn cảm thấy quỷ dị, lực lượng trên người bành trướng, nhưng muốn lật bàn chỉ là si tâm vọng tưởng. Hắn hoàn toàn không đặt ngọn núi trên cao vào mắt, khinh miệt cười lạnh một tiếng, ngưng tụ nắm đấm đánh thẳng tới. Một đạo quyền uy xoay tròn quanh người của hắn, sau đó đánh thẳng lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, quyền ý vừa tiếp xúc đầu xuất thiên phong đã vỡ ra một ít, uy lực kinh thiên không ngừng gia tốc. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, một đạo ấn quyết lăng không bay đi, vỗ vào sơn thể. Ầm ầm. Toàn thân Quỷ Vương đại chấn, thời điểm chưa kịp phản ứng, đầu xuất thiên phong đã lao thẳng tới trước. Đùng đùng. Trên cánh tay có âm thanh nứt xương sinh ra, sau đó tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, thân thể bị đâu xuất thiên phong đánh bay ra xa. Nội tâm của mọi người chấn động mạnh mẽ, hoảng sợ nhìn qua ngọn núi bốn màu kia, chỉ có Bắc Quyến Cổn Nam cùng Đằng Quang là tươi cười hiểu ý. Vật ấy vốn có thể hệ chi lực, cấu trúc thế giới ngũ hành chỉ một, trừ bản thân thiên đạo ra, không còn thứ gì có thể áp chế. Bắc Quyến Cổn Nam tự nhiên biết rõ thứ này lợi hại, Đằng Quang đã trải qua một lần rồi.
quỷ vương bị gãy xương tay và rơi xuống đất, không phấn thân toái cốt thì hắn đã quá lợi hại rồi. Đằng Quang nghĩ vậy, nội tâm dùng mình, hắn mang theo oán niệm nhìn qua phía Lý Vân Tiêu. Quả nhiên, dưới đầu xuất thiên phong, thân thể quỷ vương xuất hiện khe hở, thân thể đã không thể bình thường được nữa. Đồng tử Kỳ Thắng Phong co rụt lại, lúc này nắm chắc cơ hội, hét lớn một tiếng, nói. Thánh Quang Ngọc Long Trảm. Cổ Trần Đại Kiếm, vô số Ngọc Long màu vàng bay ra, đánh thẳng vào quỷ vương đang bị đâu xuất thiên phong áp chế. Long Thiên Miểu cũng bay lên cao cao, chân long kiếm chém ra, ngưng tụ một đạo ánh sáng chém tới. Thiên địa vô pháp, tội. Hai người đều là thế hệ đa mưu túc trí, tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội ra tay tuyệt hỏa như vậy. Hai đạo kiếm khí ngang trời, giao nhau chém ra. Ầm ầm. Một đạo ánh sáng lóe lên, từng đạo đao xuất thiên phong từ bốn phương tám hướng đánh lên. Trên mặt Lý Vân Tiêu mang theo thần sắc cổ quái, sơn thể kia bị hai kiếm thể ngăn cản, quả thực cũng có chút không thể tưởng tượng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hắn lăng không một chảo, lập tức thu lấy đao xuất thiên phong. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, trong vô cùng lo lắng. Sắc mặt Đằng Quang trắng bệch khó coi, không thể ngờ thứ kia uy năng như thế, chính mình lúc trước suýt nữa xong rồi. Sau khi thu hồi đâu xuất thiên phong, chỉ thấy thân ảnh quỷ vương co quắt lại, trên người còn có hai vết kiếm đáng sợ, kiếm khí từ sau lưng nhập vào cơ thể. Thân thể của hắn rơi xuống đại chuyển bàn, bước chân đứng không vững, không ngừng lui ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Còn chưa chết sao? Cả tràng diện có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát, nói. Đồng loạt ra tay giết hắn. Thân ảnh của hắn loe sần, lại sử dụng đâu xuất thiên phong đánh qua. Đồng tử quỷ vương đột nhiên co lại, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, kẻ đần cũng biết thứ này lợi hại, không dám ngạnh kháng, thân ảnh của hắn loe lên rồi biến mất. Ầm ầm, đâu xuất thiên phong đánh lên mâm tròn, núi đá chấn động rung chuyển, mọi người đứng không vững. Kỳ Thắng Phong rút kiếm loe lên, liền truy kích tới. Đột nhiên mấy đạo quang mang hiển hiện, mấy công tao ngăn cản trước người quỷ vương, tổng cộng 8 tên, liên thủ công kích Kỳ Thắng Phong. Đi chết đi! Sắc mặt Kỳ Thắng Phong phát lạnh, kiếm khí trùng thiên, vô số ngọc long chém tới. Rầm 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 phanh! Những công tao kia có cửu tinh võ đế chi lực, không thể nào địch lại một kiếm của Kỳ Thắng Phong, huống chi hiện tại lực lượng của Kỳ Thắng Phong tăng lên biên độ thật lớn, 8 gã công tao lập tức nổ tung hóa thành từng đám khói xanh. Mọi người nhìn rõ quá trình trọng sinh của công tào, sau khi chết đi thì bị đại chuyển bàn hấp thu, sau đó phù văn các nơi sáng lên, sau đó từ từ khôi phục chúng. Sau khi tiêu diệt 8 tên công tào, đám còn lại lao tới trước mặt quỷ vương, mặt sắc mặt ngưng trọng. Có thể thấy được quỷ vương đã bị thương rất nặng, không có nói chút nào, trực tiếp ngồi xếp điều tức. Đại chuyển bàn xoay chuyển nhanh chóng, 8 gã công tào trọng sinh sống lại, vây qua quỷ vương. Kỳ Thắng Phong quát. Mọi người cùng nhau ra tay. Hắn giơ đại kiếm lên, vô cùng kiếm ý tuôn ra, lực lượng bành trướng hiển hiện, lập tức làm nội tâm mọi người chấn động, vô cùng vui vẻ. Đám người Lý Vân Tiêu giật mình nhìn qua hắn, dường như hoàn toàn không nghĩ hắn có thần thái và động tác như vậy, còn có lực lượng cổ quái kia, nó mạnh hơn trước rất nhiều. Ánh mắt Bạc Vũ Kình mang theo kinh hãi và nghi hoặc. Mặc dù có chút cổ quái, nhưng bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc chuyện này. Tất cả người bỗng nhiên ra tay, nhắm thẳng vào đám công tào trước mặt bạo phát khí thế trùng thiên. Lý Vân Tiêu giơ tay lên lần nữa, từng thần dịch lực không ngừng hiện ra, đầu xuất thiên phong xuất hiện bay thẳng về phía quỷ vương. Ầm ầm, đại chuyển bàn không ngừng xoay tròn, hóa thành khí lãng khôn cùng bắn ra chung quanh. 33 công tào phía dưới tránh đi, dùng lực lượng của chúng ngăn cản những lực lượng này sẽ chết mất. Thân ảnh quỷ vương biến mất tại chỗ. Phanh, ngọn núi bốn màu tiếp tục xoay tròn, thiên địa chấn động dưới những lần xoay tròn của nó. Tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng to lớn, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, như vậy không dễ làm, hơn nữa dùng lực lượng của hắn, tối đa chỉ có thể đánh thêm 3-4 lần. Siêu siêu siêu, đột nhiên 3 đạo quang ảnh hiện ra, 3 gã công tào trực tiếp xuất hiện chung quanh hắn, đánh thẳng vào người hắn, làm hắn không có cơ hội ra tay. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, một bước ra một bước, xúc địa thành thốn bỏ qua 3 tên công tào, lại cưỡi lên lưng Thiết Ngưu. Mọi người nhìn qua bộ dáng của hắn nhàn nhã như vậy,
đều biệt khuất muốn thổ huyết, siêu phàm nhập thánh còn bị áp chế không chịu nổi, hắn ngay cả chút việc gì cũng không có. Quỷ vương ngồi từ xa nhìn qua, trong mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, tản mát sát ý vô cùng. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Kỳ Thắng Phong không ngừng tiến lên, chém giết đám công tào, nhưng bị hai ba tên công tào đánh tan thế công. Giờ phút này Kỳ Thắng Phong nhướng mày, trong hai mắt bắn ra hào đạo quang mang sáng ngời, sáng lên không bình thường giống như Dạ Minh Châu. Sư phó, người có sao không? Bạc Phú Kình là người đầu tiên phát hiện trạng thái của hắn, nhanh chóng bước lên quan sát. Phanh! Đột nhiên trên người Kỳ Thắng Phong sinh ra một đạo lực lượng đánh bay hắn ra ngoài. May mà lực lượng cũng không quá mạnh mẽ, Bạc Phú Kình chỉ bị chấn động khí huyết vài phần, liền đứng vững, trong mắt đầy kinh ngạc, cả kinh nói. Sư phó! Hai mắt Kỳ Thắng Phong không ngừng có hào quang lóe lên, một tay cầm kiếm đứng trên đại chuyển bàn, hắn đứng đó bất động như điêu khắc. Vi Thanh cũng cả kinh nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân, người có sao hay không? Giờ phút này Kỳ Thắng Phong là trụ cột trong suy nghĩ của mọi người, cũng là hy vọng sống sót của bọn họ, ai cũng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Hừ! Trong mũi Kỳ Thắng Phong đột nhiên có tiếng hừ lạnh vang lên, cũng không biết là ý gì, về sau không có động tĩnh gì khác, vẫn ở trạng thái bất động này. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, trong mắt của hắn rốt cuộc đã chứng minh là đúng. Kỳ Thắng Phong vào lúc này sinh ra hào quang kỳ dị. Phóng ra một đám linh hồn chi hỏa, hơn nữa là hai linh hồn N khác nhau. Trong thân ảnh này giấu hai linh hồn, trong đó một là Kỳ Thắng Phong, như vậy một khác không cần nói cũng biết, chính là chủ nhân ban đầu của thân thể này, Vu Giật Tiên. Lý Vân Tiêu ngây ngốc chấn động mạnh mẽ, Kỳ Thắng Phong chưa chết đã là yêu nghiệt, hiện tại phát hiện Vu Giật Tiên cũng không chết, vậy tính là cái gì? Yêu nghiệt vương. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Đột nhiên trong lúc vô tình nhìn thấy Bắc Quyến Cổn Nam đang liều chết đánh qua, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện cái gì đó, cảm thấy Kỳ Thắng Phong xem như bình thường. Thì ra là thế. Đột nhiên Kỳ Thắng Phong đầy cổ quái nói một câu, linh hồn chi hỏa trong mắt không ngừng lập lòe, không ngừng biến hóa. Đại nhân, người thế nào rồi? Long Thiên Miểu cũng trầm mặc, trong mắt đầy lo lắng. Sau khi Kỳ Thắng Phong dừng tay, những người còn lại không có công kích 33 công tào. Cường giả siêu phàm nhập thánh mới có thể miễn cưỡng chiến một hai người, còn lại là kiệt sức, Bạc Phú Kình, La Thanh Vân cũng chỉ ngăn cản được một hai. Đột nhiên trên bầu trời có bốn gã công lao hiện ra, nhao nhao bấm niệm pháp quyết, liên thủ hình thành xu thế giáp công, trực tiếp từ trên cao đánh xuống, đánh thẳng vào Kỳ Thắng Phong. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trầm xuống, đột nhiên hắn gầm lên giận dữ, quát. Ngươi không được a, vẫn tới bổn tọa. Trên người của hắn có lực lượng mạnh mẽ tỏa ra, trùng kích tứ phương. Sau đó khí thế tăng lên mạnh mẽ, gương mặt trở nên vặn vẹo, hét lớn. Vu Giật Tiên đáng chết, ngươi lại thiết kế bố cục hại hậu nhân của mình, ngươi là đồ đáng chết. Giọng nói của hắn truyền vào trong tai của mọi người, trừ Bạc Phú Kình cùng Lý Vân Tiêu ra, những người khác có vẻ mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà hiểu được hắn đang gặp phiền toái. Cái gì, Vu Giật Tiên? Sắc mặt Bạc Phú Kình trắng bệch, trong mắt như lồi ra. Lý Vân Tiêu âm thầm thở dài, quả nhiên đúng như bản thân mình suy đoán, thân hình của hắn lóe lên, hắn và Thiết Ngưu biến mất tại chỗ, trực tiếp thuấn di đến trên đầu Kỳ Thắng Phong. Hai mắt Thiết Ngưu bắn ra hào quang như bảo thạch, hai sừng trên đầu phóng ra một đạo lực lượng mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, mắt trái có dị quang lóe lên, phàm thứ gì hắn nhìn thấy đều hóa thành hư vô. Thân ảnh bốn công tào dừng lại, bị đồng tử làm dừng lại, lực lượng trên người trôi qua, không chỉ có như thế, không gian bốn phía không ngừng xoay tròn. Sau đó Thiết Ngưu xông thẳng tới, đánh lên thân người, hào quang chấn động bắn ra bốn phía. Long cong! Một đạo kiếm quang đảo ra, sóng kiếm trực tiếp nổi lên, trực tiếp nuốt lấy bốn người, lực khí nổ tung, bị đại chuyển bàn hấp thu đi. Một đạo kiếm quang cuối cùng là do Bạc Vũ Kình chém ra. Hắn mang theo nghê thạch chi lực, cũng không có bị luân hồi chi lực áp chế, xuất kiếm tự nhiên. Sau một kiếm này thân ảnh của hắn hạ xuống bên cạnh Kỳ Thắng Phong, vội la lên. Sư phó, phía giúp ngươi thế nào? Trong mắt Kỳ Thắng Phong giãy giụa, hiển nhiên nội tâm đang giao chiến dữ dội, liên tục gào thét, lực lượng khủng bố đánh bay, tiếp tục đánh bay Bạc Vũ Kình. Lý Vân Tiêu nói, hắn sợ là không được,
hai người đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể, đã chẳng quan tâm bên ngoài, loại chuyện này thuận theo ý trời. Bạc Phú Kình không có chủ ý gì, kinh ngạc nói. Vậy áp em sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nhìn hắn như thằng ngu, nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết quỷ vương rồi. Ách! Bạc Phú Kình cả kinh, bộ dáng chật vật, lúc này lao tới đánh giết đám công tào. Long Thiên Miểu trầm giọng nói. Lực lượng của đám công tào này tới từ đại chuyển bàn, mà lực lượng đại chuyển bàn cuồn cuộn không dứt, chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Nội tâm của mọi người vô cùng nghi hoặc, bất luận là huyền khí gì, mặc dù là thương có được hồn thiên nghi, nhưng nếu thân thể của hắn không gánh vác được lực lượng cường đại cũng không dùng được, nhưng mà lực lượng luân hồi đại chuyển bàn giống như vô tận. Đăng Quang cười khổ nói. Ta trước đó đã nghĩ qua, đây không phải huyền khí bình thường, mà là trận khí, hơn nữa chế tạo rút lấy luân hồi lực, trong đó ẩn chứa quy luật ta không hiểu nổi. Hiện tại phỏng đoán, nơi đây rất có thể là hình chiếu luân hồi chi địa. Hình chiếu luân hồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cả kinh nói. Đăng Quang, ngươi nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy. Đăng Quang nói. Ta cũng muốn đáng tin cậy một chút, nhưng trước mắt đám công tào bất diệt, chuyển bàn không ngừng, ngươi cho ta giải thích nào đáng tin cậy hơn. Phi Thanh nhìn chằm chằm vào đám người yêu tộc, cắn răng nói. Các ngươi triệu hoán ra quái vật gì thế này? Hừ một. Thương chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Vẫn lấy phòng ngự làm chủ, chống cự vài tên công tào tấn công. Long Thiên Miểu trầm giọng nói. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, quỷ vương khôi phục cực nhanh, một khi để hắn khôi phục lại, không ai có thể thoát đi được. Vi Thanh liếc mắt nhìn Kỳ Thắng Phong, trạng thái của hắn không đáng tin cậy, lập tức lớn tiếng nói. Ai có biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, mặc kệ là phương pháp gì cứ nói ra đi, hiện tại chỉ có thể là ngựa chết chữa thành ngựa sống mà thôi. Huyền Hoa cười khổ nói. Nếu có biện pháp thì sớm dùng rồi, làm sao chờ tới bây giờ? Vi Thanh cả giận nói. Ngươi chỉ biết dội nước lã, một chút giúp đỡ cũng không có. Huyền Hoa cũng giận tím mặt, quát. Con mẹ ngươi hữu dụng, giỏi thì xông lên. Long Thiên Miểu trầm giọng nói. Đừng cãi. Ánh mắt của hắn nhìn qua Thương, nói. Thương tiên sinh, hiện tại muốn đột phá nơi đây, công pháp huyền khí bình thường không dùng được. Hồn thiên nghi của ngươi có thể dùng tới chứ? Thương lạnh lùng nói. Công thể của ta hiện giờ tổn hại, nếu cưỡng ép hiếp thi triển hồn thiên nghi, nếu như có thể phá vỡ luân hồi đại chuyển bàn cũng tốt, nếu như không phá được, sợ rằng trực tiếp bị huyền khí cắn trả, vô cùng có khả năng giảm cảnh giới. Sắc mặt của hắn phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Lý Dật, sát ý giạt rào nói. Tất cả nhờ vào bằng hữu nhân tộc các ngươi mà ra cả. Toàn thân Lý Dật run lên. Hắn trốn ra phía sau, nào dám đối mặt chính diện. Long Thiên Miểu nói. Nếu các hạ có thể thi triển thánh khí, có thể đánh ra một khe hở chung quanh, ta liền có thể dùng thiên địa vô pháp mở rộng khe hở này, liền có khả năng chạy ra. Thương nhíu mày, trầm tư một lát liền cắn răng nói. Tốt, ta thử một lần, nhưng nếu như không chạy ra được, như vậy các ngươi không được ra tay với ta. Long Thiên Miểu nói. Bổn tọa tự nhiên bảo đảm. Nếu như mọi người có thể còn sống đi ra ngoài, ai dám ra tay bất lợi với chư vị, kiếm trong tay bổn tọa sẽ giết hắn đầu tiên. Không muốn. Đột nhiên Lê quát to một tiếng, thương thế của nàng chưa khôi phục, vừa hô lên đã dẫn động nội thương, phun ra một ngụm máu tươi. Thương đi lên vịn nàng, ân cần nói. Lê, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Lê vươn tay ra, bắt lấy cánh tay Thương, nói. Thương đại nhân, vô dụng. Luân hồi đại chuyển bàn đúng như Đằng Quang tiên sinh nói, chính là hình chiếu của luân hồi, lực lượng hồn thiên nghi là diễn biến võ đạo, hoàn toàn không thể phá vỡ nó. Thương cau mày nói, nhưng giờ phút này đã là tuyệt cảnh, lại không có biện pháp cũng phải thử một lần, cũng không thể ngồi chờ chết được. Lê vội vã ôm cánh tay của hắn, không chịu buông tay, hai hàng nước mắt chảy xuống, thấp giọng khóc nức nở nói. Thương đại nhân, mặc dù ngươi nói có lý. Lê cũng không cách nào trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Dùng bộ dáng và thân thể tàn tạ của ngươi, chắc chắn sẽ bị hồn thiên nghi cắn trả và luân hồi lực trùng kích, mặc dù biến thành chân thân cũng khó thoát cái chết. 3. Thương đẩy cánh tay của nàng ra, lạnh nhạt nói. Ta chưa bao giờ sợ chết, chỉ sợ chính mình dừng tại chỗ, vĩnh viễn không cách nào tiến lên một bước mà thôi. Nước mắt Lê chảy xuống, khóc ròng nói.
đều tại ta làm ra quái vật như vậy. Hàn Quân Đình nhìn qua hai người như vậy, thân ảnh động vài cái dường như muốn nói lại thôi, nhìn qua phía Lý Vân Tiêu. Đột nhiên chữ Khả Vi nói. Khả Vân, người sao thế? Chữ Khả Vân mím môi, rốt cục thở dài, nói. Không có. Chữ Khả Vi nói. Ai, ngươi là con gái của ta, có tâm sự làm sao có thể giấu giếm được ta chứ? Ngươi có rời khỏi nơi không? Toàn thân chữ Khả Vân run lên, ánh mắt mang theo ngượng ngùng, không lên tiếng, ánh mắt vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu. Chữ Khả Vi cau mày nói. Ý của ngươi là tiểu tử kia có biện pháp rời đi. Trong nội tâm chữ Khả Vân đang giao đấu với nhau, không biết nên nói thế nào cho phải. Chính mình hứa hẹn với Lý Vân Tiêu không lộ ra chuyện Nặc Á Chi Chu, nếu nói ra chẳng phải bội bạc, nhưng nếu không nói, chẳng lẽ thật chờ quỷ vương khôi phục, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ sao? Trong nội tâm nàng cũng thập phần nghi hoặc, đã tới thời điểm này, vì sao Lý Vân Tiêu bình tĩnh như vậy, vẫn đang nhìn qua hắn? Phốc! Đột nhiên Tử Sú Tịch ở xa xa bị Công Tào đánh tan phòng ngự, đánh một chưởng vào ngực của hắn, hắn phun máu tươi bay ra xa. Sắc mặt của hắn tái nhợt như giấy, hiển nhiên đã nỏ mạnh hết đà, kêu to lên, nói. Lý Vân Tiêu, thời điểm này ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ bị tiêu diệt toàn bộ sao? Mau lấy Nặc Á Chi Chu của ngươi ra đi. Cái gì? Hắn lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài sợ hãi. Tất cả mọi người lúc này nhìn qua, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Ngay cả Thương Định Liều chết đánh cược một lần cũng dừng bước lại, ngạc nhiên ngẩng đầu. Lập tức vô số ánh mắt tập trung lên người Lý Vân Tiêu. Vào lúc Thương đang định đánh cược một lần thì dừng bước lại, ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức vô số ánh mắt tập trung vào người Lý Vân Tiêu. Trên mặt Thương lộ ra vẻ cổ quái, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu có kiện siêu phẩm huyền khí là Ngọc Bia, tuyệt không phải Nặc Á Chi Chu. Phi Thanh phản ứng đầu tiên là cả kinh, nói. Lý Vân Tiêu có Nặc Á Chi Chu. Trừ Tử Sú Tịch ra, người biết việc này rất nhiều. Lý Vân Tiêu biết rõ không giấu giếm được, chỉ có thể cười khổ nói. Tử Sú Tịch đại nhân, người đang dẫn họa sát thân cho ta đấy. Lý Vân Tiêu nói như vậy, chẳng khác nào chính miệng thừa nhận, nó lan tràn ra nhanh chóng như ôn dịch, mọi người chấn động mạnh mẽ. Trong nhân tộc có một kiện huyền khí nổi danh, nó là đồ vật suốt vài vạn năm qua có vô số người đi tìm kiếm, nó đang nằm trên người Lý Vân Tiêu hay sao? Trong nội tâm chữ Khả Vi cũng hoảng hốt. Hắn nhìn qua chữ Khả Vân, nói. Ngươi đã sớm biết rồi đúng không? Chữ Khả Vân thở dài. Trong thái hư ảo cảnh, tiểu tử này đã bày ra một lần, nhưng mà là người khác, không phải là hắn. Một người khác. Chữ Khả Vi nhíu mày suy nghĩ, thập phần khó hiểu. Nhưng chữ Khả Vân cũng không nhiều lời, hơn nữa lúc này đã biết đáp án, hắn cũng không hề hỏi nhiều, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Người mang Nặc Á Chi Chu. Như vậy kẻ này giá trị to lớn, căn bản không cách nào đánh giá. Ở nơi này không kẻ nào không phải bá chủ đương thời, cũng nghĩ tới vấn đề như thế, cũng nghĩ đến Lý Vân Tiêu vừa rồi nói tìm đến họa sát thân, sợ rằng thật là như vậy. Hiện tại hắn chính miệng thừa nhận Nặc Á Chi Chu đang ở trên người của mình, mặc dù có thể rời khỏi luân hồi hồi đại chuyển bàn, tất nhiên cũng sẽ bị thiên hạ đuổi giết. Tử Sú Tịch không ngừng nuốt đan dược, tránh trái tránh phải vô cùng chật vật. Liên tục kêu lên. Đã tới thời điểm này, còn cân nhắc nhiều vậy sao, cứ liều mạng đi. Phi Thanh cũng kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh quét sạch chúng đi, nghiêm mặt nói. Lý Vân Tiêu, Tử Sú Tịch nói không sai, nếu như ngươi có thể hóa giải nguy cơ lần này, đó là phúc của thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Phúc của thiên hạ là họa của ta, ta có cảm giác mình phải hy sinh bản thân cứu mọi người. Phi Thanh nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mang mọi người thoát ly khốn cảnh, liền không cần lo lắng đám đạo trích kia, thánh vực tự nhiên sẽ đứng ở bên ngươi. Hừ, đứng bên hắn đoán chừng cũng vì Nặc Á Chi Chu nha. Huyền Hoa bắt đầu mỉa mai. Câm miệng, Phi Thanh tức giận quát một tiếng, nói. Ngươi là đồ điên, đến lúc nào rồi mà còn đối đầu với bổn tọa, thật hận không thể giết ngươi ngay. Huyền Hoa cũng giận dữ. Đang muốn mắng nhau vài câu, bị Liễu Phỉ Yên nháy mắt, lúc này mới áp chế lửa giận. Bờ môi Liễu Phỉ Yên khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Đây là phiền toái lớn, sợ rằng cho dù đánh lui quỷ vương, sau đó cũng bị chặn giết. Thậm chí không đánh lui quỷ vương,
có lẽ vừa đi ra ngoài sẽ có người ra tay. Huyền Hoa nhíu mày, trong mắt mang theo sát khí. Liễu Phỉ Yên lại truyền âm nói. Cho nên ngươi không nên tức giận, an tâm điều tức thương thế, mặc dù nhiệm vụ lần này thất bại cũng nhất định phải bảo vệ hắn, quyết không thể để kẻ khác tổn thương hắn. Sắc mặt Huyền Hoa nặng nề gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Bộ dáng Lý Vân Tiêu đầy do dự, kỳ thật hắn sớm đã nghĩ tới sử dụng Nặc Á Chi Chu rời khỏi, một là sợ việc này bạo lộ, có thể giữ bí mật là tốt nhất, bây giờ xem ra đã không có khả năng. Hai là hắn không biết Diệp Phàm có nắm chắc rời đi hay không, dù sao nơi đây quá mức quái dị, cái gọi là luân hồi chi lực, chưa ai tiếp xúc qua bao giờ. Nhưng tình thế hiện tại cấp bách, nếu không thử một lần, như vậy chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Để ta thử đi. Trong giới thần bi có tiếng nói của Diệp Phàm vang lên, nói. Mặc dù không thể đi ra ngoài, ta cũng có thể nếm thử phá vỡ đại chuyển bàn này. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Tốt, hết sức là được. Hào quang sau lưng hắn lóe lên, Diệp Phàm trực tiếp hiện thân, mi tâm có kim quang xuất hiện, một chiếc thuyền nhỏ lập tức xoay tròn bay ra, nó nhanh chóng biến lớn. Đồng tử mọi người đột nhiên co lại, cảm thấy kỳ quái vì đột nhiên có một tên thiếu niên xuất hiện, trong nội tâm chấn động, bị thuyền nhỏ hấp dẫn. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm nhìn thấy thánh khí trong truyền thuyết hiện ra trước mặt, bọn họ vẫn sợ hãi không dứt. Đúng là vật ấy, đúng là vật ấy. Trong mắt Phi Thanh bắn ra tinh mang, hiểu biết về Nặc Á Chi Chu, trừ Diệp Gia Gia, cũng chỉ có thánh vực. Hắn đã nghiên cứu qua các loại tư liệu không biết bao nhiêu lần, cũng thử tìm kiếm khắp thiên hạ, đều không tìm được, không thể ngờ nó nằm trong tay một thiếu niên không ai biết, trong đầu hắn đồng thời hiện xuất hiện nhiều dấu hỏi, người này là ai? Chữ Khả vì thế mới biết một người khác là cái gì, cũng khiếp sợ và ngạc nhiên, sắc mặt đầy phức tạp. Diệp Phàm ném Nặc Á Chi Chu ra. Lập tức kim quang sáng lạn, nó nhanh chóng biến lớn trên bầu trời, vô số phù văn màu vàng tuôn ra, lực lượng chấn động xuất hiện, làm cho cả luân hồi đại chuyển bàn cũng phải lắc lư. Đó là, quỷ vương cũng cả kinh, rốt cục cũng mở miệng lần đầu tiên sau khi bị thương. Hắn hoảng sợ nhìn trên bầu trời, kinh ngạc nói. Thánh khí, thương cũng kinh hoàng, sắc mặt ngưng trọng, hồn thiên nghi trong người của hắn cũng bị cảm ứng, trong mắt tràn đầy phức tạp nhìn qua bầu trời. Hắn tốn hao vài vạn năm mới triệt để luyện hóa hồn thiên nghi, mà thiếu niên này còn nhỏ như thế, lại có thể sử dụng thánh khí thành thạo tới trạng thái này, sao không làm hắn khiếp sợ và cảm khái cơ chứ? Đột nhiên sắc mặt quỷ vương lạnh như băng, quát. Giết thiếu niên kia. 33 công tào lập tức dừng giết chóc, trong thời gian ngắn cùng lao về phía Diệp Phàm. Phi Thanh quát to. Bảo hộ hắn. Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, thoáng một phát chiến ý tăng vọt bắt đầu. Đối diện quang minh trước mặt, dục vọng muốn sống kích phát tiềm lực vô cùng, khí chàng nơi này ngưng tụ rất cường đại, làm cho luân hồi chi lực cũng giảm bớt vài phần. Vào lúc này ai cũng hiểu đây là hy vọng cuối cùng, cũng đặt trên người của Nặc Á Chi Chu, tất cả mọi người lập tức ngưng tụ bên phía Diệp Phàm cùng Lý Vân Tiêu, bao vây quanh hai người. Bảy tên quỷ tu la đứng mãi bên ngoài, còn lại đã chết trận toàn bộ, cho chúng đi tiên phong, vài tên cường giả siêu phàm nhập thánh theo sau. Các cường giả còn lại ngưng tụ chính giữa. Tuy quỷ tu la không thể nào là đối thủ của công tào, nhưng cũng may không sợ chết, khôi phục nhanh, đủ hung ác, tăng thêm sau lưng có vô số cường giả liều mạng, lúc này cục diện đã ổn định lại. Diệp Phàm không ngừng đánh các ấn quyết vào trong Nặc Á Chi Chu, hào quang màu vàng lập lòe, không gian lực khủng khiếp tỏa ra, chung quanh chiếc thuyền có tiếng oanh minh vang vọng, dường như có cánh cửa lớn đang mở ra. Quỷ vương kinh sợ không thôi. Hắn nhìn qua uy năng của thánh khí, siêu cường không gian lực không ngừng phát ra, hơn nữa hình thái chiếc thuyền này hiển nhiên là dùng để xuyên toa ra ngoài. Nếu mọi người rời khỏi luân hồi đại chuyển bàn, hắn sợ rằng không có nắm chắc đánh chết mọi người, hắn cũng bất chấp chữa thương tiếp, giống lên một tiếng trùng thiên. Đao mang lóe lên, đại chuyển bàn ngưng tụ luân hồi đao, hắn cầm đao trong ta và chém thẳng xuống. Ngăn hắn lại, Phi Thanh hét lớn một tiếng, ném giang sơn như họa ra. Đồng thời các loại huyền khí bay lên đầy trời, đánh thẳng vào đao mang kia. Tất cả mọi người vào lúc này đồng tâm hiệp lực, nếu quỷ vương giết Diệp Phàm, chẳng khác gì giết sạch bọn họ. Dưới luân hồi đại chuyển bàn bao phủ, huyền khí của mọi người đều bị áp chế gắt gao, cũng may số lượng rất nhiều, hoàn toàn có thể áp chế một đao của quỷ vương. Ầm ầm.
không ít huyền khí trực tiếp nổ tung trên không trung, làm cho nhiều võ giả tại bị cắn trả thổ huyết tại chỗ. Sau khi Giang Sơn như họa bay trở về, rơi vào trong tay của Vi Thanh, linh khí mất hết, nó chẳng khác gì đồ bỏ đi. Hừ, ta xem các ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu đao của bổn tọa. Ánh mắt Quỷ Vương âm trầm nhìn qua Nặc Á Chi Chu, cắn răng xuất đao lần nữa, hàn quang xuất hiện, chém thẳng tới trước. Đồng thời 33 công tào cũng điên cuồng công kích, 7 tên quỷ tu la lập tức bị đánh nát 4 tên, 3 tên còn lại đang đau khổ trèo trống, toàn thân đầy máu. Phi Nghê và Kỳ Quỷ đứng trong đám người hăng hái giết địch, vào lúc này trong mắt hiện ra vẻ đau xót. Vừa rồi trong 4 quỷ tu la bạo thể mà chết có Trương Tam cùng Lý Tứ đồng bạn của bọn họ, tuy nói ngày bình thường chưa chắc có bao nhiêu tình cảm, nhưng nhìn thấy đồng bạn ngày xưa lâm vào kết cục như vậy, trong nội tâm vẫn đầy đau đớn. Long Thiên Miểu hét lớn một tiếng, lăng không bay lên, chân long kiếm trong tay chém xuống, kiếm khí đánh tan âm tà, chém thẳng vào Quỷ Vương. Ầm ầm. Thương thế trên người Long Thiên Miểu quá nặng, vừa gặp mặt đã bị đánh bay, hắn phun máu tươi trên không trung. Chết. Quỷ Vương giữ tợn quát một tiếng, cũng bất chấp Long Thiên Miểu, thân ảnh chấp động lao thẳng về phía Diệp Phàm. Đột nhiên trên không trung xuất hiện hào quang 4 màu, đầu xuất thiên phong xuất hiện lần nữa. Quỷ Vương kinh hãi, hắn dừng chân lại, bỗng nhiên rút lui, hắn không muốn đụng vào thứ này lần thứ hai. May mắn tốc độ ngọn núi kia chậm chạp, hắn sau khi ổn định lại, hừ nặng một tiếng, tiếp tục lao lên. Hắn triển khai thân pháp, lập tức tàn ảnh đầy trời, từ các hướng khác nhau phóng thẳng về phía Diệp Phàm. Đột nhiên hai tay Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, đầu xuất thiên phong lắc lư vài lần, một hóa thành hai hóa thành ba hóa vô số. Lập tức vô số đầu xuất thiên phong phun trào. Cái gì? Quỷ Vương hoảng hốt, lập tức cả kinh đổ mồ hôi lạnh, thứ này còn có thể biến ảo vô số. Trong lúc giật mình ngắn ngủi, không gian bị chấn áp vặn vẹo, một tòa núi lớn đánh tới trước mặt của hắn. Lui! Đột nhiên hắn ngất lịm, vội vàng thả người bạo lui, nhưng mà sơn ảnh đầy trời đang xoay quanh đại chuyển bàn, lui không thể lui. Làm sao có thể? Quỷ Vương hoảng hốt. Luân hồi đao trong tay xúc thế chém ra, lực lượng vô cùng hùng hồn xuất hiện, bất chấp thương thế trong người nặng hơn, dốc toàn lực đánh ra một đao. Ầm ầm, đao ảnh đầy trời, hư ảnh đại chuyển bàn xuất hiện phóng thẳng tới các ngọn núi kia. Ầm ầm, tiếng nổ to lớn vang vọng các nơi, bầu trời chấn động không dứt, từng đạo hào quang bắn ra bốn phía, cả không gian đang run rẩy. Ồ, Quỷ Vương ở chỗ sao? Dùng uy thế làm chúng ta sợ hãi hay sao? Đột nhiên có người kinh nghi bất định, đưa ra nghi hoặc trong lòng. Không biết, đoán chừng là ảo thuật, người nhìn đồng quang của Lý Vân Tiêu kia, quỷ dị làm người ta sởn hết gai ốc. Lập tức có người giải thích nói. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, khó có thể tin nổi, ảo thuật của Lý Vân Tiêu có thể lừa gạt Quỷ Vương. Đại chuyển bàn không ngừng run rẩy kịch liệt, đột nhiên Quỷ Vương cả kinh, khiếp sợ nhìn qua phía trước, chỉ thấy toàn thân Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh. Lại mỉa mai theo dõi hắn. Đại đao đùa nghịch không tệ, lại thêm lần nữa. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Quỷ Vương hít khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, ngọn núi đầy trời lúc nãy là ảo thuật. Tiểu tử này thi triển ảo thuật lừa gạt ta. Thần thái Quỷ Vương rối loạn, hơn nữa nơi này là dưới luân hồi đại chuyển bàn, tràn ngập luân hồi chi quang, áp chế tất cả lực lượng. Kỳ thật bản thân của hắn cũng có tâm ma. Nhìn thấy đâu xuất thiên phong thì giật mình, lúc này mới bị Lý Vân Tiêu nắm lấy cơ hội kéo vào trong ảo giác. Ầm ầm, Nặc Á Chi Chu tỏa ra hào quang kinh thiên, không gian chung quanh không ngừng thay đổi, hào quang vạn trượng chiếu gọi các ngươi, kéo dài ra xa xa, trong thiên địa có kim quang lập lòe. Đại chuyển bàn không ngừng lưu chuyển, giống như bị lực lượng này kích phát tiềm năng, cũng bắn ra hào quang nhiều màu, trong khoảnh khắc thiên địa hóa thành hai nửa, dùng hai kiện huyền khí làm trung tâm. Thôn vệ lẫn nhau. Đây là, luân hồi chi quang. Đăng Quang cả kinh nói. Không tốt, luân hồi chi quang thôn vệ vạn vật. Đồng quang Lý Vân Tiêu lập lòe, sâu trong đôi mắt là hư vô, chậm rãi ngưng tụ ra trận pháp, lại hoàn toàn mô phỏng lực lượng kính tượng. Nhưng mà thời điểm trận pháp vừa ngưng tụ lại sụp đổ tiêu tán, làm thế nào cũng không thể hình thành. Luân hồi chi lực, không thể bắt sao. Trong mắt của hắn đột nhiên truyền cảm giác đau nhức, trận pháp đột nhiên nổ tung, trong mắt có dị quang lóe lên, trong hai mắt có âm thanh nghiền nát, hai hàng máu tươi chảy xuống. Phu quân,
Phi Nghê vẫn chú ý trạng thái của hắn, giờ phút này càng kinh hãi hơn, đằng không bay tới bên cạnh hắn, trực tiếp quấn tay hắn, sợ hắn rơi xuống. Ta không sao. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, hai mắt nhắm chặt, tùy ý để máu tươi chảy xuống, nói. Đây không phải là luân hồi chi quang chân chính, đúng như Lê nói, đại chuyển bàn này chỉ là hình chiếu do luân hồi chi quang ngưng tụ mà thành, mà lúc này hình chiếu đang triệu hoán bản thể. Hình chiếu. Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ là hình chiếu đã có thể trắng trợn thôn phệ hào quang nặc á chi chu, nếu thật sự là luân hồi chi quang, nó sẽ khủng bố như thế nào? Các ngươi không thể rời đi. Quỷ vương tức giận, hắn vung đao chém xuống, kim quang vạn trưởng từ đao tỏa ra, chém thẳng vào Diệp Phàm. Mọi người hoảng hốt, mắt thấy sinh cơ trước mặt làm sao bỏ qua, sử dụng toàn bộ tuyệt kỹ, bất chấp 33 công tảo vây công, tất cả đều đánh vào quỷ vương. Nhưng mà hào quang mấy chục đạo thần thông nổi lên, lập tức đã bị luân hồi chi lực áp chế, dưới hình chiếu luân hồi chi quang, bất luận là lực lượng gì cũng không thể xuyên thấu. Chỉ còn một đạo chân long khí của Long Thiên Miểu mới có thể miễn cưỡng đột phá ra ngoài, thực sự quá yếu, vừa vượt qua đã tiêu tán. A, cái này. Tất cả mọi người há hốc mồm, trợn mắt nhìn qua quỷ vương chém về phía Diệp Phàm. Đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, Lý Vân Tiêu đứng trước mặt của Diệp Phàm, hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, toàn thân phủ kín ma vân, hét lớn một tiếng rồi đột nhiên ra tay. Đầu xuất thiên phong trực tiếp bay ra ngoài. Hào quang bốn màu không ngừng luân chuyển, trực tiếp đánh qua. Sắc mặt quỷ vương trầm xuống, thân thể lóe lên, trực tiếp hóa thành lục quang biến mất, tránh né ngọn núi. Trong nháy mắt chân thân hiện ra cách Diệp Phàm ba thước, giống to đánh ra một chưởng cực mạnh. Trong lòng bàn tay có vô số khe hở chói mắt, lực lượng không dứt khuếch tán ra ngoài, chính là luân hồi chi lực kia. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến. Đạo hình chiếu luân hồi chi quang kia trong lúc nhất thời không thể đột phá kim quang vạn trượng của nặc á chi chu, liền mượn thể quỷ vương, đánh thẳng một kích. Thân thể Diệp Phàm lúc này trở nên phiêu hốt bất định. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, liền thuấn di đến trước người Diệp Phàm, bốn tay sau lưng bấm niệm pháp quyết, hai tay trước người bắt chéo vào nhau, một đạo ánh sáng tím xoay tròn sinh ra. Hào quang mạnh mẽ từ trong ánh sáng tím bắn ra ngoài, nó ngăn cản luân hồi chi lực đánh tới. Đó là, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi, không rõ thế gian này làm sao có lực lượng có thể ngăn cản luân hồi chi lực. Toàn thân thương đại chấn, trong hai mắt có hàn quang lóe lên, thì thào lẩm bẩm. Tử Lôi, điều này sao có thể? Sắc mặt của hắn nhớ tới cái gì đó, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên khung lôi long, tan vỡ tuyên cổ. Hai mắt đang nhắm chặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên mở ra, máu tươi chảy ròng, hai tay không ngừng bắt ấn quyết. Đạo tử lôi kia ngưng tụ thành tiểu lôi long, nó va chạm với một chưởng của quỷ vương. Ầm ầm, lực lượng khủng bố nổ tung, tử lôi quá mức thưa thớt, chỉ hơi ngưng cản một chút liền bị nuốt hết, vô số luân hồi chi lực đánh lên người Lý Vân Tiêu. Rầm rầm rầm, pháp tướng kim thân bị phá, gân mạch bị luân hồi chi lực đánh nát, khiếu huyệt toàn thân nổ tung. Thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi. Phu quân, Phi Nghê khẩn trương, cánh sau lưng mở ra, phượng quang sáng lên, nàng lập tức tới bên người Lý Vân Tiêu. Ánh mắt quỷ vương trầm xuống, cảm thấy tên Lý Vân Tiêu này quá nguy hiểm, hắn liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hạ quyết tâm bổ một chưởng vào Lý Vân Tiêu. Luân hồi lực đầy trời ngưng tụ vào một chưởng này đánh xuống. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn đẩy Phi Nghê ra, quát. Đi mau. Nhưng mà thân thể của hắn sụp đổ, không có bao nhiêu sức lực. Chỉ làm sa y của Phi Nghê nhiễm máu tươi mà thôi. Phi Nghê lộ ra nụ cười sầu thảm, kiên quyết nói. Ta không đi, có chết cùng chết. Nàng mở cánh ra, từng đạo phượng quang lăng không lập lòe, sắc mặt vô cùng điềm tĩnh. Phi Nghê, mau tránh ra. Đồng tử Long Thiên Miểu như nứt ra, hét lớn một tiếng, tràn đầy thần thái tức giận. Phi Nghê ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt dần dần ngưng tụ, hai tay mở ra. Từng đạo hào quang sáng ngời xuất hiện. Phượng độ pháp linh. Sau lưng của nàng có hư ảnh Phượng Hoàng hiện ra, chậm rãi mở mắt, lúc này luân hồi lực dường như dừng lại. Sau đó hư ảnh không ngừng thiêu đốt, lăng không bay tới trước. Ầm ầm, một chưởng của quỷ vương đánh xuống, luân hồi lực nghiền nát tất cả, đánh vào hư ảnh Phượng Hoàng, hỏa diễm không ngừng tiêu tán. Phanh, Phượng Hoàng rốt cuộc không chịu nổi.
trưởng lực đốt nhiên tiêu tán, luân hồi chi lực đánh thẳng xuống, đánh vào thân thể Phi Nghê. Phanh! Phi Nghê bị khí lãng đánh trúng, máu tươi phun trào bay ra xa Lý Vân Tia. Bang bang! Hai người trước sau ngã xuống nơi xa xa, thương thế trong người biến xấu, không ngừng thổ huyết. Phi Nghê! Lý Vân Tiêu và Long Thiên Miểu đồng thời kêu to lên, trong giọng nói quan tâm tới cực điểm. Kỳ quỷ toàn thân run rẩy, trợn mắt nhìn qua, hai mắt tràn đầy lửa giận, lại bất lực, niết đấm nắm chặt. Lý Vân Tiêu giãy giụa đứng lên, run rẩy đi về phía Phi Nghê, nhìn thân hình nhỏ xinh đang nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, chảy ra nhiều máu tươi. Toàn thân Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên run lên, muốn tiến lên nhưng bị công tào vây công khó mà bảo toàn bản thân. Trong đám người xuất hiện rất nhiều thương vong, không ít người tuyệt vọng tự bạo đan điền, cùng đồng quy vu tận với công tào. Trên bầu trời quỷ vương âm trầm, Lý Vân Tiêu còn chưa chết, làm cho hắn tức giận không thôi, nhưng đã không có thời gian, hắn bất chấp Lý Vân Tiêu, bay thẳng về phía Diệp Phàm. Nhân tộc chí cao huyền khí nặc á chi chu sao? Đáng tiếc nha, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Sắc mặt quỷ vương ngưng tụ, đánh ra một trường, luân hồi chi lực chấn động. Thực lực của Diệp Phàm trong mắt hắn chỉ là cặn bã trong cặn bã, mặc dù bằng vào nặc á chi chu cũng không thể chống lại mình. Ánh mắt tất cả mọi người tuyệt vọng. Sắc mặt Diệp Phàm đại biến, khu động nặc á chi chu đã làm hắn kiệt sức, hơn nữa giờ này khắc này, tự uy năng nặc á chi chu không ngừng hiện ra, hắn đã không thể làm gì. Giờ phút này nhìn qua quỷ vương đánh ra một trường, hắn kinh hãi không cách nào né tránh. Đột nhiên mi tâm của hắn có ấn ký cổ quái hiện ra. Nó như hình trăng khuyết, lại như hỏa diễm. Khí thế toàn thân của hắn biến đổi, một tay đánh ra phù văn màu vàng, hình thành mấy chữ to tối nghĩa trên không trung. Diệp Phàm chấn động, trưởng pháp dù không phe do hắn thi triển ra, nhưng hắn vẫn nhận ra, chính là bàn nhược thần trưởng. Vạn pháp giai không, bàn nhược thần trưởng. Dưới bàn tay, tất cả không có gì, hào quang thánh khiết bao phủ các nơi. Cái gì, đây là... Quỷ vương kinh hãi. Luân hồi trưởng cảm nhận được lực lượng cường đại bắn ngược, hắn kinh sợ không thôi, quát ầm lên. Các ngươi đều là quái vật gì? Trong thân thể ấn giấu cái gì đó? Mọi người mặt đầy hắc tuyến, hắn không phải quái vật hay sao? Nhưng mà mọi người cảm thấy khiếp sợ trước lực lượng của Diệp Phàm phát huy ra, đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Dù cường đại hơn nữa, có thể làm gì được bổn vương chứ? Quỷ vương triệt để nổi giận, lực lượng trong tay bành trướng. Cả đại đĩa rung động lắc lư, luân hồi chi lực đánh xuống, đánh thẳng vào Diệp Phàm. Ầm ầm. Diệp Phàm rốt cục không thể kháng trụ, phun máu tươi, khí tức giảm xuống, thân thể đổ máu, không ngừng lui ra phía xa. Ấn ký cổ quái trên mi tâm sau đó cũng biến mất nhanh chóng. Nặc á chi chu dường như cũng bị ảnh hưởng, hào quang vạn trượng đã mất đi tất cả lệ khí, trở nên nhu hòa, khí tức của nó cũng giảm đi rất nhiều. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, hy vọng trong khoảng khắc biến mất, cảnh tượng trước mắt biến thành cho tàn. Ha 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 ha! Đột nhiên quỷ vương cười ha hả, đắc ý phi phàm, miệt thị mọi người, lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, còn ai có thể chiến với ta một trận? Tiếng nói của hắn quanh quẩn không trung, 33 công tào cũng đình chỉ công kích, chúng vây quanh tất cả mọi người, thần thái trên mặt mỉa mai khó nói nên lời. Hừ! Đãi bổn vương lấp thánh khí này thu thập các ngươi. Sắc mặt quỷ vương trầm xuống, hắn bay về phía nặc á chi chu, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam và hưng phấn. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không nhìn qua cảnh Diệp Phàm bị đánh bay, hắn không phản ứng quá lớn, hắn đang cố chống thân thể đi tới bên cạnh Phi Nghê. Ngươi vì cái gì ngu ngốc như vậy, chuyện này thú vị sao, hỏa phượng hoàng biến thành huyết phượng hoàng. Lý Vân Tiêu không có đứng vững, hắn ngã xuống mặt đất. Trên người đầy máu tươi, máu của hắn và của Phi Nghê hòa vào nhau. Thân thể Phi Nghê không ngừng sụp đổ, thất khiếu chảy máu, một tay đưa qua, nhẹ nhàng bắt lấy tay của hắn, nói. Vậy ngươi yêu thích ta ngu ngốc không? Đương nhiên không thích, ta ghét nhất người tự cho là thông minh. Ha ha, thực xin lỗi, lại để cho ngươi chán ghét rồi. Tính toán, bên cạnh ta cho tới bây giờ đều là những người như thế, nhiều thêm ngươi cũng không nhiều lắm. Lý Vân Tiêu vẫn không nghe được câu trả lời, nói. Này, ngươi sao rồi? Không có sao chứ? Hai mắt Phi Nghê chậm rãi khép lại, khí tức càng ngày càng yếu ớt, sinh cơ không ngừng trôi qua. Này, uy,
ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi là thiên phượng nhất thể, có thể trực tiếp niết bàn trọng sinh đấy. Lý Vân Tiêu hô lớn vài câu, lại không có phản ứng gì. Này này, mau đứng lên, đừng dọa ta. Lý Vân Tiêu thoáng cái vội vàng lên, bò tới bên người của nàng, không ngừng lay đầu của nàng, lấy rất nhiều thiên tài địa bảo cho nàng ăn, cố truyền cho nàng một đạo chân khí, lại xuất thần hỏa ra như đóa hoa sen truyền xuống. Phanh! Hỏa diễm bốc cháy trên người Phi Nghê, hào quang chiếu rọi dung nhan của nàng, thần thái rất an tường. Ngươi là thiên phượng nhất thể, có thần hỏa này, nhất định có thể niết bàn trọng sinh. Phi Nghê bị hỏa diễm bao phủ, trên mặt dường như khôi phục một ít huyết sắc, cũng không biết là khôi phục sinh cơ hay là hồi quang phản chiếu, nàng hơi mở mắt ra. Theo thần hỏa cháy, hào quang màu vàng mông lung sinh ra trên người của nàng, tràn ngập lực lượng thần thánh. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, nói. Sinh cơ thật mạnh, chắc có lẽ không có việc. Phi Nghê nghe hắn nói thế, nói. Cái này, đây không phải là lực lượng của ta, phu quân, ta sợ. Sợ chính mình sẽ chết, không thể đi cùng ngươi. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc trước. Người ta là con gái yếu ớt, sợ hãi nha. Ngươi sắp trở thành cường giả võ đế đỉnh phong rồi, còn sợ cái gì? Người ta sợ bị gió lớn thổi đi. Thổi đi liền thổi đi, nhiều lắm là đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không chết. Ta không phải sợ chết, ta sợ sau khi mình bị thổi đi, ta không tìm được ngươi nữa. Tìm không thấy là đúng. Phu quân, nếu là ta bị người ta đánh chết, ngươi sẽ thương tâm không? Ngươi là thiên phượng nhất thể, trước khi chết có thể niết bàn trọng sinh, càng ngày càng mạnh, không phải chuyện tốt sao? Ta nói là nếu quả thật chết thì sao? Ví dụ như một kích của quỷ vương vừa rồi, dưới lực lượng cường đại như thế, ta căn bản không kịp niết bàn trọng sinh, khẳng định trực tiếp hóa thành cho tàn. Vậy thì tốt, nếu như ngươi vẫn còn quấn quýt lấy ta, lần sau quỷ vương thả đại chiêu tới, ta sẽ ném ngươi ra ngăn cản. Chán ghét chết, nếu là ta chết, ngươi sớm muộn gì cũng phải hối hận. Nội tâm Lý Vân Tiêu run lên, vội vàng nói. Nói mê sảng cái gì thế, đây rõ ràng là khí tức phương hoàng thánh khiết, ngươi lập tức sẽ niết bàn trọng sinh. Phi Nghê rên rỉ nói. Đừng gạt ta, thân thể của ta thế nào, ta rõ hơn ngươi nhiều. Lần này không giống dĩ vãng, luân hồi chi lực rất mạnh. Trực tiếp phá vỡ thần thể của ta, ta cảm giác lần này thật sẽ chết. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dùng diệu pháp linh mục của có thể nhìn thấy trạng thái của Phi Nghê vào lúc này, thân thể đã bị phá hư thật lớn, sinh cơ không ngừng tán đi, khí tức thánh khiết dần dần tản đi, nàng đang hồi quang phản chiếu. Ý thức của Phi Nghê dần dần bắt đầu mơ hồ, thì thào nói. Người biết không, ta thật tiếc nuối khi không thể nhìn thấy phi quân đi tới đỉnh phong. Ngươi nhất định phải chạy đi, hảo hảo sống sót. Trong cổ Lý Vân Tiêu chỉ có tiếng nắc nghẹn, hắn không thể nói được lời nào, hắn cố chống thân thể Phi Nghê, lớn tiếng nói. Chớ nói lung tung, tỉnh lại đi, ngươi sẽ không chết. Ý thức của Phi Nghê dường như cũng không có tỉnh lại, càng ngày càng mơ hồ, lẩm bẩm. Ngươi biết sao băng lúc trước không, ta hứa nguyện cái gì không? Bị ngươi nói đúng, tuyệt không linh nha. Đừng nói chuyện. Ta sẽ cứu ngươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu như nứt ra, không biết lực lượng từ chỗ nào sinh ra, hắn vẽ ra mấy đạo ấn phù trực tiếp đánh vào trong cơ thể Phi Nghê. Lực lượng này không ngừng rót vào, hắn vẫn không cách nào giúp thân thể của nàng khôi phục như cũ, thất thải ma đồng của hắn hiện tại tràn ngập thần thái thống khổ. Buông tha đi, Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo thân ảnh đi đến phía sau hắn, đúng là Long Thiên Miểu, nghiêm mặt nói. Đây là Thiên Phượng Nguyên Quang. Chính là Phượng Hoàng trước khi chết sẽ tỏa ra hào quang thần thánh của mình. Thiên Phượng Nguyên Quang. Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn cảm giác thân thể của mình đang từ từ khôi phục lại. Long Thiên Miểu nói. Đúng thế, Thiên Phượng Nguyên Quang chính là tinh hoa Phượng Hoàng bổn nguyên biến thành, có thể trị hết tất cả thương thế, nhưng không thể trị cho chính mình. Không thể trị cho chính mình. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, đồng tử đột nhiên mở to, hét lớn. Ngươi có biện pháp cứu nàng, ngươi là gia chủ Long gia, có chân long huyết, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Lý Vân Tiêu nhảy dựng lên, hắn bắt lấy Long Thiên Miểu. Thiên Phượng Nguyên Quang chiếu vào, thương thế của Long Thiên Miểu cũng khôi phục mắt thường có thể thấy được. Có biện pháp duy nhất, chính là dùng Long Nguyên chi lực, Long Phượng hợp minh, trực tiếp giúp nàng bước vào siêu phàm nhập thánh.
Long Thiên Miểu chậm rãi nói ra. Long Nguyên chi lực. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Nếu là Long Nguyên chi lực. Long Thiên Miểu nói. Nếu như phát ra Long Nguyên chi lực, như vậy thực lực của ta sẽ ngã xuống cửu tinh đỉnh phong. Thân thể Lý Vân Tiêu run rẩy, một tay bắt lấy Long Thiên Miểu, cắn răng nói. Thỉnh ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi cứu cứu nàng mặc kệ có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Long Thiên Miểu mặt không biểu tình, nói. Lý Vân Tiêu, cũng không phải là ta nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, ta chính là gia chủ Long gia, há có thể dễ dàng chết đi. Lý Vân Tiêu cúi đầu, trong mắt đầy huyết lệ run giọng nói. Long đại tiên sinh, cầu ngươi cứu cứu nàng. Long Thiên Miểu trầm giọng nói. Phi Nghê là đệ tử ta yêu thương nhất, nhưng thật xin lỗi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hắn lảo đảo trở lại bên người Phi Nghê, thiên phượng nguyên quang càng ngày càng mạnh, hắn khom lưng xuống, ôm Phi Nghê, nói. Ta không tin trong thiên hạ trừ Long Nguyên thì không có gì có thể cứu ngươi. Ngươi không thể mang nàng đi. Đột nhiên Long Thiên Miểu nói ra. Phi Nghê mặc dù chết, nhưng lưu lại thiên phượng nhất thể. Đây là thân thể huyết mạch rất trọng yếu, chính là mấu chốt phá vỡ luân hồi đại chuyển bàn này. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, nói. Ngươi có ý gì? Long Thiên Miểu nói. Long Nguyên chi lực của ta dù có thể cứu nàng, làm cho thư xê lực của nàng đột phá đến siêu phàm nhập thánh. Mà thiên phượng nguyên quang cũng có thể giúp ta đột phá một bước, đủ để chiến thắng quỷ vương này. Lý Vân Tiêu giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi muốn thân thể Phi Nghê, nằm mơ. Long Thiên Miểu thở dài. Ta biết rõ người ưa thích nàng, ta làm sao không thích, nhưng mà tình thế không do người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy nộ khí, nói. Ta mặc kệ do người do ai do cái gì, tóm lại muốn động Phi Nghê, si tâm vọng tưởng. Long Thiên Miểu đưa mắt nhìn, nói. Lý Vân Tiêu, người vẫn còn quá trẻ tuổi. Ha ha, Long Thiên Miểu, người chớ có lên mặt trước mặt ta. Lý Vân Tiêu hung hăng nói. Hôm nay ai dám động đến nàng, kẻ đó sẽ chết. Đám người ở xa xa nhìn qua, nghe Long Thiên Miểu nói còn có hy vọng, lập tức sinh ra dục vọng muốn sống, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Phi Thanh cau mày nói. Lý Vân Tiêu, ngươi còn nhớ rõ Phi Nghê trước khi chết nói gì chứ? Chết con mẹ các ngươi, khi chết ngươi không nói chuyện sao? Lý Vân Tiêu giận tím mặt, trực tiếp mắng. Phi Thanh lập tức giận xanh mặt. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể áp chế lửa giận, cắn răng nói. Tốt, ta nói sai, người nhớ rõ Phi Nghê vừa nói, nàng hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, chạy ra khỏi nơi này, vấn đỉnh đỉnh phong, ngươi cô phụ hy vọng của nàng sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hy sinh Phi Nghê thiên phượng nhiết thể đào tẩu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện này sao? Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, làm người không thể quá ích kỷ, mọi người sắp mất mạng. Hơn nữa đây còn là cứu chính ngươi. Giọng nói Lý Vân Tiêu biến thành lạnh lùng nói. Ngươi là kẻ điếc sao? Ta lặp lại lần nữa, hôm nay kẻ nào đánh chủ ý lên Phi Nghê, kẻ đó phải chết. Ai? Huyền Hoa thở dài một hơi, giơ ngón cái lên, nói. Ta ủng hộ ngươi nhưng mà ngươi cũng không cần quá bi thương, tất cả mọi người sắp xong đời rồi, sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi. Hừ! Trên mặt Lý Vân Tiêu đầy vẻ lo lắng. Hừ một tiếng. Sát khí Vi Thanh dâng lên, lạnh giọng nói. Chuyện lớn như thế, há có thể cho phép theo ý của ngươi, chấp mê bất ngộ, chết trước tiên là ngươi. Những người còn lại đứng bên cạnh Vi Thanh, tất cả đều lộ ra thần thái căm thù, dần dần súng lại. Long Thiên Miểu cau mày nói. Lý Vân Tiêu, Phi Nghê chính là người của Long gia ta, xử lý thân thể của nàng thế nào, có lẽ do Long gia ta nói mới tính toán, ngươi có quyền gì chứ? Quỷ vương ở xa đang bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh các ấn quyết vào trong nặc á chi chu, vội vàng thu vật ấy cho mình, hắn thỉnh thoảng lườm qua bên này, thấy mọi người lâm vào trong cãi vã, càng cười lạnh châm chọc. Tuy nặc á chi chu mất đi Diệp Phàm khống chế, nhưng muốn khống chế nó thì quá khó khăn, hai tay quỷ vương lúc này hợp lại, hét lớn. 33 công tào, trở về vị trí cũ. Luân hồi vừa chuyển động, 33 công tào vào lúc này đều mở mắt ra. Chúng bay lên không trung, bay thẳng về phía quỷ vương. Trên đầu quỷ vương đột nhiên ngưng tụ ra hư ảnh đầu lâu màu xanh lá, hai mắt trống rỗng, bên trong có hỏa diễm màu xanh lập lòe. Miệng há to lộ ra lỗ đen tối tăm, dường như có hấp lực rất mạnh,
hấp thu 33 công tảo. Lê Kinh Hãi nói, hắn thu nặc Á Chi Chu, muốn dung làm một thể với luân hồi đại chuyển bàn. Phi Thanh trầm giọng nói, dung làm một thể là có ý gì? Lê nói, là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đại chuyển bản này là một phần thân thể của quỷ vương. Khó trách hắn khinh thường giết chúng ta, chỉ cần hắn trực tiếp dung hợp với đại chuyển bàn, chúng ta cũng chỉ là một phần thân thể của hắn mà thôi, trực tiếp bị luân hồi chi quang dung luyện, hóa thành dinh dưỡng của hắn. Long Thiên Miểu quát to. Không kịp, Lý Vân Tiêu mau giao Thiên Phượng Niết Thể cho ta. Trong mắt của hắn có lệ quang tuôn ra. Đầu quỷ trên đầu quỷ vương không ngừng cắn nuốt 33 công tào, lực lượng bản thân quỷ vương cũng dần dần cường đại lên, lúc này áp chế nặc Á Chi Chu. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở phía xa chữa thương, hắn giờ phút này không dám động đậy chít nào cả, không thể sắp sụp đổ, chỉ có thể cưỡng ép duy trì thương thế không nặng hơn mà thôi, đắng chát nhìn qua nặc Á Chi Chu đang bị quỷ vương thu từng chút một. Ha ha, dung hợp với đại chuyển bàn, hơn nữa còn có thánh khí này. Bổn tọa thật sự là thiên hạ vô địch, cho dù giết le, e ta cũng có nắm chắc chống cự lại khế ước cắn trả. Quỷ vương nhe răng cười, 33 công tào đều bị đầu quỷ kia ăn tươi, lực lượng trên người của hắn không ngừng tăng cường. Nặc Á Chi Chu đang bị quỷ vương áp chế, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, hào quang dần dần ảm đạm, không ngừng run rẩy, sau đó cũng không thể làm gì, hoàn toàn không thể dãy giụa. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, Lý Vân Tiêu, tuy ta rất muốn đúng bên phía của ngươi, nhưng lần này thật không thể tùy ý ngươi được. Mọi người không ngừng tới gần, trong mắt mang theo thần thái giận dữ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến thành lạnh lùng, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức 36 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, không ngừng kết trận trên không trung, chậm rãi hạ xuống, đâm vào vùng đất bên người. Kiếm khí mênh mông xuất hiện, kiếm khí cũng lạnh lùng như tâm tình của hắn, mỗi người đứng trong kiếm hải kia toàn thân lạnh như băng. Bắc Minh Thế Gia trưởng Tôn Vũ lạnh giọng nói. Lại muốn cầm 36 kiện huyền khí ra dọa người sao? Không thể phá luân hồi, tất cả mọi người đều phải chết không nghi ngờ, người không được tùy ý làm bậy. Sát khí lóe lên trong mắt Lý Vân Tiêu, không nói hai lời, hắn lật tay một cái, một thanh trường kiếm bắn ra, bắn thẳng vào trưởng Tôn Vũ. Ngươi! Trưởng Tôn Vũ hoảng hốt, hắn thả người ra sau, muốn tránh né một kích này. Nhưng lực lượng của hắn bị luân hồi áp chế lợi hại, bản thân lại bị trọng thương, hắn làm sao trốn đi được, bị chém thành hai đoạn. Xuy! Máu tươi bắn lên cao xinh đẹp như pháo hoa nở rộ, ai nhìn thấy cảnh này cũng sinh ra cảm giác thê lương. Lý Vân Tiêu ngươi! Tất cả mọi người hoảng hốt! Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nói nhiều với kẻ điếc hơn nữa cũng không dùng được. Phi Thanh giận dữ, vung tay lên, quát! Giết! Mọi người lúc này không ngừng tới gần, dù sao Lý Vân Tiêu ở chỗ này không bị luân hồi chi lực áp chế, hơn nữa hắn bày ra lực lượng khiến người ta sợ hãi. Bạc Phú Kình thở dài, nói. Vân Tiêu lão đệ, lần này ta không cách nào giúp ngươi rồi. Hắn giơ trường kiếm lên, từng đạo kiếm ý từ thân kiếm bắn ra ngoài, bắn thẳng vào Lý Vân Tiêu bên này. La Thanh Vân cau mày nói. Lý Vân Tiêu, lần này ngươi quá tùy hứng rồi. Hắn cầm thương đi tới, long uy chấn chấn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nói. La Thanh Vân, giao bổn mạng long nguyên cho ta, người muốn cái gì ta cũng cho. La Thanh Vân nói. Lấy bổn mạng long nguyên của ta, có khác gì giết ta chứ? Nếu ta bảo ngươi tự hủy căn cơ võ đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi cho ta bổn mạng long huyết, ta hiện tại sẽ hủy. La Thanh Vân nhướng mày, thở dài. Thật có lỗi, yêu cầu này ta thật làm không được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta biết rõ thật khó khăn ngươi, muốn thân thể phi nghê, vậy dùng mạng đi đổi đi. Dưới ánh sáng của Thiên Phượng Nguyên Quang, thương thế của hắn dần dần khép lại, 36 kiếm dường như cảm nhận được sát ý của hắn, không ngừng chấn động cả vùng đất, đại đạo bao phủ các nơi. Đồng thời tay phải của hắn lăng không mộ chảo, hàn tinh kiếm bay lên, lọt vào trong tay của hắn. Nếu ta chết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận sao? Trong đầu Lý Vân Tiêu hồi tưởng lời kia, ngửa đầu nhìn qua bầu trời, bộ dáng rất cô đơn. Long Thiên Miểu trầm giọng quát. Ra tay. Hắn cũng đã được Thiên Phượng Nguyên Quang trị hết, thương thế trên người tốt hơn một nửa, càng làm cho hắn kiên định cướp lấy thân thể Thiên Phượng Nhất Thể. Thiên địa vô pháp, tội.
hắn vừa ra tay đã là tuyệt chiêu, cố gắng tranh thời gian trước quỷ vương. Bạc Phú Kình và La Thanh Vân ra tay liên tiếp, lần lượt xông lên. Mấy đạo quang mang lăng không lóe lên, toái tinh cung trong tay Huyền Hoa trực tiếp bắn thẳng vào Bạc Phú Kình. Liễu Phỉ Yên sử dụng kiếm liên, kiếm quang lóe lên xuất hiện trước người La Thanh Vân, trường kiếm đâm thẳng tới. Trước người Long Thiên Miểu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bắc Quyến Cổn Nam, kiếm quang bao phủ các nơi, đồng thời tay trái đảo qua không trung, lòng bàn tay xuất hiện hào quang màu xanh đâm tới. Ầm ầm, hai người đối chiêu với nhau, hiển nhiên Bắc Quyến Cổn Nam HK không địch lại, bị đẩy lui vài chục trượng, trên mặt mang theo thần thái ngưng trọng. Phi Thanh giận dữ, quát ầm lên. Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, hai người các ngươi điên rồi, biết rõ mình làm cái gì không? Huyền Hoa cười hắc hắc, nói. Đương nhiên biết rõ, tuy ta cũng hiểu Lý Vân Tiêu rất tùy hứng, nhưng nhân sinh nha, nên tùy hứng thì phải tùy hứng. Liễu Phỉ Yên cũng khẽ cười nói. Không tùy hứng nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Lý Vân Tiêu nói. Cảm ơn. Huyền Hoa cười nói. Hắc hắc. Người cảm tính. Lý Vân Tiêu nói. Ta vẫn luôn là người cảm tính. Phi Thanh giận tím mặt, quát. Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, khoản này sổ sách không có đơn giản như vậy đâu, bổn tọa sẽ tính toán với các ngươi theo ta giết mấy người kia. Lý Vân Tiêu bảo vệ thiên phượng niết thể của Phi Nghê đã chọc hiểu người tức giận, thời điểm này ai quản kẻ nào là phong hào võ đế cơ chứ, đám người bắt đầu trực tiếp bao phủ Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên. Bắc Quyến Cổn Nam cũng không lo xuể, bắt đầu không thể hoàn thủ. Trong mắt Lý Vân Tiêu chảy xuống hai hàng huyết lệ, nói. Xin lỗi, mọi người, đi tới bây giờ, mỗi lần đều là các ngươi đứng ở trước mặt của ta, thậm chí đi chết tay ta. Nhân sinh hỏng bét như vậy, ta hy vọng người đứng trước chết sẽ là ta. Lý Vân Tiêu, người đang khinh nhờn ý chí của Phi Nghê đấy. Long Thiên Miểu tiến lên từng bước, trầm giọng nói. Từ khi cướp mảnh vỡ đọa quả đến cứu ngươi một mạng, Phi Nghê vẫn hy vọng ngươi đi tới đỉnh phong, quân lâm thiên hạ. Nam nhân như vậy mới là người nàng yêu thích, nàng vẫn truy cầu như thế, nhưng hiện tại ngươi lại muốn chết ở đây. Ha ha, Long Thiên Miểu, hôm nay tùy ngươi nói thế nào, ta sẽ không cho ngươi đạt được đâu. Giọng nói Lý Vân Tiêu biến thành lạnh lùng. Một ngày nào đó ta sẽ bay lượn phiến thiên địa này, trèo lên đỉnh phong của thế giới này. Nhưng tất cả chuyện đó sẽ dựa vào bản thân ta, dựa vào võ đạo chi tâm của ta, mà không phải nhờ vào thi cốt của bằng hữu chồng chất dưới chân mà bước lên đỉnh phong. Sát ý trong mắt Long Thiên Miểu càng ngày càng mạnh, lạnh lùng nói. Đã như vậy, ngươi không có ngày đó đâu. Thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức nhảy vào trong kiếm trận, hóa thành một đạo hào quang chém thẳng vào Lý Vân Tiêu. Trong kiếm trận hào khí băng hàn bao phủ các nơi. Mỗi một chuôi kiếm đều bị khí thế của Long Thiên Miểu áp chế không ngừng, kiếm quang bay vứt bốn phía. Hàn quang chiếu ảnh, thân ảnh Long Thiên Miểu tới ngay lập tức, thiên địa đều là tiếng kiếm minh. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, một tay ôm lấy Phi Nghê bay lên cao, cả bầu trời cũng lây nhiễm tâm tình của hắn nên biến thành ảm đạm, đầu suất thiên phong đánh xuống. Hừ, Long Thiên Miểu hừ lạnh, hắn tự nhiên hiểu thứ này lợi hại thế nào, thân ảnh lóe lên tránh đi. Phi thân bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu vẫy tay một cái, lập tức gió nổi mây phun, 36 kiếm phóng thẳng lên bầu trời, hóa thành ngàn vạn kiếm khí chém thẳng tới đối thủ. Rầm rầm rầm, kiếm khí không ngừng hiển uy, Long Thiên Miểu hét lớn mấy tiếng, chém ba kiếm liên tục, vô số long ảnh ngưng tụ quanh thân của hắn, chém khắp bốn phương tám hướng. Thải hồng trảm, Long Thiên Miểu đánh bay tất cả Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, hắn dùng thân thể ngăn chặn không gian, chém xuống một kiếm. Nhưng một kiếm này hắn cũng không dùng toàn bộ lực lượng, thời điểm Lý Vân Tiêu chiến đấu với quỷ vương, chiêu tử lôi kia làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ, không dám dùng toàn lực để tránh bị lợi dụng sơ hở. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hắn không ngừng lui ra phía sau, hắn đúng là chuẩn bị dùng tử lôi đánh đối thủ, đây cũng là thủ đoạn duy nhất hắn có thể dùng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Long Thiên Miểu kiêng kỵ tử lôi, lập tức nhướng mày. Lão hồ ly này quả nhiên thân kinh bách chiến, cảnh giới vượt xa mình vẫn cẩn thận như vậy. Đột nhiên một đạo bạch mang hiện lên, một thân ảnh lăng không bay ra, kim quang chói mắt. Thủy Thiên trực tiếp phá giới giới thần bi bay ra ngoài, hai tay cầm kiếm chém thẳng vào Long Thiên Miểu. Cái gì? Hai người đồng thời cả kinh, sắc mặt khác nhau. Lý Vân Tiêu khẩn trương, nói. Mau trở lại.
Ánh mắt Long Thiên Miểu phát lạnh, kiếm thức chuyển động đâm thẳng vào Thủy Tiên. Giống. Thân kiếm mang theo long khí gào thét, kiếm này đâm thẳng vào kim kiếm, lập tức cường quang tỏa ra chói mắt. Thủy Tiên bị đánh bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, đột nhiên thả người xuống ôm lấy nàng. Trong ngực có hai mỹ nhân, không thể cầm kiếm được nữa. Hắn giận dữ nói. Sao ngươi lại đi ra? Khóe miệng Thủy Tiên chảy máu tươi, trách cứ nhìn qua hắn, nói. Lừa đảo, ngươi là lừa đảo. Lý Vân Tiêu. Ta lừa ngươi khi nào? Thủy Tiên khóc ròng nói. Ngươi nói gặp được nguy hiểm sẽ cho ta đi ra giúp ngươi, mà ngươi mấy lần suýt chết vẫn không cho ta giúp ngươi. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu ấm áp, thở dài. Những cảnh ngộ này quá nguy hiểm, không phải ngươi có thể ngăn cản. Nước Tiên Đạo. Cũng bởi vì quá nguy hiểm cho nên ta mới chịu giúp ngươi. Nàng khóc ròng nói. Ta ở Hải Sâm Lâm lâu như thế, chính là vì có thể giúp ngươi, mà không phải làm con ghẻ ký sinh lên ngươi. Lý Vân Tiêu an ủi nàng nói. Tình huống bây giờ nguy cơ tứ phía, nhất thời khó có thể giải thích, ngươi đi vào trong giới thần bi đi, ngàn vạn không được ra ngoài. Không. Thủy Tiên kiên quyết nói. Ta không quay về. Phi Nghê tỷ tỷ ngăn cản cho ngươi một kích mà chết, kế tiếp lại gặp nguy hiểm thì ta sẽ thay ngươi ngăn cản một kích. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, giận dữ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó mau trở về. Chậc chậc, Lý Vân Tiêu ngươi đúng là lãng tử hoa tâm, không chỉ lừa gạt Phi Nghê, còn lừa gạt tiểu cô nương đơn thuần như thế, thật sự là chuyện ác cực lớn nha. Long Thiên Miểu cười lạnh, hắn giơ kiếm lên chém xuống, kiếm quang lăng lệ bắn ra ngoài. Lý Vân Tiêu vào lúc này hai tay đều ôm người, đây là cơ hội giết hắn tốt nhất. Thải Hồng Trảm. Một kiếm ngang trời, uy áp chân long bao phủ, kiếm khí chấn động biến thành kết giới màu xanh bao phủ các nơi. Nguy hiểm. Cẩn thận. Ngươi cẩn thận trước. Vô sỉ, đừng nhúc nhích. Lý Vân Tiêu vừa vội vừa giận, vội vàng thả hai người ra. Đạo kiếm khí kia quá mạnh mẽ, cho dù trong tay của hắn không có người cũng không ngăn cản được. Giờ phút này trong nội tâm càng khẩn trương lên, thả người lui ra phía sau. Đồng thời ném đi hắn còn đẩy ra một chưởng, vỗ nhẹ vào lưng Thủy Tiên, đẩy nàng ra. Ai cũng đừng mong đi, nếu nữ hài muốn hy sinh vì ngươi, vì sao ta không thành toàn các ngươi, để cho tình yêu ngu xuẩn này biến thành lừng lẫy hơn một chút. Bóng kiếm Long Thiên Miểu đánh ra, thân thể cũng một phân thành hai, đồng thời đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu và Thủy Tiên. Không muốn. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, bất chấp an nguy bản thân phóng thẳng về phía Thủy Tiên. Chân long kiếm khí cường đại như thế, Thủy Tiên căn bản không có khả năng đỡ nổi, nhìn qua bóng kiếm đánh tới, da đầu và thân thể của hắn run lên. Xuy! Một cột máu tươi bắn lên trời, trường bào trắng noãn của Thủy Tiên lúc này nhuộm đỏ tươi, giống như hoa Thủy Tiên phiêu linh trong gió, cảnh tượng rất thê lương. Không muốn! Lý Vân Tiêu gào lên, hắn lao thẳng về phía trước. Trong lòng chưa bao giờ đau nhức như thế này, giống như hắn bị dao găm cắt từng miếng thịt, cắt thẳng vào tim. Phi Nghê đã chết, hắn trơ mắt nhìn, Thủy Tiên đã chết, hắn trơ mắt nhìn. Từng chuyện dĩ vãng không ngừng hiện ra trong trí nhớ, Mộ Dung Trúc, Vũ Văn Bác, Khương Sở Nhiên. Đột nhiên hắn cảm giác thế giới yên tĩnh, trở nên rất chậm chạp, tất cả xảy ra với tốc độ cực kỳ chậm chạp, thậm chí hắn có thể nhìn thấy biểu lộ thống khổ trên mặt của Thủy Tiên. Thủy Tiên. Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu tiến lên vài bước. Xuy. Bóng kiếm còn lại của Long Thiên Miểu cũng chém tới, kiếm khí lăng lệ đâm vào cơ thể của hắn, hắn vẫn cảm thấy rất chậm, thậm chí hắn có thể cảm nhận được da thịt trên người bị kiếm khí cắt qua, cảm thụ đau đớn, tuy rất đau nhưng cái đau thân thể không đau bằng nội tâm của hắn. Hắn cảm giác mình có thể tránh một kiếm kia, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cũng không muốn tránh, thậm chí hắn rất muốn bị một kiếm đó chém trúng. Máu tươi bắn ra ngoài, chân long khí đánh vào trong cơ thể, lập tức chạy dọc theo tứ chi bách hài trạ, đánh tan tất cả lực lượng chống cự. Hắn hoàn toàn có thể dùng thần dịch lực cùng tử lôi ngăn cản, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn có cảm giác được giải thoát. Chết, có lẽ sẽ không đau đớn như thế này. Phốc, hắn té lăn trên đất, ba người ngã cùng một chỗ. Sắc mặt Long Thiên Miểu phát lạnh, rút kiếm muốn chém tiếp, tay hắn dừng lại trên không trung. Lạnh lùng nói. Một người không thể bảo vệ bản thân mình, làm gì có tư cách đi bảo vệ người khác. Tuy Phi Nghê chết vì ngươi, nhưng nàng rất vui vẻ, nàng ít nhất không hối hận.
bởi vì nàng dùng thiên phượng nhiếp thể báo đáp, ta sẽ không giết ngươi. Tuy bộ dáng của ngươi hiện tại đã làm cho Phi Nghê rất thất vọng. Sau khi hắn nói xong, hắn lăng không một chảo, hắn nhiếp thân thể Phi Nghê lên, hai tay ôm trước người, quay người liền rời khỏi. Buông, buông nàng ra. Lý Vân Tiêu giãy giụa trên mặt đất, không ngừng bò qua đi, trên mặt có dấu máu kéo dài theo con đường hắn bỏ qua. Long Thiên Miểu quay đầu lại liếc hắn một cái, cười lạnh nói. Chó nhà có tang, cút. Tiếng giống vang vọng, thân ảnh Lý Vân Tiêu bị sóng bao phủ nên té xuống. Nội tâm tất cả mọi người cả kinh, thầm nghĩ nhân tài mới xuất hiện, cứ chết thế này tại đây sao? Chữ Khả Vân cũng muốn đi lên, nhưng mà nàng vẫn nhịn xuống. Sắc mặt Hàn Quân Đình trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất giống chó nhà có tang, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nội tâm có tư vị không nói nên lời. Từ khi hắn trọng sinh tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy, hắn trọng thương còn bị đả kích, hai hồng nhan chi kỷ chết trước mặt của mình, hắn dù thế nào cũng khó thừa nhận được. Bạc Phú Kình nhíu mày, hắn nhìn qua Thủy Tiên bên kia, thân hình của nàng vẫn nhúc nhích, nàng vẫn còn hô hấp. Sắc mặt của hắn trở nên phức tạp, hắn là người duy nhất ở đây biết rõ thân phận của Thủy Tiên trừ Lý Vân Tiêu ra, trong đó liên hệ quá lớn, làm cho hắn chú ý bất định, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bắc Quyến Cổn Nam vội vàng đi qua, lóe lên đáp xuống bên cạnh hắn, vội vàng nâng hắn dậy, nói. Ngươi không sao chớ? Toàn thân Lý Vân Tiêu là máu, cánh tay chỉ vào Long Thiên Miểu, rung giọng nói. Cứu, cứu Phi Nghê. Bắc Quyến Cổn Nam cau mày nói. Ta làm không được, ta không có lực lượng cứu nàng, người cũng không có, người đã hết sức. Phi Thanh thấy Long Thiên Miểu đã lấy được Phi Nghê, lập tức quát to. Tất cả dừng tay, lưu tính mạng của mấy người này trước, có cơ hội lại tính sổ, giờ phút này không nên tốn hao quá nhiều. Mọi người lúc này mới dừng tay lại, Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên hai người đã trọng thương, cũng lui tới bên người Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa hạ thấp người, nói. Người có sao không? Lý Vân Tiêu thu cánh tay lại, trong mắt vô thần, nói. Dẫn ta tới bên Thủy Tiên. Bắc Quyến Cổn Nam nhíu mày, ôm hắn tới trước mặt Thủy Tiên, lại chậm rãi buông hắn ra. Huyền Hoa vội la lên. Ai nha, chính người tổn thương sắp chết, đừng cứu người này cứu người nọ, trước cứu chính người đi. Bắc Quyến Cổn Nam nhìn qua thương thế của Thủy Tiên, đạo kiêm quang kia xuyên thấu thân hình của nàng. Thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc, căn bản không có khả năng cứu chữa. Hắn nhíu mày thật sâu, thành thành thật thật nói ra. Nàng không có khả năng cứu chữa được nữa. Khục, khục khục. Lý Vân Tiêu ho khan kịch liệt, ánh mắt ảm đạm vô thần giống như người chết. Tỉnh lại, ngươi nhất định phải tỉnh lại đi, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi cho tới bây giờ chưa từng có bộ dáng như bây giờ. Trong nội tâm Liễu Phỉ Yên cũng khẩn trương. Bản thân Lý Vân Tiêu đang trọng thương, cộng thêm bộ dáng thương tâm gần chết, sẽ rất khó cứu sống. Này này, cô gái nhỏ, người cũng tỉnh một chút đi. Huyền Hoa rót mấy đạo nguyên lực vào trong người Thủy Tiên, muốn giúp nàng ngăn cản máu chảy ra, lại phát hiện không có hiệu quả, nguyên lực của hắn đều uổng phí. Máu cô gái nhỏ này cổ quái, hoàn toàn hòa tan nguyên lực của ta, là thế nào đây? Huyền Hoa lúc này cũng ngây dậy. Khục khục. Đột nhiên thân hình Thủy Tiên run lên, nàng ho khan kịch liệt vài cái, trên mặt mang theo lo lắng, nhìn thấy Lý Vân Tiêu bên cạnh thì an tỉnh lại. Nàng giãy giụa vài cái, hắn phát hiện mình bị thương rất nặng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, thoáng cái đi tới bên người Lý Vân Tiêu, cố hết sức nói ra. Ta cũng rốt cục, có thể vì ngươi, ngăn cản một kiếm, ta không thể kém hơn Phi Nghê. Bắc Quyến Cổn Nam và ba người đều động dung. Thân thể Lý Vân Tiêu run lên, ánh mắt của hắn giống như biến thành tro tàn, vội vàng đỡ lấy Thủy Tiên, nói. Ngươi đừng nói chuyện, nhanh chóng điều dưỡng thân thể đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua ba người, nói. Quyến Nam tiền bối, Huyền Hoa, Phi Yên, đáp ứng ta, mang nàng an toàn đi ra ngoài. Không, ta không đi. Thủy Tiên bướng bỉnh kêu to lên, giãy giụa nói. Ta sẽ ở cạnh Vân Tiêu ca ca, chết cũng muốn. Lý Vân Tiêu đẩy nàng ra, quát mắng. Đừng hồ đồ, ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi không thể chết được. Vân Tiêu ca ca có thể chết, vì cái gì ta không thể chết? Huống hồ ta đã không sống nổi, thân thể của ta có thể cảm nhận được, nó đang sụp đổ, không cách nào khôi phục được, ô ô ô.
Thủy Tiên nói ra điểm thương tâm, nàng nức nở nghẹn ngào, khóc ròng nói. Ta không phải sợ chết, ta chỉ muốn chết cùng Vân Tiêu ca ca thôi. Đầu óc Lý Vân Tiêu phát mộng, nội tâm rung động lắc lư, Phi Nghê lúc trước, Thủy Tiên hiện tại cũng như thế, nó giống như thanh đao đâm vào tim của nàng, đầu óc trở nên trống rỗng. Liễu Phỉ Yên cũng không đành lòng nhìn cảnh này, nói. Ngươi cho nàng ở cạnh ngươi đi. Còn máu, máu của Vân Tiêu ca ca, ta còn rất nhiều máu. Thủy Tiên đưa bàn tay đầy máu tươi qua, nàng đặt lên người Lý Vân Tiêu, miệng vết thương khủng khiếp ở trước ngực dán vào người Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu ca ca không phải nói máu của ta rất hữu dụng sao? Sắp chảy sạch rồi, quá lãng phí, Vân Tiêu ca ca cầm hết đi. Bộ dáng của nàng rất thảm thiết, người gặp người thương, người gặp người rơi lệ. Bắc Quyến Cổn Nam ba người cũng không đành lòng nhìn, cảnh sinh ly tử biệt quá mức thương tâm. Lý Vân Tiêu toàn thân phát run, vô ý thức ôm chặt Thủy Tiên, máu màu vàng chảy vào trong thân thể của hắn, hắn cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Đột nhiên đồng tử bạc vũ kình co rút lại, hắn nuốt hạ nước miếng, hắn cũng khát vọng máu tươi kia, nhưng giờ phút này Thủy Tiên bị giết, hắn lửa giận ngập trời. Vào lúc này chỉ sợ cũng không ai sống nổi. Hắn lạnh lùng nhìn qua Long Thiên Miểu cướp Thiên Phượng Niết Thể của Phi Nghê, thầm nghĩ cho dù người này là bảy đại tông chủ, thực lực thông thần, cũng khó thừa nhận lửa giận của hải tộc. Quỷ Vương ở xa xa Thu Nặc Á Chi Chu đã tới lúc mấu chốt, sắc mặt của hắn âm trầm nhìn qua Long Thiên Miểu, dường như cảm nhận được cái gì, trong mắt có hàn tinh lóe lên. Trong lúc đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, toàn thân đại chấn nhìn qua Lý Vân Tiêu đang ngất lịm. Chỉ thấy trên người Lý Vân Tiêu đã sớm dính đầy máu của Thủy Tiên, trong máu đỏ thẫm có ma vân đen kịt, thân thể hoàn toàn ma hóa. Không chỉ có như thế, trong máu Thủy Tiên có khí tức màu vàng bám vào da thịt của Lý Vân Tiêu, ma vân cũng đang hòa vào máu tươi. Đây là... Đột nhiên thân ảnh Bắc Quyến Cổn Nam chấn động mạnh, ánh mắt mang theo thần thái khó tin, không ngờ bị dọa lui ra phía sau. Như thế nào? Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên cả kinh, không rõ là sợ cái gì. Vậy mà làm cho hắn bị sợ như thế. Ọt ọt. Trong mắt Bắc Quyến Cổn Nam sợ hãi không giảm chút nào, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người nói rõ ràng đi. Huyền Hoa hô to một câu. Nhưng Bắc Quyến Cổn Nam vẫn thất thần như cũ, đối với hắn lại ngoảng mặt làm ngơ. Người cổ quái. Huyền Hoa nói thầm một câu, đột nhiên mí mắt của hắn nhảy lên. Mạnh mẽ quát. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy trong người Lý Vân Tiêu có rất nhiều phù văn sáng lên, không ngừng bay múa trên không trung, trong phù văn có màu tối sầm và màu vàng, phù văn không ngừng lóe lên rồi biến mất. Sau đó là hào quang như kết giới hiện ra, trực tiếp gắn lên người của Lý Vân Tiêu, sau đó lại bay ra bên ngoài lần nữa. Hai người lập tức cảm nhận được khí tức cường đại, vội vàng lên tiếng, nhìn nhau, bộ dáng vô cùng kinh hãi. Biến hóa bên này lại làm cho người ta ngoài ý muốn, toàn bộ ánh mắt đều nhìn qua bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Không ít người lộ ra vẻ kinh hãi, cổ quái nói. Lý Vân Tiêu thần bí khó lường, hắn đang dùng công pháp thần thông gì thế? Lại có người cả kinh nói. Khí tức thật khủng khiếp, thương thế vừa rồi nặng vậy mà không chết. Là hồi quang phản chiếu sao? Bạc Phú Kình càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lý Vân Tiêu, hắn lần đầu tiên phát hiện ra biến hóa thế này. Hơn nữa biến hóa không chỉ có nhan sắc, còn có loại khí tức này khủng bố mà quen thuộc, rồi lại lạ lẫm. Đột nhiên toàn thân của hắn run lên, hắn cả kinh hít khí lạnh, bản thân hắn đang phân thần, Lý Vân Tiêu tự chẳng biết lúc nào đang nằm chờ chết trên đất biến thành ngồi xếp bằng. Vết thương đáng sợ trên người vẫn còn, chúng đã đình chỉ đổ máu, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt bình thản, hai tay bấm niệm pháp quyết, mặt không mang theo chút tình cảm nào. Sắc mặt của Vi Thanh biến thành âm trầm, khí tức xa lạ này đã làm hắn cảm thấy không thoải mái. Trên người Lý Vân Tiêu có quá nhiều bí mật, mỗi lần hắn cho rằng đã chấm dứt thì bí mật lại hiện ra, cho dù hắn sắp chết vẫn bộc phát kinh người như thế. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu chờ nữa có thể phá vỡ vòng vây thoát ra, nhất định phải mang Lý Vân Tiêu trở về thánh vực. Sau đó nghiên cứu xem hắn còn có bí mật nào khác hay không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta có cảm giác tim đập nhanh thế này? Trong nội tâm Quỷ Vương sinh ra cảm giác hoảng hốt, không thể tin được nói. Ta sắp trở thành thiên hạ vô địch rồi.
Hắn khiếp sợ nhưng vẫn khó nhịn sinh ra cảm giác bất an, hắn đang tăng tốc độ nhanh hơn trước, các ấn quyết hắn vận dụng như mưa. Hào quang trên nặc á chi chu trên cơ bản đã hao hết, sau khi đánh ra mấy phủ văn cuối cùng, rốt cuộc chiếc thuyền đã khôi phục bộ dáng bình thường. Phốc! Đột nhiên Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt của hắn lúc này biến thành trắng bệch. Vừa rồi quỷ vương đã chặt đứt liên hệ giữa hắn và nặc á chi chu, tuy lạc ấn trên đó thì không dễ dàng xóa đi như vậy, nhưng hắn hiện tại đã triệt để không cách nào khống chế chiến thuyền nữa rồi. Trong nội tâm vô cùng đắng chát, bách chuyển thiên hồi, trải qua mọi việc, tổ tiên lưu lại thánh khí cũng ném mất. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng, thể xác và tinh thần bị đả kích nặng nề, lại phun một ngụm máu tươi, trực tiếp tác động thương thế trong cơ thể, thân thể lúc này chuyển biến xấu rất nhiều. Khặc 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 khặc, thánh khí nhân tộc rốt cuộc đã thuộc về ta. Một quỷ trảo từ trên trời giáng xuống, tiếng ầm ầm từ trong nặc á chi chu vang vọng ra ngoài, nặc á chi chu tùy thời biến mất lần nữa. Ha 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 ha, quỷ vương trong khoảnh khắc cười rộ lên, hắn đắc ý giạt rào, vô cùng vô lại. Tiếng cười vừa dừng, hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Long Thiên Miểu đang hấp thu thiên phượng chi lực, trong mắt mang theo trào phúng và sát ý. Nội tâm Long Thiên Miểu chấn động, thầm nghĩ không tốt, lập tức tăng mạnh nguyên lực, dùng tốc độ nhanh nhất rút thiên phượng chi lực đi. Trên trán hắn đầy mồ hôi, trong mắt mang theo cảnh giác, ngừa quỷ vương tùy thời ra tay. Đám người Vi Thanh vào lúc này biến sắc, nhao nhao vây quanh Long Thiên Miểu, ý định dùng tất cả lực lượng kéo dài thời gian. Hừ, quỷ vương lúc này hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, cũng không lao về phía hắn, ngược lại bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lần này tất cả mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn làm quỷ vương kiêng kỵ hơn cả Long Thiên Miểu sao? Đồng thời trong nội tâm vui vẻ, để Lý Vân Tiêu kéo dài thêm một chút cũng tốt. Tốt nhất là đại chiến 300 hiệp với quỷ vương. Nhưng đại chiến 300 hiệp có khả năng sao? Có thể chiến 3 hiệp đã là kỳ tích rồi. Tiểu tử, đây là trò quỷ của ngươi sao? Làm cho bổn vương cực kỳ không thoải mái chút nào cả. Sắc mặt quỷ vương âm trầm nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, quát hỏi vài câu, không có câu trả lời nào cả. Lực lượng kia càng ngày càng làm cho hắn kinh hãi bất an, rốt cục nhịn không được, phẫn nộ quát. Đã giả chết không nói, đi chết thật đi. Hắn lăng không đánh xuống, sắc mặt lập tức biến thành dữ tợn, trực tiếp đánh ra một trường ấn màu xanh xuống, trong trường ấn đạo văn không ngừng hiện ra, luân hồi chi quang chớp động đánh thẳng xuống phía dưới. Không gian đang phá vỡ, lực lượng của quỷ vương giờ phút này mạnh hơn xa lúc trước, đã tăng lên về chất, chỉ uy áp trong trường ấn đã làm cho người ta đại biến. Vì sao mạnh như thế? Trong nội tâm Vi Thanh run lên. Lộ ra thần thái kinh nghi bất định, vốn trông chờ vào Long Thiên Miểu rút thiên phượng chi lực ra còn có một tia hy vọng, sau khi cảm nhận được một kích của quỷ vương thì cả đám mặt xám như cho tàn. Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên cả kinh, vội vàng ra tay. Đột nhiên một đạo nhân ảnh lao tới, Bắc Quyến Cổn Nam giơ tay ngăn cản hai người, nói. Bất kể, mau lui lại. Hắn dùng lực kéo một cái, ba người hóa thành một đạo lưu quang lui ra xa hơn 10 trượng. Huyền Hoa kinh sợ nói. Ngươi làm cái gì? Vừa dứt lời, trưởng ấn của quỷ vương đã đánh xuống. Ầm ầm, trưởng ấn kia còn cách Lý Vân Tiêu 10 trượng thì bị ngăn cản lại, một đạo kết giới hiện ra, phía trên đầy phù văn màu vàng và màu đen quấn vào nhau, trưởng ấn va chạm vào đám phù văn này thì biến mất nhanh chóng. Cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Lý Vân Tiêu hoàn toàn ngăn cản một kích của quỷ vương, hơn nữa còn là công thể đại thành, là một kích khủng bố sau khi hấp thu 33 công tào. Uy thế như thế, sợ rằng Long Thiên Miểu cũng không dám nói nhất định có thể tiếp được. Long Thiên Miểu cảm thấy hoảng hốt, không thể tin được. Trong lòng quỷ vương dâng lên sóng to gió lớn, một sma giác không tốt sinh ra trong nội tâm, hét lớn. Tiểu tử, ngươi làm trò quỷ gì đó, mau ngừng tay cho ta. Hai tay của hắn một chảo, lập tức luân hồi đao hiển hiện, thân đao biến hóa cực lớn, càng trở nên chót vót và mạnh mẽ hơn trước. Ầm ầm, lực lượng một đao kia giống như trưởng ấn, lại không thể bổ kết giới, chỉ làm nó lắc lư vài phần. Rất nhiều phù văn màu vàng và màu đen hiện ra, quấn quanh người Lý Vân Tiêu hơn 10 trượng, phòng thủ vô cùng kiên cố. Quỷ vương hít khí lạnh, hét lớn. Ta không tin, luân hồi đao. Hắn lăng không một chảo.
trường đao sau lưng không ngừng xúc thế, vô số phù văn từ thân đao tuôn ra, cả luân hồi đại chuyển bàn cũng rung động lắc lư, luân hồi lực không ngừng đảo quanh bầu trời, giống như luân hồi bất diệt. Xuy, chém xuống một đao, đao ảnh lăng thiên. Ầm ầm, kết giới phía trên cao vẫn không có bị phá, nhưng bầu trời xuất hiện vô số đao ảnh, từng đao không ngừng đánh xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong tiếng oanh kích đầy trời, vô số ánh đao quấn quanh bên ngoài kết giới của Lý Vân Tiêu. Nhưng đao ý của quỷ vương cho dù chém cả ngàn lần, cho dù hắn là thần trong thế giới đại chuyển bàn, nhưng hắn không cách nào đánh tan lực lượng phù văn, giống như 33 công tảo lúc trước, vĩnh viễn bất diệt. Rầm 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 oanh. Sắc mặt quỷ vương vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói. Ta xem ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu đao. Đám cường giả còn lại nhìn qua cảnh này thì ngây ngốc. Ầm ầm. Lúc một đao cuối cùng đánh xuống, kết giới không ngừng run rẩy, hóa thành phù văn hai màu đen trắng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở mắt ra, dưới oanh kích này, hắn từ đầu tới cuối vẫn lạnh nhạt, vào lúc này hắn mở to mắt ra, những hào quang kia sáng lên rực rỡ, nhưng làm cho người kinh hãi là, đôi mắt của hắn mỗi con là màu đen và màu vàng. Đột nhiên toàn thân quỷ vương run rẩy dữ dội, run rẩy giống như hắn đang lạnh run, dưới đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào, nội tâm của hắn không ngờ sinh ra sợ hãi vô tận, giống như sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Như thế nào? Làm sao có thể? Ta lại sợ hãi. Trong nội tâm quỷ vương không ngừng tự hỏi lấy mình, trên trán đầy mồ hôi lạnh lăn xuống. Trên mặt Lý Vân Tiêu không mang theo bất cứ biểu lộ nào cả, hai tay nhẹ nhàng bắt ấn quyết cổ quái. Sau lưng có hai đạo lực lượng sinh ra, đều phóng thẳng lên trời. Hai lực lượng này là một vàng một đen, chậm rãi ngưng tụ trên bầu trời, lúc này hóa thành chân ma pháp tướng. Cái gì? Thậm chí có hai. Bạc Phú Kình hoảng hốt không thôi, nhịn không được kinh sợ thối lui ra sau. Ngay cả Kỳ Thắng Phong đang giao chiến trong nội tâm cũng đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt tuôn ra vẻ tàn khốc, không biết là bản thân Kỳ Thắng Phong hay là Vu Giật Tiên, há to miệng thét lên kinh hãi. Hai chân ma pháp tướng, một vàng một đen, đều là ba đầu sáu tay, hơn nữa sáu gương mặt giống nhau như đúc. Gương mặt của pháp tướng màu vàng là kiên nghị, nghiêm túc và trang trọng. Mà gương mặt pháp tướng màu đen là âm trầm, phẫn nộ, lạnh như băng, sáu gương mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, hoặc là một người nhưng có sáu gương mặt. Sau khi ngưng tụ ra hai chân ma pháp tướng, lực lượng trên người Lý Vân Tiêu không ngừng tuôn ra, rót vào trong pháp tướng, dường như vô cùng vô tận. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc lực lượng này ngừng tụ, hai pháp thân đồng thời mở mắt ra, sáu đạo hào quang lăng lệ từ pháp tướng bắn ra ngoài. Hai người đều là ba đầu sáu tay, đồng thời sáu tay bấm niệm pháp quyết, đối ứng lẫn nhau. Pháp tướng màu vàng đột nhiên tươi cười, ung dung nói. Hỏi địch thủ, ai địch thủ, trên trời dưới đất, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Pháp tướng màu đen lộ ra nụ cười lạnh, hung dữ nói. Thiên người địch, vạn nhân địch, từ xưa đến nay, trấn diệu cổ kim toàn bộ vô địch. Hai chân ma pháp tướng đứng xem, sáu tay bấm niệm pháp quyết. Đang ăn ý trên trời cao. Sáu ánh mắt khác nhau giống như xuyên việt thiên cổ, đây là chưa nói tới thời gian. Cái này, đây là... Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hãi, giống như thấy chuyện gì đó quá khủng bố. Hai tay của hắn lăng không mở ra, các loại bí quyết ấn bay ra, từng đạo phù văn không ngừng quay cuồng trên không trung, phía trên là các đồ án khác nhau. Ngón tay Đoan Mộc Hữu Ngọc vẽ lên không trung, các loại ký hiệu cổ quá từ trong phù văn. Các loại lực lượng không ngừng tăng lên. Đột nhiên rầm rầm rầm, tiếng nổ vang vọng, tất cả phù văn không ngừng nghiền nát, hóa thành linh quang đầy trời, cái gì cũng không còn. Hừ. Đoan Mộc Hữu Ngọc hừ một tiếng, dường như đã bị cắn trả rất mạnh, bản thân nội thương, khóe miệng cổ máu. Ca, như thế nào rồi? Đoan Mộc Thương lo lắng hỏi. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc ngưng trọng lắc đầu, dùng tay lau máu tươi, nở nụ cười cổ quái, nói. Thì ra lực lượng trở ngại ta suy tính chính là chân ma pháp tướng. Sắc mặt Đoan Mộc Thương tràn đầy ưu sầu, lo lắng nói. Một pháp tướng màu vàng chính là máu thủy tiên biến ra, chẳng lẽ là... Đoan Mộc Hữu Ngọc thận trọng gật gật đầu, nói. Ân, 8-9 phần 10 là có phiền toái lớn. Tại thành Hồng Nguyệt có biến đổi lớn, hai chân ma pháp tướng đang làm ầm trong đại chuyển bàn. Trong vùng biển không biết xa bao nhiêu vạn dặm. Một bóng người ngồi xếp bằng giữa không trung,
mở mắt ra, quang mang bắn ra ngàn vạn. Trên gương mặt tuấn lãng mang theo âm trầm, trong mắt kinh hãi, nói. Loại cảm giác này, là hắn đến. Sắc mặt hắn đứng lên, toàn thân có ma vân màu đen hiển hiện, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng chính là vòng xoáy tinh vân, nước biển chảy mạnh, ngưng tụ một hư ảnh. Hư ảnh này có ba đầu sáu tay, đang bay lên cao. Chân ma pháp tướng này đang bấn niệm pháp quyết, cảnh tượng giống như đúc hai pháp tướng sau lưng Lý Vân Tiêu, ánh mắt như xuyên thấu tầng mây. Một gương mặt trong đó nặng nề, thì thào lẩm bẩm. Là ngươi sao? Sau đó sáu mắt chậm rãi nhắm lại, dường như cảm thụ cái gì đó. Sau một lúc, sáu tay vung lên, bắt đầu bấm ấn quyết, một cánh tay sáng lên, bên trong vô số phủ quang quay cuồng, không ngừng có lôi minh xuất hiện. Cả không gian lúc này chấn động, pháp tướng không ngừng xoay tròn, mặt biển sinh ra sóng to gió lớn. Trong linh hoa diệu cảnh ở Bắc Phực, trong hương hoa bốn phía, linh quang dị động. Một gã nam tử đang chậm rãi đi dạo, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, đang cẩn thận bước đi, hắn dường như đang đặt mình trong tuyệt cảnh. Trong lúc kinh hãi thân thể hắn run lên, ánh mắt lộ ra dáng vẻ khó tin nhìn ra phương xa. Đây là khí tức của hắn. Sắc mặt nam tử hoảng hốt, thì thào lẩm bẩm. Hỏi địch thủ, ai địch thủ, trên trời dưới đất, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang mãnh liệt, ma khí sinh ra trên người, dường như đang kích động, lạnh giọng nói. Thiên hồi bách chuyển, người rốt cục đi ra không? Ma khí trên người hắn quay cuồng, hoa chung quanh chuyển rời, phấn hoa bay ra, linh cảnh mông lung, có phủ văn hiện ra trên bầu trời. Không tốt! Đột nhiên đế giả cả kinh, dưới sự khinh thường xúc động cấm chế nơi này, vội vàng hóa thành một đám hắc quang, hắn muốn phá không rời đi. Nhưng diệu cảnh linh quang lưu chuyển, uy áp mãnh liệt trói buộc hắn, trực tiếp bao phủ thân thể của hắn. Hừ, to gan lớn mật, lại dám xông vào linh hoa diệu cảnh. Bổn tọa muốn xem là kẻ tặc phương nào. Một giọng nói vang lên, sau đó hào quang chớp động, dường như đi về phía đế giả rời đi. Cùng một thời gian, Nam Vực, Thiên Thủy Quốc. Cả nước cao thấp không ngừng rung động, bầu trời như vỡ ra, trên cao có kim quang vạn trượng nổ mạnh. Hào quang mạnh mẽ bắn ra bốn phía, đại địa bắt đầu nứt nẻ, cả trong nước lâm vào cực nóng như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Trong vương cung Thiên Thủy Quốc. Nơi này đang mở triều hội, đang tụ tập văn võ bá quan. Cái này, cái đã xảy ra chuyện gì? Hộ giá, nhanh hộ giá. Trong đại điện lập tức hoảng loạn, mấy đạo nhân ảnh bay lên trời, trực tiếp đứng bên người Tần Nguyệt, ánh mắt cảnh giác bảo hộ hắn. Một hộ vệ cực kỳ trẻ tuổi, mặt âm trầm quát. Là ai, đi ra cho bổn vương? Hắn liên tiếp quát mấy tiếng, cũng không có hưởng ứng. Cả Thiên Thủy Quốc này, có thể xưng bổn vương trừ vương thượng Tần Nguyệt ra, liền chỉ có cường giả võ vương trẻ tuổi nhất, con của tiền nhiệm thủ phụ Lam Quang. Từ khi thành Viêm Vũ trở thành thành địa tu luyện, tất cả quốc gia và tông phái ở Nam Vực đều đưa đệ tử ưu tú tới. Mà Lam gia tuy có ân oán nhiều đời với Lý gia, nhưng Lý Thuần Dương cũng chẳng phải người bụng dạ hẹp hòi, hiện tại hai nhà thực lực khác nhau một trời một vực, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng nhau. Lam Hoàng tự mình đến thăm khẩn cầu. Hắn không nói hai lời liền đáp ứng, cho Lam Quang đi thành Viêm Vũ tu luyện. Mấy ngày nay hắn đúng lúc độ phá võ vương, sau chuyến về nhà được phong là trấn quốc võ vương. Thời điểm trong triều hoảng sợ, một gã võ quan vội vàng chạy vào, quỳ lại nói. Vương thượng, việc lớn không tốt, thiên địa xuất hiện dị tượng, trong vạn dặm đều có dị tượng. Tần Nguyệt kinh hãi nói. Tại sao lại như vậy? Có thể tra rõ ràng nguyên nhân. Võ quan nói, nguyên nhân không rõ, Khâm Thiên Giam đại nhân đã đi Khâm Thiên Đài quan trắc. Tốt, làm tốt lắm. Tần Nguyệt sợ hãi nói, có biến thì báo ta biết, đồng thời mở trận khí báo cho thành Viêm Vũ. Vâng, võ quang lui ra. Lam Quang nhìn bộ dáng lo lắng của Tần Nguyệt, nói. Bệ hạ không cần lo lắng, nếu chỉ là hiện tượng thiên văn, không phải sức người gây nên, nếu không phải hiện tượng thiên văn, có thành Viêm Vũ. Tất cả không có gì cả. Tần Nguyệt nói. Chuyện này chấm hiểu, thành Viêm Vũ là nơi thánh vực đã ban thiết luật. Hắn sầu lo nói. Có ai không biết, nhanh chóng chuẩn bị, chấm muốn đích thân đi thành Viêm Vũ, bái kiến Lý Lão gia tử cùng Lý Đại Tướng Quân. Dị tượng xuất hiện, cả Thiên Thủy Quốc lâm vào trong hỗn loạn.
thiên địa dị tượng sinh ra nửa ngày bắt đầu dần dần biến yếu, cho đến khi tiêu tán. Đợi đến lúc cao thủ Thành Viêm Vũ đến đây điều tra thì khôi phục bình thường, cái gì cũng không có điều tra ra, chỉ có thể rời đi. Vào lúc này bên ngoài thành Hồng Nguyệt, không biết xa bao nhiêu vạn dặm. Trong không gian luân hồi đại chuyển bàn kỳ dị, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ nhìn qua hai chân ma pháp tướng, bị lực lượng kinh khủng trấn nhiếp. Cái quỷ gì đây, đây rốt cuộc là thứ gì? Quỷ vương giống to mấy tiếng, tuy trong lòng đầy sợ hãi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, chuyện trong đại chuyển bàn, chính mình là thần, có thể trấn áp một phương. Luân hồi đao. Chiến đao trong tay xoay chuyển, mạnh mẽ chảm kích, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên trên bầu trời có hư ảnh hiện ra, bay thẳng áp lấy Lý Vân Tiêu. Hừ! Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra thần thái lạnh lùng, còn có mỉa mai vô tận, thần thái trên mặt đầy kỳ dị. Uống! Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, ấn quyết trong tay không ngừng biến đổi. Hai chân ma pháp tướng trên bầu trời bắt quyết, đánh thẳng về phía trước. Hai lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành tinh vân. Trong tinh vân kia, hai đạo thân ảnh bắt đầu dần dần dung hợp vào nhau, trong khoảnh khắc hóa thành một pháp thân to lớn, dáng người trở nên càng thêm cao lớn, phù văn màu vàng và màu đen dung hợp vào nhau.